Bóng đêm từ từ bao phủ hải vực, trên chân trời phía xa, ánh trăng dần dần xuất hiện, ánh trăng lạnh lẽo phô thiên cái địa từ trên bầu trời chút xuống mặt nước, ánh sáng lập lóe khiến cho mọi người có cảm giác tĩnh mịch. Hai bên chiếc thuyền lớn có sóng biển cuồn cuộn, trong bầu trời đêm tĩnh lặng này giống như có một khúc nhạc đang vang lên trong hải vực. Trên thuyền lớn đèn đuốc sáng trưng, lúc này trên bong tàu có không ít người Đoan Mộc gia tộc đang chè chén. Vốn đối với mấy cường giả thần bí lên thuyền khiến cho bọn họ có chút câu nệ. Thế nhưng trải qua hơn một tháng này, sự sợ hãi trong lòng bọn họ đã tiêu tán không ít. Trên bong tàu, không ít người giơ chén rượu trong tay lên, mở miệng mắng to, quát tháo rồi uống rượu. Trên chặng đường dài dằng dặc này không phải mỗi người đều giống như Lục Lâm Thiên, mỗi khắc đều tu luyện. Trong lúc đám người Đoan Mộc gia tộc vô cùng náo nhiệt thì từ trong buồng nhỏ trên tàu có một thân ảnh mê người xuất hiện trong ánh mắt mọi người. Đó chính là Đoan Mộc Y Y, phía sau còn có nha hoàn xinh đẹp Tiểu Uyển. Dưới ánh trăng thoạt nhìn Đoan Mộc Y Y càng thêm không nhiễm bụi trần, giống như là tiên tử không ăn khói lửa nhân gian. Dưới ánh trăng nhìn qua lại có chút cảm giác quyến rũ. Ra mắt tiểu thư, nhìn thấy Đoan Mộc Y Y xuất hiện mọi người lập tức hành lễ. Không ít đệ tử Đoan Mộc gia tộc nhìn thấy vị tiểu thư này lập tức tim đập nhanh hơn vài phần. Thế nhưng trong lòng bọn họ đều hiểu rõ, tiểu thư là của biểu thiếu gia, bọn họ không xứng. Toàn bộ người trên Lưu Tô đảo, không biết có bao nhiêu công tử ca ái mộ tiểu thư, thế nhưng chưa có một ai được tiểu thư coi trọng. Vị biểu thiếu gia kia mỗi ngày đều đi bên cạnh tiểu thư, hơn nữa thêm chuyện gần đây của Đoan Mộc gia tộc, có lẽ chuyện tốt này sẽ thành hiện thực. Phất tay bảo mọi người miễn lễ. Đoan Mộc Y Y lập tức đi tới lan can rồi đứng đó. Gió biển thổi qua, y phục trên người tung bay khiến cho không ít người mơ màng. Đôi mắt xinh đẹp kia giống như ngập nước làm cho người khác nhìn vào đều cực kỳ yêu thương, nhịn không được mà có cảm giác thương tiếc. Nhìn vị tiểu thư này không ít người của Đoan Mộc gia tộc cũng phải âm thầm chảy nước miếng. Tiểu thư, tâm tình của người không tốt sao? Tiểu Uyển mở miệng khẽ hỏi. Đoan Mộc Y Y quay đầu lại, khẽ mỉm cười rồi nói. Tiểu Uyển, người đi theo bên người ta đã được bao lâu rồi? 18 năm. Tiểu Uyển dường như đặc biệt nhớ rõ thời gian cho nên lập tức mỉm cười nói. Thời gian trôi qua thực nhanh a. Đoan Mộc Y Y nhìn Tiểu Uyển rồi nói. Tiểu Uyển, lần này nếu như ta không thể bảo toàn Đoan Mộc gia tộc mà nói, ngươi phải rời khỏi Đoan Mộc gia tộc. Bằng vào tu vi linh phách hiện tại của ngươi, cho dù đi tới đâu cũng có thể sống yên ổn. Ta cũng có thể yên tâm phần nào. Tiểu thư, người suy nghĩ nhiều rồi. Mặc kệ như thế nào, cho dù tới bước đường cùng chúng ta còn có thượng quan gia tộc tương trợ. Đoan Mộc gia tộc chúng ta nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì. Tiểu Uyển nói. Tương trợ sao, chỉ hy vọng là như thế. Đoan Mộc Y Y thầm nói. Tiểu thư, người thần bí kia hình như chưa từng xuất hiện, quả thực có chút kỳ quái. Nhìn vào mấy căn phòng trong buồng nhỏ, Tiểu Uyển khẽ nói. Đám cường giả này chúng ta ngàn vạn lần không thể trêu vào. Đoan Mộc Y Y nói. Tiểu thư, gần đây người đã thay đổi khá nhiều. Tiểu Uyển khẽ nói, ánh mắt nhìn về phía tiểu thư tràn ngập tình cảm. Ồ, có sao? Đoan Mộc Y Y mỉm cười, lộ ra hai cái má lúm đồng tiền. Dáng vẻ mê người dưới ánh trăng này khiến cho lòng người rung động. Vốn tính cách của tiểu thư cởi mở, mỗi ngày ta đều có thể thấy được nụ cười của tiểu thư. Thế nhưng sau khi lão gia mất đi, tiểu thư cả ngày rầu rĩ không vui. Ta biết gánh nặng Đoan Mộc gia tộc đều đặt lên vai tiểu thư cũng không thể trốn tránh. Thế nhưng ta thực sự không hy vọng tiểu thư cả ngày rầu rĩ không vui như vậy. Tiểu Uyển nói, vừa nói, trong mắt có chút ướt át. Đoan Mộc Y Y không nói gì, ánh mắt nhìn về hải vực phía xa. Thân là người thừa kế của Đoan Mộc gia tộc, nàng không còn lựa chọn nào khác. Phải đối mặt với tất cả mọi chuyện. Đoan Mộc gia tộc không thể bị hủy trong tay nàng. Tiểu thư, biểu thiếu gia tới. Tiểu Uyển nhìn về phía trước rồi nói. Lúc này thanh niên mặc hoa phục cùng với hai vị trưởng lão đang đi tới. Biểu muội, sao muội lại ra đây? Ban ngoài gió lớn lắm. Thanh niên mặc hoa phục đi tới bên người Đoan Mộc Y Y rồi thân thiết nói. Nhìn vị biểu muội giống như tiên tử này, hắn hận không thể lập tức ôm vào trong lòng. Muội không sao. Nhìn thanh niên mặc hoa phục, Đoan Mộc Y Y mở miệng trả lời. Có một số việc nàng không thể lựa chọn. Tiểu thư, nếu tính thời gian, sợ rằng chúng ta không kịp trở về trước kỳ đại hội trên Lưu Tô Đảo. Làm sao bây giờ?
lão giả linh suất bị thiên sĩ tuyết sư đả thương trải qua một đoạn thời gian điều tức cũng đã khôi phục không ít. Không kịp sao? Đoan Mộc Y Y nhíu mày, lập tức nói. Chúng ta đi Thiên Long Hạp đi, đi bên đó nhanh hơn nhiều, hẳn cũng có thể chạy về. Thiên Long Hạp, nghe ba chữ kia, hai vị trưởng lão kia lập tức kinh ngạc nói. Tiểu thư, Thiên Long Hạp kia căn bản không có bao nhiêu người dám đi qua. Chúng ta đi tới đó quá nguy hiểm. Biểu muội, địa phương đó không tốt lành chút nào. Nghe nói tới Thiên Long Hạp, thanh niên mặc hoa phục cũng kinh hãi, dường như có chút kiêng kỵ. Thế nhưng đi qua Thiên Long Hạp thì rút ngắn được không ít thời gian. Nếu như chậm trễ thì sẽ không kịp nữa. Hy vọng lần này đi qua Thiên Long Hạp không đụng phải yêu thú kinh khủng. Đoan Mộc Y Y khẽ nói. Vậy được rồi, hy vọng chúng ta không đụng phải yêu thú kinh khủng. Hai lão giả kia suy tư một lát rồi nói. Lúc này thời gian đã không còn nhiều, nếu như không thể chạy về Lưu Tô Đảo sẽ là chuyện lớn. Hiện tại bọn họ chỉ có thể chọn con đường gần nhất mà thôi. Mọi người, uống ít đi một chút, có lẽ ngày mai phải đi qua Thiên Long Hạp, tất cả phải cẩn thận một chút. Đoan Mộc Y Y quay đầu nói với đệ tử Đoan Mộc ra rồi đi vào trong buồng trên tàu. Hít, nghe nói có thể đi qua Thiên Long Hạp bầu không khí trên bong thuyền lập tức không giống khi trước. Một đám đệ tử Đoan Mộc ra cau mày, trong lòng có chút lo lắng. Đi Thiên Long Hạp, nguy cơ khá lớn a. Đầu yêu thú kinh khủng kia, có người nói ngay cả Thiên Vân Đảo cũng từng xuất thủ thế nhưng không thể làm gì được nó. Có người còn nói đầu yêu thú này hung tàn không gì sánh được. Lại còn đặc biệt háo sắc. Không thể nào, chúng ta phải cẩn thận một chút mới được. Một đêm yên tĩnh trôi qua, Lục Lâm Thiên tiếp tục lĩnh ngộ, quanh thân tràn ngập quang mang thuộc tính thổ. Chiếc thuyền lớn rẽ nước mà đi, khi trong hải vực phía trước xuất hiện một đám điểm đen liên tiếp chính là lúc trong lòng đám người Đoan Mộc gia tộc có chút khẩn trương. Từng ánh mắt cảnh giác không ngừng nhìn lên không trung phía trước và ngoài khơi. Bàn tay cũng nắm chặt vũ khí, dường như đang đề phòng cái gì đó. Đoan Mộc Y Y, thanh niên mặc hoa phục, hai lão giả trưởng lão Đoan Mộc gia lúc này cũng có mặt trên bong tàu, ánh mắt cực kỳ ngưng trọng. Rát! Trong không trung vắng vẻ đột nhiên truyền đến tiếng yêu thú phi hành. Một đầu yêu thú phi hành lướt qua trước mũi thuyền rồi lập tức biến mất không thấy. Có lẽ là một đầu yêu thú phi hành trong nước. Hít! Một màn này khiến cho mọi người càng thêm ngưng trọng. Nhìn đám điểm đen ngày càng gần, vô số hòn đảo nhỏ liên tiếp hiện lên trước mắt mọi người. Biểu muội, phía trước chính là Thiên Long Hạp. Thanh niên hoa phục nhìn phía trước rồi nói. Tất cả mọi người cẩn thận một chút. Chúng ta sắp đi vào Thiên Long Hạp rồi. Đoan Mộc Y Y mở miệng nói. Ánh mắt vốn nhu hòa khi trước lúc này bắn ra tinh quang. Tu vi linh xuất nhị trọng của nàng cũng tuyệt đối được coi là cường giả. Thế nhưng trong lòng nàng lúc này cũng hiểu rõ. Tuy rằng bảo mọi người cẩn thận một chút, thế nhưng trên thực tế cho dù cẩn thận hơn cũng không có tác dụng. Đầu yêu thú kia quả thực vô cùng kinh khủng. Đây chính là tồn tại kinh khủng nhất trong hải vực phụ cận. Chiếc thuyền lớn đi vào trong đám đảo nhỏ, cảnh vật chung quanh khiến cho mọi người kinh ngạc, từng hòn đảo nhỏ giống như ngọn núi cao Vepsilon T trong mây, sừng sững trong hải vực giống như một cánh rừng trên biển. Chung quanh còn có không ít vách núi đủ loại hình dáng. Còn có thác nước từ trên chảy xuống, khiến cho mọi người phải cảm thán tạo hóa kỳ diệu. Thế nhưng lúc này mọi người cũng không có tâm tư ngắm cảnh, cả đám không ngừng quan sát chung quanh. Nơi này không phải là nơi tốt lành gì. Đây chính là nơi nguy hiểm vô cùng, hung danh lan xa. Những người bình thường, thương nhân căn bản không dám đi qua đây. Còn có lời đồn rằng, chỉ cần đi ngang qua Thiên Long Hạp là lập tức bị một đầu yêu thú kinh khủng đánh cướp. Trong bầu không khí trầm trọng của mọi người, chiếc thuyền lớn tiến vào một cái khe sâu. Bên trong có vô số khe sâu, diện tích liên miên, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy toàn bộ hải vực, đủ để thấy diện tích của nó kinh khủng ra sao. Con thuyền nhanh chóng rẽ nước mà chạy, từng cơn sóng lan tràn sang hai bên. Không có một ai dám mơ miệng, dường như muốn lén lút rời khỏi Thiên Long Hạp. Thế nhưng bọn họ đã quên, tiếng chiếc thuyền rẽ nước vẫn quanh quẩn trong không trung, thanh âm không phải quá lớn thế nhưng cũng không nhỏ. Không tốt, chúng ta có phiền phức rồi. Ngay trong lúc bầu không khí có chút trầm trọng, ánh mắt Đoan Mộc Y Y khẽ đổi, khuôn mặt ngưng trọng tới cực điểm. Ngay khi Đoan Mộc Y Y vừa mới dứt lời, thanh niên mặc hoa phục, hai vị trưởng lão của Đoan Mộc gia tộc lập tức nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía trước. Lúc này toàn bộ hải vực phía trước sóng nước cuồn cuộn.
trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy hình dáng của một đầu yêu thú khổng lồ. Nhanh, tiến lên! Một trưởng lão tức thì quát lớn, con thuyền nhanh chóng đẩy cao tốc độ. Thế nhưng ngoài khơi đột nhiên có một đầu yêu thú vô cùng lớn trong nháy mắt lao ra khỏi mặt nước, cuối cùng phong tỏa toàn bộ hải vực. Ô ô! Giống! Vô số yêu thú trong nước hiện lên, cái miệng dữ tợn mở ra. Con mắt hung hăng nhìn về phía trước, khí tức hung hãn bao phủ không gian. Ầm ầm, chiếc thuyền lập tức dừng lại. Dưới sự xuất hiện của đám yêu thú này, con thuyền lúc này cũng phải dừng lại, bởi vì căn bản không có cách nào thoát khỏi đám yêu thú rậm rạp này. Xong đời rồi. Nhìn đám yêu thú trong nước ngăn cản bốn phía, trong lòng mọi người lập tức trùng xuống. Phù, chiếc thuyền dừng lại, trong phòng, Lục Lâm Thiên thở ra một ngụm trọc khí trong cơ thể. Lục mang quanh người cũng bị Lục Lâm Thiên thu lại. Hai mắt mở ra, tinh quang trong mắt chợt lóe, ánh mắt cực kỳ thâm thúy, vô hình trung khí tức quanh người Lục Lâm Thiên lúc này đã xảy ra biến hóa vô cùng lớn. Không nghĩ tới lại lĩnh ngộ lâu như vậy. Lục Lâm Thiên lẩm bẩm nói, lần lĩnh ngộ này không ngờ lại hơn một tháng. Hắn chưa bao giờ lĩnh ngộ thời gian dài như vậy, mà một tháng lĩnh ngộ khiến cho lĩnh ngộ thuộc tính mộc của hắn không ngờ đã vượt quá mấy thuộc tính khác, đúng là tiến bộ không ít. Lão đại, bên ngoài có không ít yêu thú. Lúc này Tiểu Long cũng dừng tu luyện, trong thời gian một tháng này cả ngày nó đều tu luyện. Khí tức so với một tháng trước đã hoàn toàn vững chắc, tu vi được củng cố toàn diện. Những yêu thú này đẳng cấp cũng không thấp. Lục Lâm Thiên nhìn Tiểu Long rồi nói, sau khi đột phá thất giai, Tiểu Long hoàn toàn có thể hóa thành hình người. So với lúc còn là lục giai khí tức không mạnh hơn bao nhiêu. Thế nhưng lại ngưng thực không ít. Trong lúc mơ hồ khiến cho Lục Lâm Thiên có cảm giác, bên trong cỗ thân thể nhỏ bé này, năng lượng vô cùng kinh khủng. Lão đại, những người này hình như là người của Đoan Mộc gia tộc trong miệng sư phụ huynh. Hẳn chúng ta phải giúp bọn họ một tay a. Tiểu Long nói với Lục Lâm Thiên, chuyện của Thánh Thủ Linh Tôn nó cũng biết. Trước tiên nhìn qua một chút. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói, mặc kệ như thế nào người của Đoan Mộc gia hắn cũng không thể mặc kệ. Xem ra đám người này đã gặp phải phiền phức. Giống giống. Tiếng gầm gừ trầm thấp vang lên trong hải vực. Yêu thú trong nước rậm rạp lúc này có chừng hơn nghìn đầu. Thân thể cực kỳ khổng lồ. Nhìn đám yêu thú rậm rạp trong hải vực cũng đủ khiến cho da đầu tê dại. Bên trong đám yêu thú này có không ít yêu thú tứ giai, ngũ giai. Khanh khách, không ngờ lại muốn trốn trước mặt bản tiểu thư. Đám nhân loại các ngươi đang nằm mơ sao? Lúc này một tiếng cười quái dị vang lên từ phía chân trời. Đột nhiên một thân ảnh màu xanh sau mấy cái lắc mình từ không trung lập tức xuất hiện trên bầu trời trước chiếc thuyền lớn. Phía sau người này còn có hơn 10 đầu yêu thú lục giai trong nước. Đám yêu thú lục giai này bộ dáng dữ tợn, trong mắt tràn ngập sự lạnh lẽo và hung ác, nhìn qua đám nhân loại phía dưới. Mà người vừa mới xuất hiện này có hình dáng nhân loại, dáng người nổi bật. Da thịt trắng nõn. Mơ hồ tản ra hương thơm đặc biệt. Thế nhưng nhìn thấy khuôn mặt kia, cả đám người phía dưới lập tức hít sâu một hơi. Nữ tử này quả thực vô cùng xấu, mũi thấp, miệng rộng không nói tới. Ngũ quan hoàn toàn biến dạng, thế nhưng cũng có thể thấy rõ đây là một nữ tử. Quỳ long như hoa. Nhìn thấy nữ tử này, Đoan Mộc Y, thanh niên mặc hoa phục cùng với hai trưởng lão kia lập tức ngưng trọng. Từ bộ dáng có thể thấy được đây tuyệt đối là quỳ long như hoa trong lời đồn. Chính là yêu vương của Thiên Long Hạp, tu vi thất giai trung kỳ. Có lời đồn Thiên Vân Đảo đã đối phái cường giả đối phó với quỳ long như hoa này, thế nhưng cũng không thành công, lại để quỳ long như hoa này chui vào đáy biển chạy trốn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thiên Vân Đảo tốn công vô ích, những thế lực khác càng không muốn trêu vào đầu yêu thú thất giai trung kỳ kinh khủng này. Huống chi đầu yêu thú này lại có chút quan hệ với yêu thú long tộc. Thân là quỳ long, bản thể chính là giao long. Các ngươi nếu như muốn qua phải tuân thủ quy củ của bản tiểu thư. Quỳ long như hoa nhìn mọi người rồi nói. Muốn qua thì đem tất cả những thứ trên người giao ra. Còn phải lưu lại một nam nhân. Như hoa tiểu thư, chúng ta có thể đem tất cả mọi thứ trên người giao cho tiểu thư. Thế nhưng tiểu thư có thể để toàn bộ chúng ta rời đi hay không? Nữ nhân thật xinh đẹp, ta ghét nhất là nữ nhân xinh đẹp. Hôm nay lại có thêm một quy củ nữa. Người phải hủy dung, bằng không các ngươi đừng hòng đi qua. Nhìn Đoan Mộc Y, ánh mắt quỳ long như hoa trầm xuống rồi nói. Nghe quỳ long như hoa nói vậy,
ánh mắt mọi người lập tức hoảng hốt. Đoan Mộc Y Y lại nhíu mày, nhìn Quỳ Long như hoa trên bầu trời. Nếu phải liều mạng nàng căn bản không có cách nào. Nếu như đầu khôi lỗi thất giai sơ kỳ kia còn nằm trong tay nàng thì có thể miễn cưỡng chống lại một chút. Thế nhưng hiện tại đầu khôi lỗi kia đã bị người khác lấy mất, trong tay nàng không còn thủ đoạn nào khác. Về phần thực lực linh xuất nhị trọng của nàng, trước mặt Quỳ Long như hoa này chỉ sợ không có một chút tác dụng nào. Ở đây không có ai là đối thủ của Quỳ Long như hoa này. Ngươi còn chưa hủy dung sao? Nhìn Đoan Mộc Y Y, trong mắt Quỳ Long như hoa kia tràn ngập hàn ý. Như hoa tiểu thư, chúng ta là người của Thiên Vân Đảo. Mong tiểu thư để cho chúng ta rời đi. Thanh niên mặc hoa phục nghe thấy Quỳ Long như hoa muốn biểu muội hủy dung, sau khi do dự một lát lập tức cắn răng nói. Khặc khặc, Thiên Vân Đảo sao? Ngươi nghĩ rằng ta sợ sao? Không ngờ lại dám đem Thiên Vân Đảo uy hiếp ta. Ánh mắt Quỳ Long như hoa trầm xuống, thân ảnh run lên, lập tức biến mất tại chỗ. Thân thể giống như thuấn di, chỉ trong nháy mắt mất đi bóng dáng. Cẩn thận! Ánh mắt Đoan Mộc Y Y trầm xuống, trong mắt bắn ra hàn ý. Linh lực trên người tuôn ra, toàn thân đề phòng chung quanh. Trong mắt thanh niên mặc hoa phục lúc này đã sớm hiện lên vẻ kinh hoàng, linh lực tràn ra, thân thể bắt đầu thối lui. Hắc hắc, bằng vào tu vi linh xuất tam trọng của ngươi sao có thể thoát khỏi lòng bàn tay của tiểu thư? Ta thấy ngươi cũng không tệ lắm, miễn cưỡng đạt yêu cầu gia nhập Long cung của bản tiểu thư. Lời vừa dứt, thân ảnh Quỳ Long như hoa đã lập tức xuất hiện bên người thanh niên mặc hoa phục. Một đạo chảo ấn nhanh như thiểm điện chụp vào trước người thanh niên mặc hoa phục kia. Biểu ca, cẩn thận. Đoan Mộc Y Y khẽ quát lên một tiếng, biết rõ không địch lại, thế nhưng nàng cũng không do dự chút nào. Thủ ấn được kết, linh lực ầm ầm bạo phát, một cỗ khí thế phô thiên cái địa tràn ra, một hỏa cầu nóng bỏng trực tiếp bắn về phía Quỳ Long như hoa. Vũ xuất nhị trọng, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ánh mắt Quỳ Long như hoa lạnh lùng, cánh tay vung lên, một đạo uyên nguyên lập tức ngăn cản trước không trung. Hai cỗ lực lượng va chạm vào nhau rồi lập tức biến mất. Khục khục, một kích nhẹ nhàng của Quỳ Long như hoa, kinh lực bạo phát trực tiếp khiến cho Đoan Mộc Y Y lùi lại mấy bước. Sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Buông ra, ta là người của thượng quan gia tộc, ngươi dám động vào ta. Thiên Vân Đảo nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thanh niên hoa phục lớn tiếng nói. Vừa rồi không ngờ thanh niên hoa phục trong nháy mắt đã bị Quỳ Long như hoa bắt được. Thanh niên hoa phục lúc này trực tiếp bị Quỳ Long như hoa vác lên vai. Toàn thân không thể nhúc nhích, dường như đã bị cấm chế. Trong mắt thanh niên mặc hoa phục kia lúc này có chút sợ hãi, bối rối. Khặc khặc, người của Thiên Vân Đảo sao? Thực lực không tồi, thế nhưng có thể làm gì được ta? Đánh không lại ta không thể chạy sao? Trong Đông Hải này ta sợ nhân loại các ngươi sao? Quỳ Long như hoa cười lạnh một tiếng, nụ cười nhạt này khiến cho đám yêu thú rậm rạp trong hải vực rít gào. Chiếc thuyền lớn cũng bị đám yêu thú trong nước bao vây. Còn dám uy hiếp bản tiểu thư, ngươi nên bị giáo huấn. Nói xong. Quỳ Long như hoa hung hăng tát một cái vào mặt thanh niên mặc hoa phục. Ba, thanh âm thanh thúy vang lên, thanh niên mặc hoa phục tức thì bị bạt tai một cái. Thanh niên mặc hoa phục sửng sốt, hắn thật không ngờ tới lại có người đánh hắn một bạt tai. Lúc này thanh niên mặc hoa phục không nói nên lời, trên mặt có dấu tay đỏ chót. Nửa bên mặt bị đánh cho sưng vù, có thể thấy được Quỳ Long như hoa vừa rồi dùng không ít lực. Như hoa tiểu thư, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ánh mắt Đoan Mộc Y Y trầm xuống, trong mắt có chút hàn ý. Linh lực quanh người tràn ra, theo nàng thấy, đã không thể đàm phán được với Quỳ Long như hoa này. Ta rất không thích ngươi, nếu như ngươi không muốn hủy dung thì ta sẽ tự làm vậy. Quỳ Long như hoa lạnh nhạt nói một tiếng, một đạo yêu nguyên trong tay lập tức khiến cho không gian vặn vẹo, ầm ầm đánh về phía Đoan Mộc Y Y. Khí thế kinh người tràn ra khiến cho không gian rung động. Tốc độ quá nhanh, yêu nguyên bàng bạc trực tiếp tràn ra. Giờ phút này Đoan Mộc Y Y cảm giác không ổn, thân thể nhanh chóng thối lui. Thế nhưng nàng lại phát hiện ra không thể rời khỏi không gian này. Trong lúc sắc mặt đại biến, Đoan Mộc Y Y cắn răng đánh ra thủ ấn. Biểu muội, cẩn thận. Thanh niên mặc hoa phục hét lớn, hai trưởng lão kia cũng kinh hãi. Thế nhưng thanh niên hoa phục kia căn bản cũng không thể nhúc nhích. Hai lão giả kia muốn xuất thủ cũng không còn kịp nữa. Huyết hồn ấn. Ngao. Tiếng thú giống như rồng ngâm,
hổ gầm từ trong lòng bàn tay Đoan Mộc Y Y mơ hồ vang lên, huyết hồn ấn được đánh ra. Một cỗ uy áp ngập trời từ bên trên khuếch tán, mang theo tiếng rồng ngâm hổ ngầm ầm ầm đánh về phía Quỷ Long Như Hoa. Giống. Khi huyết hồn ấn vừa xuất, tất cả những yêu thú chung quanh tức thì bị áp chế. Toàn thân run rẩy, những yêu thú cấp bậc thấp, hai mắt trực tiếp dại ra. Phanh phanh. Ấn quyết cùng với yêu nguyên ầm ầm va chạm. Dưới ấn quyết có một cỗ áp chế tuyệt đối khiến cho yêu nguyên bị phá hủy. Lúc này hai mắt Quỷ Long Như Hoa có chút kinh ngạc. Huyết hồn ấn sau khi phá hủy yêu nguyên cũng lập tức tiêu tán trong không gian. Siêu siêu. Hai lão giả trưởng lão Đoan Mộc gia tộc trong nháy mắt đánh ra hai đạo công kích mang theo tiếng gió thổi sắc bén bắn về phía Quỷ Long Như Hoa. Không biết tự lượng sức mình. Ánh mắt Quỷ Long Như Hoa lạnh lẽo, trên thân thể mềm mại kia đột nhiên có một đạo yêu nguyên màu xanh phun ra. Không gian run rẩy, sóng gợn trong không gian trực tiếp ba động, ầm ầm đánh về phía hai lão giả kia. Phanh phanh. Ba cỗ năng lượng va chạm vào nhau. Tiếng vang trầm muộn kinh người vang lên. Nơi ba cỗ năng lượng va chạm, hai lão giả trực tiếp bị đánh bay về phía sau hơn 10 thước. Thân thể hung hăng đập vào trên bong tàu. Khục khục. Hai ngụm máu tươi được phun ra. Hai người hoàn toàn không có lực phản kháng. Thực lực vũ xuất, linh xuất tuyệt đối là cường giả. Thế nhưng dọc đường đi vận khí của hai người này dường như cực kém, liên tiếp bị yêu thú chà đạp. Không nghĩ tới một linh xuất nho nhỏ lại có thủ đoạn như vậy, quả thực khiến cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Quỷ Long Như Hoa không để ý tới hai lão giả bị thương nặng, ánh mắt nhìn Đoan Mộc Y Y rồi nói. Đạo ấn quyết quỷ dị kia trong lúc vô hình mang tới uy áp cực lớn, khiến cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Như Hoa tiểu thư, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, chờ sau khi chúng ta trở về nhất định lại đưa cho ngươi một phần đại lễ để tạ tội. Mong Như Hoa tiểu thư giơ cao đánh khẽ. Sắc mặt Đoan Mộc Y Y ngưng trọng tới cực điểm, lúc này đám người bọn nàng đã không còn một chút lực lượng nào kháng cự. Ngươi nghĩ ta sẽ tin đám nhân loại hay lật lọng như các ngươi sao? Quỷ Long Như Hoa lạnh nhạt nói, sau đó lại nhìn thanh niên hoa phục trong tay rồi mở miệng. Xem ra ngươi rất quan tâm tới nữ nhân xinh đẹp này. Như vậy đi, ta đổi ý một chút, nếu như ngươi tự tử thì ta sẽ bỏ qua cho nàng và đám người trên thuyền. Nếu như ngươi chọn nàng chết thì ta có thể buông tha ngươi và đám người trên thuyền. Ngươi tự lựa chọn đi. Nói xong, ánh mắt Quỷ Long Như Hoa nhìn về phía thanh niên mặc hoa phục, trong mắt có chút bỡn cợt. Chuyện này, cơ mặt thanh niên mặc hoa phục co quắp, không biết nên chọn như thế nào. Nhìn Đoan Mộc Y Y rồi lại nhìn Quỷ Long Như Hoa, ánh mắt hắn biến ảo không ngừng. Ngươi không có bao nhiêu thời gian đâu, ta đếm đến bao, nếu như ngươi còn chưa lựa chọn mà nói. Ta sẽ giết tất cả mọi người. Bao gồm cả ngươi. Quỷ Long Như Hoa lạnh lùng nói. Trên bàn tay trắng nõn kia có một cỗ yêu nguyên hội tụ, chậm rãi đặt lên trên thiên linh cái của thanh niên mặc hoa phục rồi nói. Một, hai. Tiểu thư. Sắc mặt Tiểu Huyền kinh hoàng nhìn Đoan Mộc Y Y. Lúc này Đoan Mộc Y Y cũng vô cùng ngưng trọng, ánh mắt có chút bất đắc dĩ. Ba. Thanh niên mặc hoa phục nhìn Đoan Mộc Y Y, trong mắt có chút xoắn xuýt. Khi nghe thấy Quỷ Long Như Hoa đếm, lại cảm nhận yêu nguyên bàng bạc trên thiên linh cái của mình, hắn nói. Biểu muội, ta. Dừng tay. Trong nháy mắt này Đoan Mộc Y Y quát lên một tiếng rồi nhìn vào Quỷ Long Như Hoa. Như Hoa tiểu thư, ngươi giết ta đi. Chỉ cần ngươi thả những người khác là được. Đoan Mộc Y Y tiến lên một bước, ánh mắt chăm chú nhìn lên người Quỷ Long Như Hoa. Nghe Đoan Mộc Y Y nói vậy, thanh niên mặc hoa phục lập tức bình tĩnh lại. Trong mắt có chút nhẹ nhõm. Khanh khách, Quỷ Long Như Hoa cười khúc khích, sau khi nụ cười được thu liễm lại, sát ý lập tức lan tràn ra chung quanh, lạnh nhạt nói. Đám nhân loại các ngươi quả thực có chút thú vị, được rồi, bản tiểu thư không chơi cùng các ngươi nữa. Tất cả các ngươi phải chết, dám mang Thiên Vân Đảo ra uy hiếp ta, bản tiểu thư sẽ không bỏ qua cho các ngươi chết hết đi. Giống giống, sát khí tràn ra. Đám yêu thú bốn phía lập tức giống lớn. Từng tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc vang lên khiến cho những người thực lực thấp trong Đoan Mộc gia tộc lập tức run rẩy. Bởi vì trước mặt bọn họ không phải là một đầu yêu thú mà là hơn 1000 yêu thú kinh khủng. Ô ô, giống. Lúc này trên bong tàu có hai đạo lưu quang một trắng một đen phóng lên cao. Sau khi hóa thành bản thể khổng lồ đồng thời có một cỗ uy áp mạnh mẽ lan tràn ra.
Hai đạo lưu quang này chính là Phi Thiên Ngô Công và Thiên Sĩ Tuyết Sư. Nhị thú xoay quanh không trung, chủ nhân đã sớm phân phó, khi đám người Đoan Mộc gia tộc gặp phải nguy hiểm chân chính thì bọn nó phải bảo vệ. Cho nên sau khi cảm nhận sát ý của Quỳ Long Như Hoa, nhị thú vốn vẫn thu liếm khí tức lập tức xuất hiện. Trên bản thể khổng lồ của Thiên Sĩ Tuyết Sư, một cỗ uy áp vương giả lan tràn ra. Quanh thân Phi Thiên Ngô Công, khói độc nồng nặc quanh quẩn khiến cho vô số yêu thú chung quanh bị áp chế. Thiên Sĩ Tuyết Sư và Phi Thiên Ngô Công vẫn làm cho đám người Đoan Mộc gia tộc kiêng kỵ. Thế nhưng lúc này Phi Thiên Ngô Công và Thiên Sĩ Tuyết Sư xuất hiện khiến cho đám người Đoan Mộc gia tộc vui vẻ không ngớt. Giống như là nhìn thấy cứu tinh vậy. Đoan Mộc Y nhìn Thiên Sĩ Tuyết Sư và Phi Thiên Ngô Công, trong ánh mắt ngưng trọng có chút nhẹ nhõm. Tuy rằng biết Thiên Sĩ Tuyết Sư và Phi Thiên Ngô Công lục giai hậu kỳ không làm gì được Quỳ Long Như Hoa, thế nhưng cường giả phía sau hai đầu yêu thú này hẳn có thể chống lại Quỳ Long Như Hoa kia. Cường giả Linh Vương, Vũ Vương, còn có một đầu linh thú đã đột phá tới thất giai nữa. Ồ! Ánh mắt Quỳ Long Như Hoa có chút kinh ngạc, Thiên Sĩ Tuyết Sư và Phi Thiên Ngô Công xuất hiện khiến cho nàng có chút ngoài ý muốn. Quỳ Long Như Hoa, nhanh rời đi cho ta, nể mặt chúng ta đều là yêu thú. Ta thấy đám các ngươi nên sớm rời đi. Chờ chủ nhân ta xuất hiện, tới lúc đó ngươi có hối hận cũng không kịp nữa rồi. Nhìn Quỳ Long Như Hoa, Thiên Sĩ Tuyết Sư xoay quanh tầng trời thấp rồi nói vọng xuống. Trong mắt hiện lên sự cảnh cáo, đối mặt với yêu thú thất giai trung kỳ, trong lúc vô hình Thiên Sĩ Tuyết Sư cũng bị một chút uy áp. Huyết mạch của Quỳ Long Như Hoa này không dưới nó, huống chi thực lực lại mạnh hơn nhiều, thế nhưng có chủ nhân ở trên thuyền. Đương nhiên nó không cần phải lo lắng. Lục giai hậu kỳ mà thôi, dám ở trước mặt ta khoa tay múa chân. Nể mặt chúng ta đều là yêu thú, các ngươi lập tức cút đi. Ta có thể tha cho các ngươi một con đường sống. Quỳ Long Như Hoa nhìn Thiên Sĩ Tuyết Sư và Phi Thiên Ngô Công nói. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, ngươi muốn chết. Thiên Sĩ Tuyết Sư vừa rồi khách khí đã là chuyện không dễ dàng gì. Nghe Quỳ Long Như Hoa nói vậy nó lập tức quát lớn. Uy áp trên người lan tràn ra. Các ngươi còn chưa đủ tư cách. Quỳ Long Như Hoa căn bản cũng không đặt Thiên Sĩ Tuyết Sư, Phi Thiên Ngô Công vào trong lòng, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo nhìn về phía Đoan Mộc Y nói. Ta ghét nhất là nữ nhân xinh đẹp, ngươi chết trước đi. Siêu siêu. Đột nhiên năm ngón tay Quỳ Long Như Hoa uốn lượn, một đạo chảo ấn từ trong hư không trống rỗng hiện lên, sau đó xuyên thấu không gian mà bắn về phía trước. Gợn sóng trong không gian lúc này giống như một tấm lá mỏng bị chảo ấn xuyên qua. Khí thế mạnh mẽ đánh xuống, chảo ấn mang theo khí tức sắc bén bàng bạc ầm ầm chộp về phía Đoan Mộc Y. Trong không gian, nơi chảo ấn kinh người này đi qua lập tức rung động mãnh liệt. Dưới chảo ấn sắc bén kinh khủng này, sắc mặt đám người Đoan Mộc gia tộc hoảng hốt. Loại cấp bậc này bọn họ căn bản có tâm mà không có lực. Chỉ trong nháy mắt cỗ kình khí sắc bén kia đã khiến cho Đoan Mộc Y có chút đau đớn. Trên mặt hiện lên vẻ tuyệt vọng, lúc này nàng đã dự định liều mạng một phen. Nha hoàn Tiểu Uyển kia đột nhiên hét lên một tiếng kinh hãi. Dưới chảo ấn này ngay cả nàng cũng bị bao phủ bên trong, căn bản không thể thoát ra được. Siêu siêu, ngay khi chảo ấn sắc bén này đánh về phía Đoan Mộc Y, kình khí phô thiên cái địa tràn ra. Đột nhiên chảo ấn này dừng lại, một tiếng suy suy vang lên, chảo ấn trực tiếp tiêu tán trong không gian, ngay cả một chút vết tích cũng không có lưu lại. Nhìn biến cố đột nhiên xảy ra, đám người Đoan Mộc gia tộc, còn có Quỳ Long Như Hoa đều vô cùng kinh ngạc. Đặc biệt là Quỳ Long Như Hoa, ánh mắt lập tức đại biến. Là ai dám nhúng tay vào chuyện của bản tiểu thư? Nhìn chảo ấn từ từ tiêu tán, trong lòng Quỳ Long Như Hoa lúc này có thể cảm nhận được vô cùng rõ ràng. Đó chính là một cỗ năng lượng thuộc tính bàng bạc, người vừa xuất thủ tuyệt đối là một cường giả. Chủ nhân! Thiên Sĩ Tuyết Sư và Phi Thiên Ngô Công lúc này đều dùng ánh mắt đồng tình nhìn Quỳ Long Như Hoa, sau đó lùi sang một bên. Y cô nương, không sao chứ? Trong ánh mắt kinh ngạc của đám người Đoan Mộc gia tộc, lúc này có một thanh âm trầm thấp vang lên. Thanh âm vừa dứt, bốn đạo thân ảnh từ trong thuyền chậm rãi bước ra. Trong chớp mắt đã đi tới bên người Đoan Mộc Y, đó chính là bốn người Lục Lâm Thiên, Tiểu Long, Dương Quá và Lục Tâm Đồng. Đoan Mộc Y lập tức sửng sốt. Nhìn thấy bốn người Lục Lâm Thiên xuất hiện, nàng lập tức thở dài một hơi. Đối với bốn người này rõ ràng nàng luôn e ngại, kiêng kỵ. Thế nhưng giờ phút này nàng cũng cảm thấy có chút thoải mái, loại cảm giác ngay cả chính bản thân nàng cũng không hiểu rõ. Bốn người xuất hiện,
vô số yêu thú bốn phía chiếc thuyền lớn lập tức cảm thấy bất an. Có vô số yêu thú thấp giọng rít gào, dường như có chút bất an, bởi vì vô hình chung bọn nó đã bị áp chế. Nhìn thấy bốn người Lục Lâm Thiên xuất hiện, ánh mắt thanh niên mặc hoa phục trong tay Quỳ Long Như Hoa cũng lập tức biến đổi, không biết trong lòng hắn đang nghĩ cái gì. Đại nhân, tiểu nữ không sao, đa tạ đại nhân xuất thủ cứu giúp. Đoan Mộc Y Y sau khi phục hồi tinh thần lại lập tức hạ thấp người hành lễ. Đám người Đoan Mộc gia tộc nhìn nhau, sau đó dưới sự phân phó của hai lão giả bị thương nặng lập tức lùi lại phía sau Đoan Mộc Y Y. Cả đám dùng ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Quỳ Long Như Hoa. Bầu không khí quỷ dị lập tức xuất hiện, Quỳ Long Như Hoa nhìn chằm chằm vào bốn người Lục Lâm Thiên, cuối cùng ánh mắt tập trung vào trên người Tiểu Long, ánh mắt biến ảo bất định, dường như vô cùng nghi hoặc. Ta lại tưởng là yêu thú nào, hóa ra chỉ là một đầu tạp long mà thôi, không ngờ cũng dám làm càn như vậy. Tiểu Long nhìn về phía Quỳ Long Như Hoa, không đặt vào trong mắt, dường như có thể nhìn thấu đối phương vậy. Mà nghe Tiểu Long nói vậy, người Đoan Mộc gia tộc không khỏi trợn mắt há mồm. Khẩu khí của tiểu đồng này thật lớn, không ngờ ngay cả Quỳ Long Như Hoa cũng không đặt vào trong mắt, tạp long dù sao cũng là long a. Các ngươi rốt cuộc là ai? Quỳ Long Như Hoa nhìn bốn người, trong lòng vô cùng khiếp sợ không gì sánh được. Thực lực bốn người này không ngờ nàng không thể nhìn thấu. Thế nhưng mơ hồ có thể cảm giác được, bốn người này không có ai là kẻ yếu cả. Điều này cũng khó trách, tu vi của Lục Lâm Thiên người bình thường căn bản không thể nhìn ra. Về phần Dương Quá, thời gian hắn thu liễm tu vi Lục Lâm Thiên cũng rất khó nhìn thấu. Về phần Lục Tâm Đồng, sau khi tu luyện Thiên Độc Kinh, một khi nàng thu liễm khí tức Lục Thiếu Du cũng khó có thể nhìn ra tu vi. Đầu Quỳ Long Như Hoa này muốn nhìn thấu tu vi ba người quả thực có chút khó khăn. Mà Tiểu Long lại khiến cho Quỳ Long Như Hoa bị áp chế, càng không thể nhìn rõ tu vi Tiểu Long. Thế nhưng mơ hồ nó cũng cảm giác được Tiểu Long không phải là nhân loại. Thế nhưng Tiểu Long là linh thú hay yêu thú nó cũng không thể nhìn ra. Sở dĩ lúc này Quỳ Long Như Hoa mới có vẻ nghi hoặc như vậy. Chúng ta là ai không quan trọng. Quan trọng là vừa rồi chúng ta đã cho ngươi đi ngươi không đi. Hiện tại nếu như ngươi muốn đi thì quả thực có chút khó khăn. Khóe miệng Lục Lâm Thiên nhếch lên mỉm cười nói. Yêu thú thất giai trung kỳ, từ khí tức trên người Lục Lâm Thiên cũng có thể biết được đầu yêu thú này hẳn còn chưa đạt tới thất giai trung kỳ đỉnh phong. Thực lực chỉ tương đương với Vũ Vương ngũ trọng mà thôi. Loại thực lực này rất mạnh, có lẽ có thể chống lại Dương Quá, chống lại Lục Tâm Đồng. Yêu thú như vậy Lục Thiếu Du cũng không định buông tha. Cho dù cuối cùng chỉ thu được một viên yêu đan cũng tốt. Thế nhưng đó chỉ là hạ sách, muốn thu phục đầu yêu thú này có lẽ cũng không quá khó khăn. Ta quản các ngươi là ai? Ta muốn đi các ngươi còn chưa giữ ta lại được. Quỳ Long Như Hoa nhìn bốn người. Bốn người này đều là người trẻ tuổi, sự kiêng kỵ trong lòng cũng giảm bớt đi một ít. Ánh mắt Quỳ Long Như Hoa lúc này bỗng nhiên nhìn vào người Dương Quá khí độ bất phàm. Anh khí bức nhân kia khiến cho hai mắt Quỳ Long Như Hoa sáng ngời, lập tức ném thanh niên mặc hoa phục sang một bên rồi hung hăng nói. Nam nhân thật tuấn tú, ta thích, ngươi đi theo ta có thể tha cho tất cả các ngươi. Nói xong Quỳ Long Như Hoa ngoắc tay nhìn về phía Dương Quá, lúc này khóe miệng đã có nước miếng chảy ra. Tốt, ta có thể để hắn lưu lại, ha ha. Lục Lâm Thiên lập tức cười ha hả, sau đó quay người nói với Dương Quá. Đại ca. Huynh thấy thế nào? Một mình huynh lưu lại là có thể cứu chúng ta. Huynh chịu khó hy sinh một chút nha. Xem ra đại ca quả thực luôn được hoan nghênh a. Lục Tâm Đồng cũng không nhịn được mà cười lớn. Nụ cười mê người này khiến cho không ít đệ tử Đoan Mộc gia tộc nhịn không được mà len lén nhìn. Dung mạo cùng với khí chất của vị tiểu thư trước mặt không thua kém tiểu thư nhà bọn hắn chút nào. Ta không ở lại, muốn ở lại thì đệ tử mình ở lại đi. Dương Quá trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên, trong mắt có chút ngại ngùng. Đại ca, đệ cũng muốn ở lại lắm, thế nhưng Như Hoa tiểu thư lại chướng mắt đệ a. Lục Lâm Thiên cười ha ha nói. Ca ca, xem ra huynh không đẹp trai bằng đại ca nha. Như Hoa tiểu thư này đương nhiên sẽ chướng mắt huynh rồi. Lục Tâm Đồng lại mở miệng cười nói. Mấy người này tự do nói chuyện không đặt Quỳ Long Như Hoa vào trong mắt khiến cho trong lòng đám người Đoan Mộc gia tộc giật mình. Lẽ nào thực lực mấy người này ngay cả Quỳ Long Như Hoa cũng không coi vào đâu sao? Hừ, các ngươi không cần phải cãi nhau. Ngươi cũng lưu lại đi. Tuy rằng ngươi thiếu chút đỉnh, thế nhưng cũng miễn cưỡng có thể đặt vào trong mắt.
hai người các ngươi cùng lưu lại đi. Ánh mắt Quỳ Long như hoa biến đổi, thấy mấy người này không đặt mình vào trong mắt, nàng lập tức lạnh nhạt nói. Cái gì, ta còn thiếu chút sao? Lục Lâm Thiên vô cùng phiền muộn, hắn cũng coi như không tồi. Thế nhưng Quỳ Long như hoa này không ngờ lại chướng mắt hắn khiến cho hắn không còn câu nào có thể nói. Nhiệt xúc, lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ thì ta sẽ cho ngươi một con đường sống. Bằng không ta sẽ lột da ngươi. Ánh mắt Lục Lâm Thiên biến đổi, một cỗ hàn ý tràn ra. Tiểu tử chưa dứt sữa, ngươi còn chưa đủ tư cách, bản tiểu thư sẽ đem xương cốt ngươi vặn gãy. Nhìn Lục Lâm Thiên, trong mắt Quỳ Long như hoa hiện lên sự hung ác. Thế nhưng vì một màn quỷ dị lúc trước khiến cho trong lòng nàng cũng có chút kiêng kỵ. Chỉ là trong hải vực này nàng cũng không sợ ai, cho nên trong lòng cũng không có bao nhiêu lo lắng. Nhiệt xúc, ta thấy ngươi ngứa ra rồi. Lục Lâm Thiên cười hắc hắc rồi chậm rãi tiến lên, hai mắt chăm chú nhìn vào trên người Quỳ Long như hoa. Thời gian 2 tháng qua hắn cũng chưa từng động thủ, lần này vừa vặn có thể kiểm chứng thực lực hiện tại của bản thân. Trong mắt Quỳ Long như hoa hiện ra hung quang. Nàng hoành hành không chút cố kỵ ở nơi này nhiều năm, không phải chưa từng có cường giả tới tiêu diệt nàng. Lần trước Thiên Vân Đảo cũng phái ra cường giả, thế nhưng trong hải vực vô biên này, muốn đối phó với nàng trong hải vực sẽ vô cùng khó khăn. Mà cũng bởi vì như vậy cho nên hung danh của nàng mới lớn mạnh như thế. Hừ, tiểu tử, ngươi sẽ chết rất khó coi. Nói xong, trong mắt Quỳ Long như hoa bắn ra quang mang. Y phục trên người tung bay. Thân thể mềm mại kia bắn lên trên không trung. Thân thể mềm mại giống như thiểm điện trong chớp mắt xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên. Yêu nguyên trong người bạo phát mang theo một cỗ khí tức khổng lồ trực tiếp đánh xuống. Cỗ khí tức khổng lồ này khiến cho đám người Đoan Mộc gia tộc lập tức lùi lại, căn bản không thể chống lại. Tiểu tử, để bản tiểu thư nhìn xem rốt cuộc ngươi có bao nhiêu phân lượng. Quỳ Long như hoa quát lên một tiếng, trong tay đột nhiên có một đạo quyền ấn được ngưng tụ. Sau đó lập tức đánh về phía Lục Lâm Thiên, nơi quyền ấn đi qua, không gian không ngờ trực tiếp vặn vẹo. Ngươi quả thực ngứa ra rồi. Khi thanh âm của Lục Lâm Thiên vừa dứt, quyền ấn đã đi tới trước người hắn. Trong nháy mắt này trước người Lục Lâm Thiên có một đạo quang mang khuếch tán. Trong quang mang này bằng mắt thường có thể thấy được quyền ấn của Quỳ Long như hoa đang tiêu tán nhanh chóng. Nhiệt xúc, hôm nay ta phải lột ra ngươi. Ngay khi quyền ấn này tiêu tán, một tiếng quát lạnh lẽo vang lên. Một đạo năng lượng vô hình giống như thiểm điện dung nhập vào trong quang mang. Trong chớp mắt một thân ảnh màu xanh xuất hiện trước mặt Quỳ Long như hoa. Liệt Viêm Quyền. Trong nháy mắt một đạo quyền ấn đỏ rực đột nhiên xuất hiện, sau đó hóa thành một đám quang mang không rõ dùng tốc độ như thiểm điện bắn về phía trước. Cuối cùng trực tiếp đánh vào trên người Quỳ Long như hoa. Bằng mắt thường có thể thấy được đạo quyền ấn này trực tiếp đánh vào trên người Quỳ Long như hoa. Trong chốc lát cả không trung như bị kìm hãm, ngay sau đó một tiếng nổ từ trên người Quỳ Long như hoa vang lên, thanh âm bạo liệt giống như tiếng sấm vang vọng trên phía chân trời. Phanh! Trong bầu trời, quyền ấn, trường ấn trong nháy mắt bạo phát. Một cỗ năng lượng kinh khủng giống như một cơn lốc đột nhiên tràn ra. Kinh khí kinh khủng bắn ra bốn phía, không ít người ở phía xa có chút kinh hãi. Cả chiếc thuyền lớn kia lúc này cũng lung lay giống như đang ở trong một cơn bão vậy. Phanh! Khí tức nóng bỏng giống như trong biển lửa bao phủ không gian. Sóng gợn trong không gian cũng bị nhuộm thành màu đỏ lan tràn về phía xa. Đồng thời thân thể mềm mại của Quỳ Long như hoa kia trực tiếp đập xuống mặt nước rồi biến mất không thấy. Sau khi cỗ kình khí kinh khủng này biến mất, mọi người đều dùng ánh mắt kinh hãi nhìn Lục Lâm Thiên. Một chiêu có thể đánh bay Quỳ Long như hoa khiến cho mọi người không dám tin vào mắt mình. Đây chính là yêu thú thất giai trung kỳ A. Thực lực của người thanh niên này không ngờ lại mạnh tới tình trạng như vậy. Đoan Mộc Y Y cũng dùng ánh mắt kinh hãi nhìn về phía Lục Lâm Thiên trên không trung. Thảo nào mấy cường giả thần bí này lại không đặt Quỳ Long như hoa vào mắt. Chỉ một chiêu vừa rồi cũng đã đủ chứng minh tất cả. Ánh mắt Lục Lâm Thiên chăm chú nhìn về phía trước, trên hải vực trước mặt, nơi Quỳ Long như hoa vừa mới rơi xuống, cả mặt nước bắt đầu biến động. Ba động càng lúc càng mạnh giống như có một con quái vật lớn đang trở mình dưới mặt nước. Mặt nước lắc lư càng lúc càng nhanh, một thanh âm kỳ dị từ bên trong mặt nước vang lên. Ngay sau đó Lục Lâm Thiên lập tức cảm giác được có một cỗ năng lượng kinh khủng ba động. Loại ba động này vô cùng gấp gáp khiến cho Lục Lâm Thiên có cảm giác nguy hiểm. Muốn khôi phục bản thể sao?
khóe miệng Lục Lâm Thiên nhếch lên mang theo thiếu ý nhàn nhạt. Ba động ngoài khơi càng lúc càng lớn, trên mặt nước nổi sóng cuồn cuộn, phương viên trên vạn thước lúc này đều lắc lư, con thuyền dưới sóng biển bắt đầu lung lay lắc lư, từng cơn sóng cao mấy chục thước giống như biển động không ngừng cuồn cuộn rồi ập xuống mặt nước tạo thành vô số bọt nước bắn về bốn phía. Giống giống. Trong ba động mạnh mẽ này, hơn 1.000 đầu yêu thú chung quanh lập tức giống lên, rít gào liên tục. Toàn bộ không gian bị lay động, đám người Đoan Mộc gia tộc nhìn thấy cảnh tượng này lập tức kinh ngạc, trong mắt hiện lên sự sợ hãi. Ngoài khơi, trong hải vực biến động đột nhiên có một vòng xoáy đường kính vài trăm thước xuất hiện. Dòng xoáy xoay tròn liên tục, giống như có một đầu cự thú ngập trời đang hút nước. Giống. Một tiếng thú giống lớn vang lên. Giống như là tiếng trâu giống từ bên trong dòng xoáy khổng lồ kia truyền ra. Trong lúc mơ hồ có một thân ảnh giống như một ngọn núi như ẩn như hiện, nhìn qua lại giống như một đầu cự long đang phủ phục, khí tức khiến cho tim người khác đập nhanh lan tràn ra. Mà thân ảnh này ước chừng 700-800 thước, vô cùng khổng lồ. Khiến cho người khác vừa mới nhìn vào, tim không tự chủ được mà đập nhanh hơn vài phần. Đây là bản thể của quỳ long sao? Lục Lâm Thiên nhìn vào bản thể của quỳ long như hoa rồi thầm nói. Đối với loại yêu thú như quỳ long này Lục Lâm Thiên cũng không xa lạ gì. Quỳ long chính là một loại giao long, thế nhưng cũng không được coi là tạp giao. Luận huyết mạch tuy rằng không bằng thiên độc yêu long, thế nhưng lại có thiên phú tiến hóa. Quỳ long chính là một loại yêu thú gần với long tộc, cũng không phải là rồng chân chính. Trên thiên linh lục có nói qua, quỳ long này giống như trâu, trên thân có sừng. Tiến vào nước tạo thành mưa gió. Thanh âm như sấm, sau khi đột phá cửu giai có thể trở thành rồng. Nói cách khác, quỳ long này chỉ cần đột phá tới cửu giai là có thể trở thành rồng chân chính. Thế nhưng muốn đột phá tới cửu giai dễ như vậy sao? Ồm. Trong hải vực đột nhiên lại có một tiếng rít gào vang vọng. Bên trong vòng xoáy bỗng nhiên có một đạo quang trụ phóng lên cao mang theo sóng nước cao vài trăm thước, giống một quả bom ầm ầm đánh xuống mặt nước. Ấp ầm. Sóng nước đập xuống, toàn bộ không gian lắc lư, đồng thời một đầu quái vật lớn cũng xuất hiện trong bầu trời thủy vực. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, cả đám đều vô cùng kinh ngạc. Đây là một đầu quái vật to lớn chừng 700-800 thước. Đường kính hơn chục thước, đầu quái vật này có cái đầu cực kỳ giống với trâu. Hai mắt to lớn giống như chuông đồng, sóng gợn quanh người lắc lư. Nhìn đầu quái vật này trong lòng mọi người không khỏi có cảm giác bản thân mình nhỏ bé. Đồng thời trong lòng cũng cảm thấy lạnh lẽo. Trời! Đám người Đoan Mộc gia tộc kinh hãi không thôi. Ngay cả thanh niên mặc hoa phục kia cũng chấn động. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hai mắt to lớn của quỳ long như hoa hung hăng nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Thân thể khổng lồ xoay quanh không trung tản ra uy áp bàng bạc. Thân thể cuồn cuộn mang theo uy áp bàng bạc khiến cho toàn bộ không trung run rẩy. Ồm! Một tiếng rít gào lần nữa từ trong miệng quỳ long như hoa vang lên. Thanh âm giống như sấm sét vang vọng trong bầu trời hải vực, cuối cùng truyền đi rất xa. Trong hải vực lập tức vang lên vô số tiếng rít gào. Ô, ô, ngao. Chung quanh chiếc thuyền, hơn 1.000 yêu thú lập tức rít gào. Từng đầu yêu thú trong nước lúc này đều dùng ánh mắt hung dữ nhìn lên đám người trên thuyền. Nhiệt xúc, ngươi thành thật một chút cho ta. Đây là cơ hội cuối cùng ta cho ngươi. Bằng không ngươi có hối hận cũng không còn kịp. Lục Lâm Thiên lăng không mà đứng, nhìn đầu quái vật lớn trước mặt, một chút áp lực trong lòng hắn cũng không có. Nếu như đầu quỳ long như hoa này mà là thất giai trung kỳ đỉnh phong mà nói, vậy thì hắn sẽ phải cẩn thận. Thế nhưng đầu quỳ long này có lẽ vừa mới đột phá không bao lâu. Yêu thú vừa mới đột phá thất giai trung kỳ đều có thực lực tương đương với Vũ Vương tứ trọng. Huyết mạch không bằng thiên độc yêu long. Nhưng so với yêu thú bình thường cũng mạnh hơn không ít. Sợ rằng ngay cả Vũ Vương ngũ trọng bình thường cũng không dám trêu vào nó. Thế nhưng Lục Lâm Thiên cũng không sợ hãi. Đối phó với đầu quỳ long này cũng không khó. Hắn hoàn toàn có thể thu thập được. Đổi lại là tiểu long mà nói, đầu quỳ long này sợ rằng ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Hừ, người đã chọc giận bản tiểu thư rồi. Quỳ long như hoa rít gào một tiếng, cái miệng lớn mở ra. Thân thể to lớn trực tiếp phóng về phía Lục Lâm Thiên. Thân thể to lớn kia giống như một con voi đang bắn về phía con kiến khiến cho không gian trực tiếp rung động. Thân thể khổng lồ của quỳ long như hoa xuyên qua không gian. Kinh khí cường hãn đem sóng nước cuồn cuộn. Chiếc thuyền lớn kia lúc này hung hăng lay động, giống như sắp bị đổ ụp xuống mặt nước.
Dương Quá nhíu mày, quang mang dưới chân chợt lóe. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ lập tức khuếch tán trên bong tàu. Cả con thuyền lớn lập tức ngừng lay động, mặc cho sóng gió ngập trời bên cạnh, thế nhưng con thuyền lớn lúc này lại không có một chút dị động nào. Ngay khi tất cả mọi người đang kinh ngạc về biến hóa này, Đoan Mộc Y Y lập tức nhìn về phía Dương Quá, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc không thể che giấu. Chỉ một chiêu đủ để cho nàng biết thực lực của người này kinh khủng tới nhường nào. Nhiệt xúc, người ngứa ra thật rồi. Lúc này Lục Lâm Thiên nhíu mày, quanh thân đột nhiên có một đạo quang mang bao phủ. Thanh linh khải giáp xuất hiện, đồng thời vòng xoáy dưới chân chợt lóe, thân ảnh nhanh như thiểm điện biến mất tại chỗ. Bản thể khổng lồ của Quỳ Long như hoa đột nhiên xẹt qua nơi Lục Lâm Thiên vừa đứng. Sóng gợn trong không gian trực tiếp bị văn ra, thế nhưng bóng dáng Lục Lâm Thiên đã sớm không còn. Thiên thủ liệt cương ấn. Chỉ trong nháy mắt thân ảnh Lục Lâm Thiên hiện lên cạnh eo Quỳ Long như hoa, một đạo trưởng ấn nhanh chóng được đánh ra. Phanh phanh. Quang mang liên tiếp phóng lên cao rồi đáp xuống, trực tiếp đánh vào người Quỳ Long như hoa. Tiếng nổ vang trầm thấp, đinh tai nhức óc mang theo năng lượng chấn động vang lên. Quang mang tràn ngập trên bản thể Quỳ Long như hoa lập tức tiêu tán hơn phân nữa. Một cỗ kình khí mạnh mẽ từ trên thắt lưng đánh xuống, lực lượng mạnh mẽ chư xê tiếp đánh bay lân phiến trên người Quỳ Long như hoa. Máu tươi chảy ra, thân thể khổng lồ trực tiếp run rẩy. Ồm. Trong khi Quỳ Long như hoa rít gào liên tục thì Lục Lâm Thiên đã đi tới bên cạnh Quỳ Long như hoa. Thuộc tính phong phối hợp phù quang lược ảnh, lại thêm trình độ nắm giữ phù quang lược ảnh hiện tại của Lục Lâm Thiên, loại tốc độ hiện tại đã không giống như bình thường. Đương nhiên tốc độ của Quỳ Long như hoa cũng nhanh như thiểm điện, trong lúc giao phong, dựa vào ưu thế bản thể cho nên uy thế và lực phòng ngự của Quỳ Long như hoa đều vô cùng cường hãn không gì sánh được. Thế nhưng độ nhạy bén thì thân thể nhỏ nhắn của Lục Thiếu Du lại chiếm không ít tiện nghi. Hàn băng đồng kết sát. Siêu. Tiếng quát của Lục Lâm Thiên vang vọng, cả không gian như đọng lại. Sóng gợn trong không gian giống như là nước sôi tức thì cuồn cuộn. Một cỗ khí tức quỷ dị nhanh chóng lan tràn ra bốn phía. Trong cỗ khí tức hỗn loạn này mang theo cảm giác lạnh lẽo cực độ. Không gian trong nháy mắt bị đóng băng. Ngay sau đó cả bản thể Quỳ Long như hoa cũng bị hàn băng bao phủ. Lúc này cỗ khí tức lạnh lẽo kia khiến cho tất cả yêu thú trong nước và đám người Đoan Mộc gia tộc trên thuyền toàn thân run rẩy. Người thực lực thấp lập tức ngã xuống mặt thuyền, cánh tay không nắm nổi binh khí. Thân thể nhanh chóng bị đóng băng. Dưới hàn khí kinh khủng kia, ngay cả máu cũng bị đông lại. Phanh! Thanh âm bạo liệt vô cùng lớn vang vọng trên bầu trời. Hàn băng nổ tung. Thân thể Quỳ Long như hoa theo hàn băng bị nghiền nát, lân phiến trên người lập tức vỡ nát. Ồm. Quỳ Long như hoa rít gào liên tục, trên thân thể khổng lồ lúc này máu chảy liên tục, trong nháy mắt chúng hai đạo công kích, đặc biệt là đạo công kích cuối cùng trực tiếp khiến cho nó bị thương nặng. Nó thực sự không ngờ tới thực lực của nhân loại trước mắt lại khủng bố như vậy. Liên tục chúng hai đạo công kích, rốt cuộc thân thể to lớn của Quỳ Long như hoa giống như mãng xà xoay quanh. Thân thể cuộn tròn lại giống như một cái kim tự tháp bao phủ không gian trăm thước. Trực biết bao vây Lục Lâm Thiên vào bên trong. Bốn phía bị phong tỏa, Lục Lâm Thiên lúc này căn bản không có lối ra. Hỗn đản, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta xem ngươi còn chạy chỗ nào. Quỳ Long như hoa rít lên một tiếng. Cái miệng dữ tợn giống như bồn máu mở ra hướng về phía Lục Lâm Thiên đánh xuống, giống như muốn đem Lục Lâm Thiên nuốt sống vậy. Nhiệt xúc. Vậy ngươi thử xem uy lực của một chiêu này xem. Lục Lâm Thiên khẽ thở dài, trong tay không biết từ khi nào đã lặng lẽ kết thủ ấn. Chân khí bạo phát, hai tay mang theo chân khí tạo thành một đám tàn ảnh. Theo sự biến hóa của thủ ấn, từng đạo thủ ấn giống như có thể khiến cho không gian gấp khúc, thuộc tính thủy trong không gian dường như bị dẫn dắt đột nhiên phô thiên cái địa phóng về phía Lục Lâm Thiên. Chỉ trong chớp mắt sóng nước bên dưới cuồn cuộn, giống như một cơn lốc xuất hiện khiến cho thiên địa biến sắc. Toàn bộ không trung ba động, cái miệng đỏ lòm của Quỳ Long như hoa kia đang đớp xuống trong nháy mắt dừng lại. Trong giây lát này đột nhiên từ tận sâu trong linh hồn nó có cảm giác không tốt. Ánh mắt đám người phía dưới lập tức biến đổi, hai mắt nhìn nhau, trong lòng đều cảm nhận được cảm giác nguy hiểm. Trong nháy mắt này, theo sự kết xuất của thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên, sóng biển cuồn cuộn phía dưới lập tức như sôi trào mang theo sự rung động kinh khủng. Sóng biển mơ hồ trọng điệp vào nhau. Giờ phút này thân hình Lục Lâm Thiên đang bị Quỳ Long như hoa bao quanh, quanh người xuất hiện một vòng xoáy lớn. Không gian chung quanh dưới vòng xoáy xoay tròn, kinh khí bắn ra bốn phía.
trọng thủy kết giới. Ngay khi cái miệng lớn dữ tợn của quỳ long như hoa ập xuống, tinh quang trong mắt Lục Lâm Thiên bắn ra. Một tiếng quát khẽ từ trong miệng hắn vang lên, một cỗ chân khí như biển từ trong tay bạo phát, trong không trung lập tức có một đám năng lượng thuộc tính thủy bàng bạc nhanh chóng kéo tới. Lúc này đôi mắt trên bản thể khổng lồ của quỳ long như hoa rốt cuộc cũng chuyển thành kinh hãi. Rốt cuộc nó cũng cảm nhận được rõ ràng cảm giác nguy hiểm này, thân thể to lớn kia lập tức run lên. Cả không gian run rẩy kéo theo hải vực phía dưới. Trong hải vực từng cơn sóng lan ra bốn phía, một vòng xoáy lớn kinh khủng xuất hiện, trực tiếp bao phủ phương viên mấy nghìn thước. Vòng xoáy này cũng nhanh chóng bao phủ thân thể khổng lồ của quỳ long như hoa. Phương viên mấy nghìn thước chung quanh lúc này nhìn qua giống như được một kết giới bằng nước bao phủ. Siêu siêu. Dưới kết giới bằng nước kia, cả hải vực gió nổi mây phun giống như là ngày tận thế. Chỉ trong chớp mắt, không gian dường như đã tới cực hạn, một tiếng nổ vang lập tức vang vọng trong hải vực. Phanh phanh phanh. Tiếng nổ vang từ trong hải vực truyền. Cả hải vực giống như biển gầm, sóng nước bị đánh lên cao mấy trăm thước. Cả không gian lúc này giống như long trời lở đất. Gợn sóng trong không gian trực tiếp bị xé thành những mảnh nhỏ. Sóng nước ngập trời, không gian run rẩy, thanh âm vang vọng tới 9 tầng trời, mang theo một mảnh sóng nước ập xuống phía dưới giống như mưa rào. U u ồm. Trong không gian hỗn loạn, tiếng kêu thảm thiết của quỳ long như hoa vang lên. Khi tất cả bình tĩnh trở lại, thân thể cuồn cuộn của quỳ long như hoa hiện lên trước mặt mọi người. Trên thân thể khổng lồ kia toàn thân tràn ngập máu tươi. Máu tươi nhỏ xuống hải vực đem nước trong phương viên chung quanh nhuộm thành màu đỏ. Bộ dáng của quỳ long như hoa lúc này vô cùng thê thảm. Thân ảnh Lục Lâm Thiên cũng lập tức xuất hiện trong bầu trời. Ánh mắt hắn lúc này cực kỳ kinh ngạc, lực phòng ngự của quỳ long như hoa này thật đúng là cường hãn. Trọng thủy kết giới của hắn tuy rằng còn chưa tạo thành uy lực lớn nhất. Thế nhưng nếu như là Vũ Vương tứ trọng đỉnh phong gặp phải công kích này cũng sẽ trực tiếp bị đánh chết. Cho dù là Vũ Vương ngũ trọng bình thường sợ rằng cũng phải hấp hối. Cho dù không bị đánh chết cũng bị thương nặng, mà quỳ long như hoa kia lúc này tuy rằng bị thương tới tình trạng cực kỳ nghiêm trọng. Thế nhưng cũng chưa tới mức cuối cùng, lực phòng ngự của đầu yêu thú này tuyệt đối cường hãn. Trên chiếc thuyền lớn, mọi người chăm chú nhìn lên bầu trời, cả đám trợn mắt líu lưỡi vô cùng kinh hãi. Đôi mắt xinh đẹp của Đoan Mộc Y Y nhìn vào thân thể tràn ngập máu tươi của quỳ long như hoa vô cùng kinh hãi. Chỉ trong chốc lát không ngờ quỳ long như hoa này lại thê thảm như vậy khiến cho nàng không nói nên lời. Thực lực của quỳ long như hoa ít nhiều Đoan Mộc Y Y cũng biết tới. Yêu thú thất giai trung kỳ không cần phải nói. Huống chi thân thể quỳ long như hoa này cũng có lực phòng ngự rất mạnh. Lần trước cường giả Thiên Vân Đảo cũng không làm gì được nó. Thế nhưng nàng không ngờ, trước mặt Lục Lâm Thiên lại có dáng vẻ chật vật như vậy. Xem ra cường giả trẻ tuổi thần bí này thực lực vô cùng mạnh mẽ. Ngươi rốt cuộc là ai? Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đôi mắt to lớn của quỳ long như hoa nhìn chăm chú về phía Lục Lâm Thiên, giờ phút này trong mắt của nó không dám khinh thường nhân loại trước mắt nữa. Thế nhưng câu hỏi của quỳ long như hoa không nhận được câu trả lời của Lục Lâm Thiên. Không gian khẽ lắc lư, thân thể Lục Lâm Thiên trong chớp mắt mang theo xu thế sấm sét đánh về phía quỳ long như hoa. Cảm nhận công kích của Lục Lâm Thiên, bản thể khổng lồ của quỳ long như hoa lập tức dựng thẳng lên. Sự sợ hãi trong đôi mắt to lớn kia ngày càng đậm. Giết cho ta, giết những nhân loại kia. Quỳ long như hoa rít lên một tiếng. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người đầu quỳ long như hoa này không ngờ lại quay đầu hóa thành nhân loại, vô cùng chật vật tiến vào trong hải vực. Sóng biển chán ra bốn phía, thân thể quỳ long như hoa lập tức biến mất không thấy. Còn muốn chạy sao, chậm rồi. Lục Lâm Thiên đã sớm có chuẩn bị, thân thể lập tức biến mất không thấy. Chu vi chung quanh thanh linh khải giáp có một đạo quang mang cơ nơ quẩn, thân thể lao thẳng xuống phía dưới, trong nháy mắt cũng chui vào trong mặt nước. Grow! Giống giống! Trong chớp mắt này hơn 1000 yêu thú khổng lồ kia lập tức rít gào. Ánh mắt bắn ra sát ý mạnh mẽ, ầm ầm đánh về phía chiếc thuyền lớn kia. Hơn 1000 yêu thú di chuyển, cả hải vực lập tức rung động. Loại khí thế này vô cùng rúng động lòng người. Giống giống! Chi chi! Giữa không trung, thiên sĩ tuyết sư, phi thiên ngô công rít lên liên tục, thế nhưng cũng không thể làm hơn 1000 đầu yêu thú trong nước kinh sợ. Hơn 1000 đầu yêu thú dữ tợn phóng tới, đám người Đoan Mộc gia tộc lúc này biến sắc. Trong hai mắt mang theo sự sợ hãi không thể che giấu. Tất cả cút ngay cho ta,
bằng không ta sẽ không khách khí với các ngươi. Một đạo quang mang lao ra rồi lăng không mà đứng. Tiểu Long trong nháy mắt xuất hiện trước không trung, đôi mắt nhỏ nhìn chăm chú xuống phía dưới, một tiếng long ngâm từ trong miệng vang lên. Ngao! Dưới tiếng long ngâm này mang theo một cỗ uy áp mạnh mẽ. Loại uy áp này tới từ huyết mạch và linh hồn khiến cho vô số yêu thú và linh thú phía dưới không thể chống lại. Dưới tiếng long ngâm này, hơn 1000 đầu yêu thú đang đánh tới lập tức run rẩy. Ánh mắt dữ tợn kia lập tức nhìn lên trên người Tiểu Long. Toàn thân run lẩy bẩy liên tục, ánh mắt cũng trở nên kinh khủng. Dưới cỗ uy áp này căn bản bọn nó không thể chỗ lại. Dưới tiếng long ngâm kia từng đầu yêu thú trực tiếp bị áp chế, không tự chủ mà phủ phục trên mặt đất. Uy áp tới từ huyết mạch và linh hồn khiến cho chúng nó phải phủ phục. Còn không cút mau cho ta. Tiểu Long căm tức nhìn hơn 1000 yêu thú phía dưới. Tuy rằng nó không hiện ra bản thể, thế nhưng cỗ uy áp trên người lúc này cũng khiến cho hơn 1000 yêu thú kia không thể chống lại. Giống giống. Ô ô. Hơn 1000 yêu thú rít gào. Bao gồm cả hơn chục đầu yêu thú lục giai trên không trung. Trong nháy mắt cả đám lập tức chui vào trong màn nước rồi rời đi. Căn bản không dám có chút chậm trễ nào. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Người của Đoan Mộc gia tộc kinh ngạc nhìn vào thân thể nho nhỏ của Tiểu Long trên không trung. Cái miệng kinh ngạc của mọi người lúc này có thể nhét vừa một quả trứng gà. Hơn 1000 yêu thú kinh khủng này không ngờ lại bị một câu nói của tiểu hài tử kia dọa lui. Ngay từ đầu cũng không có mấy người đem tiểu hài tử này đặt vào trong mắt. Thế nhưng không ngờ tiểu hài tử này lại kinh khủng như vậy. Siêu siêu. Chúng thú chạy trốn, thân thể nho nhỏ của Tiểu Long lập tức tiến vào trong hải vực. Dương quá, Lục Tâm Đồng đứng trên bong tàu, dường như không có ý tứ hỗ trợ nào. Lục Tâm Đồng khẽ mỉm cười, hai cái lúm đồng tiền xuất hiện thoạt nhìn vô cùng khả ái. Đối với Lục Tâm Đồng mà nói, thực lực của ca ca nàng và Tiểu Long đối phó với đầu quỳ long kia tuyệt đối không thành vấn đề. Trong hải vực mênh mông, cách đó 500 thước Lục Lâm Thiên đang đuổi theo quỳ long như hoa. Nhìn thân thể quỳ long như hoa càng ngày càng xa, Lục Lâm Thiên vô cùng bất đắc dĩ. Dù sao đây cũng là dưới nước, hắn không thể đuổi kịp quỳ long như hoa này. Phù quang lược ảnh cũng không thể giúp được bao nhiêu. Lúc này rốt cuộc Lục Lâm Thiên cũng hiểu được vì sao quỳ long như hoa này có thể xưng bá một phương trong hải vực mà không có cường giả tới bao vây tiễu trừ. Trong hải vực này nhân loại tuyệt đối không có ưu thế. Nếu như đầu quỳ long như hoa này muốn chạy trốn, bằng ưu thế của nó, cường giả bình thường căn bản không thể đuổi kịp. Mắt nhìn thân thể quỳ long như hoa, Lục Lâm Thiên ngoài bất đắc dĩ ra không thể làm gì khác. Lão đại, để mang huynh đuổi theo. Đột nhiên thanh âm của Tiểu Long vang lên trong tai Lục Lâm Thiên. Trong hải vực, bản thể khổng lồ của Tiểu Long xuất hiện, đột nhiên vọt tới bên người Lục Lâm Thiên. Tiểu Long, có thể đuổi kịp đầu quỳ long này hay không? Lục Lâm Thiên ngồi xuống bản thể khổng lồ của Tiểu Long. Một con giun nhỏ mà thôi, nó trốn không thoát đâu. Tiểu Long căn bản không đặt quỳ long như hoa kia vào trong mắt. Thanh âm trầm thấp vừa dứt, thân thể giống như một mũi tên rời cung bắn về phía trước. Thân thể trong nháy mắt biến mất tại chỗ. U ồm. Cảm nhận khí tức phía sau, quỳ long như hoa lại giống lên một tiếng, ra sức chạy trốn. Con giun nhỏ, tốc độ của ngươi quá chậm. Chỉ trong mấy chớp mắt, trong ánh mắt khiếp sợ tuyệt đối của Lục Lâm Thiên. Thân thể Tiểu Long chỉ lắc vài cái lập tức xuất hiện trước bản thể của quỳ long như hoa kia. Mà lúc này cái đuôi lớn trên bản thể của Tiểu Long cũng trực tiếp hung hăng quét về phía quỳ long như hoa. Phanh! Sóng nước trong thủy vực cuộn trào. Cái đuôi lớn của Tiểu Long trong nháy mắt đánh vào trên bản thể quỳ long như hoa. Dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ kia, thân thể to lớn của quỳ long như hoa trực tiếp bị đập cho xẹp. Mà quan trọng hơn chính là... khí tức trên người Tiểu Long lúc này khiến cho quỳ long như hoa căn bản không thể phản kháng. U ồm. Một tiếng gầm gừ lớn từ trong miệng quỳ long như hoa vang lên. Dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ này, quỳ long như hoa kia trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Phanh phanh. Trong hải vực, tiếng rít gào của quỳ long như hoa vang lên, sau đó thân thể lập tức chui vào trong một đám đá ngầm. Chung quanh đám đá ngầm này có vô số san hô, thực vật bảy màu rực rỡ. Lão đại, đây là xào huyệt của con giun nhỏ này. Tiểu Long thấp giọng nói, trước mắt hai người Lục Lâm Thiên lúc này là một cái hang lớn. Đây dường như là một dải đá ngầm vô cùng lớn không gì sánh được. Liếc mắt nhìn không thấy điểm cuối,
san hô và những thực vật bảy màu khác không ngừng tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Chúng ta đi vào. Lục Lâm Thiên nói, quỳ long như hoa này đã không còn đường chạy nữa rồi. Trong hang, khi Lục Lâm Thiên và Tiểu Long tiến vào trong hang, từ khí tức trên đường lập tức đi thẳng tới xảo huyệt của quỳ long như hoa. Ngươi là yêu hoàng sao? Trong hang sâu, nhìn khí tức yêu hoàng từ trên người Tiểu Long tràn ra khiến cho quỳ long như hoa vô cùng kinh ngạc. Thân là yêu thú, quỳ long như hoa đối với yêu hoàng khí vô cùng mẫn cảm. Cảm nhận khí tức trên người Tiểu Long lúc này khiến cho ánh mắt nàng kinh hãi tới cực điểm. Mà lúc này toàn thân quỳ long đầy những vết máu. Không ít nơi trên cơ thể lân phiến bị tổn hại, vô cùng chật vật, uể oải. Hừ, tới bây giờ ngươi mới biết sao? Trước mặt ta không ngờ cũng dám kiêu ngạo. Tiểu Long khinh thường trừng mắt nhìn quỳ long như hoa. Dưới thân thể to lớn, dưới năm móng vuốt trực tiếp có năm vòng xoáy hiện lên. Yêu hoàng khí trên người càng ngày càng đậm, trực tiếp bao phủ lên người của quỳ long như hoa. Quỳ long như hoa càng lúc càng kinh hãi. Dưới cỗ uy áp này nàng căn bản không thể ngẩng đầu lên. Đây chính là uy áp tới từ linh hồn và huyết mạch khiến cho nàng không thể chống lại. Nếu như Tiểu Long không đột phá thất giai, muốn áp chế quỳ long như hoa cũng có ảnh hưởng không nhỏ, thế nhưng còn chưa tới mức áp chế khiến cho đối phương không dám ngẩng đầu lên. Dù sao cấp bậc tu vi cũng cực kỳ quan trọng, mà lúc này Tiểu Long đã đột phá lên thất giai. Quỳ long như hoa này là thất giai trung kỳ thế nhưng cũng không thể chống lại uy áp của Tiểu Long. Bái kiến yêu hoàng. Dưới cỗ uy áp này, quỳ long như hoa không thể phản kháng. Thân thể trực tiếp phủ phục trên mặt đất. Ngươi có thần phục hay không? Tiểu Long trừng mắt nhìn quỳ long như hoa. Yêu hoàng, ta. Quỳ long như hoa nơm nớp lo sợ, trong lòng còn có một chút kháng cự. Nếu như ngươi không phục thì ta cũng chỉ có thể lột ra ngươi mà thôi. Tiểu Long ngẩng đầu nói. Một cỗ uy áp lớn lan tràn ra. Quanh thân nó trong lúc mơ hồ có một cỗ khí phách không nói nên lời tràn ra. Hoặc giả, quanh người Tiểu Long lúc này đã có thể một cỗ khí tức hoàng giả. Chỉ là cỗ khí tức này đủ để khiến cho yêu thú và linh thú bình thường sinh ra sợ hãi. Yêu hoàng, ta nguyện ý thần phục. Dưới cỗ uy áp ngày càng mạnh, quỳ long như hoa lập tức lựa chọn thần phục. Dưới yêu hoàng khí nó không thể phản kháng. Huống chi yêu hoàng khí này cũng rất mạnh. Nó thực sự không rõ, trong đám nhân loại này sao lại có yêu hoàng. Nếu sớm biết thực lực của đám nhân loại này mạnh như vậy, lại còn có yêu hoàng ở đó. Nó làm sao dám trêu chọc, có lẽ đã sớm chạy từ lâu. Quỳ long như hoa thuần phục, Tiểu Long thu hồi bản thể, ánh mắt mang theo sự đắc ý nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên bất đắc dĩ cười cười, bằng vào thân phận yêu hoàng và linh hoàng của Tiểu Long khiến cho yêu thú cùng linh thú trời sinh đã bị uy áp. Điểm này căn bản hắn không thể so sánh với nó, coi như là thực lực của hắn mạnh hơn quỳ long này, thế nhưng muốn nó thần phục mà nói. Trừ phi là thi triển huyết hồn ấn, bằng không không thể làm được. Yêu thú không phải chỉ dựa vào thực lực mạnh hơn là có thể thuần phục. Trên chiếc thuyền lớn, đám người bên trên lúc này nhìn ra ngoài khơi, cả đám vô cùng khẩn trương. Tiểu thư, đại nhân xuống phía dưới sẽ không có việc gì chứ? Trên hải vực, Đoan Mộc Y Y khẩn trương nhìn phía trước. Một lát sau, nhìn thấy không có động tĩnh gì, do dự một lát nàng lập tức hỏi Lục Tâm Đồng. Yên tâm đi Y tiểu thư, ca ca ta và Tiểu Long không có chuyện gì đâu. Bằng vào thực lực của đầu quỳ long kia còn chưa đủ. Lục Tâm Đồng khẽ nói, bằng vào thực lực của ca ca nàng và Tiểu Long, quỳ long kia căn bản không phải là đối thủ. Cho nên lúc này Lục Tâm Đồng căn bản không có chút lo lắng nào. Siêu siêu, Lục Tâm Đồng nói xong, trong hải vực có ba đạo thân ảnh phóng lên cao. Chính là Lục Lâm Thiên, Tiểu Long. Còn có quỳ long như hoa từ trong đáy biển phóng lên. Ba người nhanh chóng hạ xuống bong tàu. Đám người Đoan Mộc gia tộc lần nữa nhìn thấy quỳ long như hoa, thân thể không tự chủ mà lui về phía sau. Y cô nương, không có việc gì rồi. Tiếp tục xuất phát đi. Lục Lâm Thiên sau khi nói với Đoan Mộc Y đang kinh ngạc lập tức tiến vào trong buồng nhỏ trên tàu. Để lại đám người Đoan Mộc gia tộc ngơ ngác phía sau. Đầu quỳ long như hoa kinh khủng kia không ngờ trong lại thành thật đứng ở bên cạnh cường giả thần bí kia. Thiên sĩ tuyết sư và phi thiên ngô công cũng thu hồi bản thể, lập tức đáp xuống bong tàu. Quỳ long kia đi theo phía sau chủ nhân, chúng nó dường như cũng không có chút kinh ngạc nào. Không có việc gì rồi, tiếp tục chạy đi. Đoan Mộc Y phục hồi tinh thần lại, nhìn bóng lưng đám người Lục Lâm Thiên,
nàng lập tức nói với mọi người trong Đoan Mộc gia tộc. Thực lực những cường giả thần bí này thật mạnh mẽ a. Ngay cả Quỳ Long Như Hoa kinh khủng kia cũng không phải là đối thủ. Quá mạnh mẽ. Ầm ầm. Trong tiếng nghị luận của đám người Đoan Mộc gia tộc, mọi người lập tức tản ra. Một lát sau, chiếc thuyền lớn lại lần nữa xuất phát, nhanh chóng rẽ nước mà rời khỏi Thiên Long Hạp. Trong phòng, mọi người ngồi xuống, Quỳ Long Như Hoa sắc mặt tái nhợt, khí tức trên người uể oải. Người nó bị thương tuyệt đối không nhẹ, sau khi được Lục Lâm Thiên ném cho vô số đan dược chữa thương lập tức khoanh chân điều tức. Tiểu Long thu phục Quỳ Long Như Hoa cũng tương đương với một cường giả Vũ Vương ngũ trọng. Điều này cũng coi như là niềm vui ngoài ý muốn của Lục Lâm Thiên. Hắn không ngờ tới dọc đường đi lại có thu hoạch như vậy. Dù sao thần phục Tiểu Long và thần phục hắn cũng không khác nhau quá lớn. Mà vừa rồi trong xào huyệt của Quỳ Long Như Hoa Lục Lâm Thiên cũng thu được không ít thứ. Mấy năm nay trong phiến hải vực này Quỳ Long Như Hoa cũng cướp không ít thương nhân. Thu hoạch tuy rằng còn chưa tới mức làm Lục Lâm Thiên động tâm, thế nhưng cũng tuyệt đối không ít. Bốn người sau khi hàn huyên một lát, hai người Lục Tâm Đồng, Dương Quá lập tức về phòng mình tu luyện. Lục Lâm Thiên đang định tiếp tục lĩnh ngộ, dường như là do có Quỳ Long Như Hoa trong phòng cho nên Lục Lâm Thiên không thể tiến vào trạng thái lĩnh ngộ. Dục tốc bất đạt, đạo lý này Lục Lâm Thiên cũng hiểu. Sau khi do dự một lát, Lục Lâm Thiên đi tới bong tàu. Nhìn hải vực rộng lớn trước mặt, dọc đường đi, Lục Thiếu Du đã bôn ba trên hải vực hơn 2 tháng, hải vực này quả nhiên rộng lớn không gì sánh được. Đột nhiên Lục Thiếu Du cảm nhận được có ánh mắt phía xa đang nhìn vào hắn. Lục Thiếu Du lập tức quay đầu lại, không biết từ khi nào Đoan Mộc Y Y cũng đã xuất hiện trên bong tàu. Nhìn Đoan Mộc Y Y, gió biển thổi qua, mái tóc dài tung bay, hai hàng lông mi thon dài, hai mắt sáng như sao, khuôn mặt tinh xảo tuyệt luân. Bộ ngực như ẩn như hiện dưới lớp y phục, thân thể mê người. Xinh đẹp thoát tục không nhiễm khói lửa nhân gian. Lúc này Đoan Mộc Y Y đứng trên bong tàu cũng toát ra vẻ đoan trang cao quý, ưu nhã bất phàm. Trong lòng Lục Lâm Thiên có chút sao động, khí chất của Đoan Mộc Y Y này so với Lục Vô Song cũng không kém bao nhiêu. Mà dáng vẻ thanh tú tuyệt luân kia lại đem theo một phong thái khác. Nữ tử như vậy quả thực là hiếm thấy, hoàn toàn có thể so sánh với chúng nữ Đạm Đài Tuyết Phi, Vân Hồng Lăng. Đại nhân, đa tạ đại nhân cứu giúp lần này. Ta thay mặt cho người Đoan Mộc gia tộc cảm ơn đại nhân. Đoan Mộc Y Y nhìn thân ảnh màu xanh cao ngất trên bong tàu. Những cường giả thần bí này thực lực cường hãn tới mức độ kinh khủng. Không biết là tới từ đâu. Sau khi do dự một lát, Đoan Mộc Y Y lập tức nhẹ nhàng đi tới bên người Lục Lâm Thiên. Chỉ là cái nhấc tay mà thôi, Y Y cô nương không cần để ở trong lòng. Lục Lâm Thiên mở miệng nói, nếu như là người khác sợ rằng hắn cũng không xen vào. Đoan Mộc gia tộc này là gia tộc sư phụ thánh thủ Linh Tôn lưu lại, coi như là liều mạng hắn cũng phải quản chuyện của họ. Huống chi lần này hắn còn thu được một đầu yêu thú thất giai trung kỳ. Không có đại nhân xuất thủ thì hơn 100 người Đoan Mộc gia chúng ta sẽ táng thân ở Thiên Long Hạp rồi. Đoan Mộc Y Y hạ thấp người thi lễ, ánh mắt nhìn vào cường giả thần bí trước mặt không ngừng phỏng đoán. Người này có lẽ tuổi tác không kém nàng bao nhiêu, đây cũng không phải là cường giả có thuật chú nhan, điểm này nàng có thể cảm giác được. Mà người này tuổi còn trẻ mà đã có thực lực cường hãn như vậy, điều này vượt quá sự tưởng tượng của nàng. Trong Đoan Mộc gia tộc, thiên phú của nàng chính là người tốt nhất trong mấy ngàn năm qua. Ngay cả huyền hồn ấn của một vị lão tổ trong Đoan Mộc gia năm đó lưu lại cũng được nàng tu luyện thành công. Thế nhưng so với người thanh niên thần bí trước mặt này nàng chẳng là gì. Y Y cô nương, từ đây cho tới thành Ma Vân còn xa hay không? Lục Lâm Thiên hỏi, việc xuất thủ vừa rồi đối với hắn mà nói chỉ là một cái nhấc tay. Chỉ thuận tiện xem xét uy lực của vũ kỹ gần đây mới lĩnh ngộ mà thôi. Có lẽ còn cần nửa tháng nữa mới tới Đông Hải. Về phần Lưu Tô Đảo, sau khi qua thành Ma Vân ở Đông Hải còn cần thời gian nửa tháng nữa mới tới được. Đoan Mộc Y Y khẽ trả lời. Từ trong ánh mắt của đối phương nàng cũng có thể cảm nhận được thiện ý trong đó. Sự kính nể kèm theo bất an, lo lắng trong lòng dưới cỗ thiện ý kia rốt cuộc cũng gần như biến mất. Sau đó từ trong miệng Đoan Mộc Y Y Lục Lâm Thiên cũng biết được không ít chuyện trong thành Ma Vân ở Đông Hải. Cũng biết được sự phân bố thế lực trong Đông Hải. Trong Đông Hải hiện tại có 8 thế lực lớn là tứ các tứ đảo. Mà Đoan Mộc gia tộc chính là thế lực ngoại vi của Thiên Vân Đảo. Trong Đông Hải cũng không phải quá thái bình, giữa các thế lực lớn cũng không quá hòa bình như biểu hiện bên ngoài.
Lục Lâm Thiên cũng biết được không ít chuyện của Đoan Mộc gia tộc. Đoan Mộc gia tộc trên Lưu Tô đảo chính là gia tộc lớn nhất. Chỉ là những năm gần đây nhân tài của Đoan Mộc gia điêu linh, thực lực gia tộc ngày càng yếu. Dường như đã tới lúc nguy cơ ngập tràn. Mà gia chủ Đoan Mộc gia đời trước cũng đã mất đi 2 năm trước, cũng chính là phụ thân của Đoan Mộc Y Y. Và hiện tại Đoan Mộc Y Y chính là trụ cột của Đoan Mộc gia. Bởi vì Đoan Mộc Y Y còn một vị đệ đệ 12 tuổi, cho nên sau khi gia chủ Đoan Mộc gia tộc đời trước qua đời, đệ đệ Đoan Mộc gia vốn cũng là một vũ giả không kém, đột nhiên hai chân bị phế, căn bản không thể lại, cũng không thể tu luyện. Đoan Mộc gia cũng có quy củ, chức vị gia chủ chỉ truyền cho nam không truyền cho nữ. Thế nhưng đệ đệ của Đoan Mộc Y Y đã không thể trở thành vũ giả, ngồi trên chức vị tộc trưởng đã là không thể. Mà Đoan Mộc Y Y lại là nữ tử, không hợp với tổ huấn, cũng không thể trở thành tộc trưởng Đoan Mộc gia tộc. Tuy rằng Đoan Mộc Y Y không thể tiếp nhận chức vị tộc trưởng thế nhưng gánh nặng của chức vị tộc trưởng lại rơi vào trên bờ vai nhu nhược của nàng. Qua chuyện này Lục Lâm Thiên càng thêm khẳng định Đoan Mộc gia tộc này chính là gia tộc mà sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn lưu lại. Từ trong miệng Đoan Mộc Y Y Lục Lâm Thiên cũng biết được một ít chuyện của Đoan Mộc gia, cũng không khác lời kể của sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn là bao. Y Y cô nương, ấn quyết ngày đó cô nương thi triển không biết có phải là tổ truyền của Đoan Mộc gia tộc hay không? Lục Lâm Thiên hỏi bóng gió. Đoan Mộc Y Y do dự. Huyết hồn ấn tổ truyền của Đoan Mộc gia vẫn luôn là bí mật lớn nhất của Đoan Mộc gia tộc. Có không ít gia tộc và các thế lực khác đều đỏ mắt nhìn vào huyết hồn ấn của Đoan Mộc gia tộc. Có huyết hồn ấn này, có thể khống chế yêu thú. Có người nói cho Đoan Mộc Y Y biết, Thiên Vân Đảo hiện tại cũng đang nhìn vào huyết hồn ấn của Đoan Mộc gia tộc. Nhìn Lục Lâm Thiên, Đoan Mộc Y Y do dự rồi nói. Đó chính là thủ đoạn tổ truyền của Đoan Mộc gia tộc chúng ta. Khiến cho đại nhân chê cười rồi. Thủ đoạn này chính là do một vị tổ tiên tài hoa của Đoan Mộc gia tộc chúng ta truyền lại. Vị tổ tiên này có thủ đoạn thông thiên, chỉ tiếc người Đoan Mộc gia ta khi trước cũng không có mấy ai có thể hiểu được chút nào. Tới hiện tại, trải qua mấy nghìn năm đã đánh mất mặt mũi của vị tổ tiên đó. Coi như là ta, từ nhỏ nghiên cứu tâm đắc tu luyện của vị tổ tiên kia lưu lại cũng chỉ lĩnh ngộ được chút gia lông mà thôi. Thế nên Đoan Mộc gia tộc chúng ta càng lúc càng suy tàn. Không có mặt mũi nào nhắc tới vị lão tổ khi trước của Đoan Mộc gia tộc nữa. Nói xong, Đoan Mộc Y Y nhìn về phía xa. Gánh nặng của Đoan Mộc gia tộc hiện tại toàn bộ đều đặt trên vai nàng. Khiến cho nàng không thể thở nổi. Có đôi khi thậm chí nàng muốn buông xuống, không quản một việc gì. Thế nhưng đây là chuyện không thể. Nàng là người của Đoan Mộc gia tộc, đây chính là sự thực. Trên người nàng cũng chảy máu của Đoan Mộc gia, cho nên nhất định phải chịu trách nhiệm của Đoan Mộc gia tộc. Nhìn Đoan Mộc Y Y, Lục Lâm Thiên thầm nhíu mày. Thảo nào nữ tử này vẫn luôn u sầu, hóa ra trên đôi vai nhu nhược kia lại có gánh nặng như vậy. Y Y cô nương, không ngờ trong Đoan Mộc gia tộc lại có người tài ba như vậy, thực sự là thất kính. Không biết tên vị lão tổ kia của Đoan Mộc gia gọi là gì? Lục Lâm Thiên lại tiếp tục hỏi. Không gạt công tử, vị lão tổ của Đoan Mộc gia chúng ta gọi là Đoan Mộc Khung Thiên. Chỉ là vị lão tổ kia vẫn luôn bế quan tu luyện, danh tiếng cũng không vang dội cho nên thậm chí còn không có mấy người biết tới. Đoan Mộc Y Y khẽ nói. Đoan Mộc Khung Thiên sao? Trong lòng Lục Lâm Thiên run lên. Không sai, Đoan Mộc Khung Thiên chính là tên của sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn. Đoan Mộc gia tộc này chính là gia tộc mà sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn của hắn lưu lại. Nhìn Đoan Mộc Y Y, Lục Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng. Người của Đoan Mộc gia tộc vốn luôn nghĩ lão tổ của mình không có danh tiếng. Thế nhưng bọn họ sao có thể biết được, mấy nghìn năm trước, siêu cấp cường giả tiếng tăm lừng lẫy, giáo chủ Thánh Linh giáo chính là lão tổ của bọn họ. Chỉ là vị lão tổ này của bọn họ khi trước sợ danh tiếng quá lớn, sợ đưa tới phiền phức cho Đoan Mộc gia tộc cho nên mới ẩn giấu thân phận. Vị lão tổ của Đoan Mộc gia này, có cơ hội hy vọng có thể bái kiến một phen. Phải học tập một chút. Lục Lâm Thiên khẽ thở dài nói, lời này cũng là một câu hai nghĩa, nếu như sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn có thể khôi phục thân thể, tới lúc đó hắn cũng có thể học tập một hai bên người sư phụ. Cũng có thể nhận được không ít chỗ tốt, bản lĩnh của sư phụ hiện tại có lẽ hắn cũng không học được bao nhiêu. Công tử nói đùa, vị lão tổ kia của Đoan Mộc gia tộc chúng ta đã biến mất mấy nghìn năm. Có lẽ đại nạn cũng đã tới rồi. Đoan Mộc Y Y khẽ nói. Nhìn vị cường giả thần bí này không ngờ lại cung kính với lão tổ mình như vậy, trong lòng nàng lập tức có hảo cảm.
sẽ có cơ hội. Lục Lâm Thiên mở miệng cười nói, chỉ cần chờ Nam Thúc khôi phục, tới lúc đó, sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn không phải là không có cơ hội khôi phục. Sau khi nói chuyện phiếm một phen, lúc này sắc trời đã tới hoàng hôn. Mặt trời chậm rãi biến mất phía xa, ngoài khơi, từng cơn sóng vàng óng ánh cũng bị tan vỡ. Trong hải vực vô tận, đêm tối tĩnh lặng đã tới. Màn đêm bao phủ không trung, sương mù dần dần tràn ra, gió đêm khẽ thổi mang theo tiếng sóng lớn rì rầm. Đoan Mộc Y Y và Lục Lâm Thiên cáo từ trở lại phòng của mình. Lục Lâm Thiên khẽ liếc mắt sang chung quanh rồi lập tức thu hồi ánh mắt lại. Khi Lục Lâm Thiên tiến vào phòng mình, trên hành lang trên căn buồng nhỏ lập tức có một đạo thân ảnh xuất hiện. Chính là thanh niên mặc hoa phục kia, người này nhìn bóng lưng Lục Lâm Thiên biến mất, trong mắt hiện lên sự đố kỵ, lửa giận ngập tràn, vô cùng lạnh lẽo. Tiểu thư, thoạt nhìn ngày hôm nay tâm tình của người không tệ nha. Trong phòng, Tiểu Uyển nhìn Đoan Mộc Y Y rồi hỏi. Có sao? Đoan Mộc Y Y cười yếu ớt rồi nói. Nàng ngồi trước cái bàn tinh xảo, tay cầm một khối ngọc giản không ngừng xem xét. Đây chính là vũ kỹ mà lão tổ Đoan Mộc gia khi trước lưu lại. Tiểu thư, người vừa mới nở nụ cười, đã lâu người chưa từng cười qua nha. Tiểu Uyển nở nụ cười giảo hoạt. Đoan Mộc Y Y nhìn Tiểu Uyển rồi nói. Tiểu Uyển, người nghĩ xem người thần bí trên thuyền kia là ai? Tiểu thư, người muốn nói tới ai? Tiểu Uyển hỏi. Chính là người mặc áo xanh kia. Đoan Mộc Y Y nói. Người đó khiến cho ta có chút sợ hãi. Chỉ cần liếc nhìn cũng cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Trên mặt luôn có nụ cười xấu xa, giống như là người xấu vậy. Thế nhưng thanh niên áo xám kia quả thực không tồi. So với biểu thiếu gia còn tuấn tú hơn. Tiểu Uyển suy nghĩ một lát rồi nói với Đoan Mộc Y Y. Ta nghĩ vị cường giả thần bí kia nhất định không phải là người bình thường. Dường như là đang có chuyện gì đó. Đoan Mộc Y Y buông ngọc giản trong tay rồi mỉm cười. Khí chất bất phàm kia, lại thêm nụ cười ngọt ngào giống như tiên tử, sợ rằng cho dù bất cứ nam nhân nào nhìn thấy cũng phải động lòng. Sau khi Lục Lâm Thiên trở lại phòng lập tức suy nghĩ về chuyện của Đoan Mộc gia tộc. Hiện tại hắn đã có thể khẳng định, đây chính là Đoan Mộc gia tộc mà sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn muốn hắn tìm kiếm. Từ trong miệng Đoan Mộc Y Y hắn cũng biết được tình cảnh hiện tại, nguy cơ trọng trọng. 2 năm gần đây dường như xảy ra không ít biến cố. Nếu như hắn đã gặp phải thì nhất định phải giúp đỡ Đoan Mộc gia tộc một chút. Sau này cũng dễ ăn nói với sư phụ. Đương nhiên hiện tại những thứ hắn biết cũng không nhiều. Tất cả chỉ có thể đợi đến khi tới Lưu Tô Đảo mới có thể quyết định. Một lát sau Lục Lâm Thiên bắt đầu lĩnh ngộ thuộc tính mộc. Từng đạo lục mang quanh quẩn quanh người Lục Lâm Thiên. Trong lúc lĩnh ngộ, thời gian giống như cát chảy, Lục Lâm Thiên chìm đắm trong việc lĩnh ngộ sẽ không cảm nhận thời gian dài dằng dặc trên đường. Trong hải vực vô tận, chiếc thuyền rẽ nước mà đi. Bình thường gặp không ít yêu thú trong nước và hải tặc, có lúc còn gặp hải tặc 2 lần. Thế nhưng nhìn thấy trên thuyền có cường giả vũ xuất, linh xuất tọa trấn cả đám lập tức bỏ chạy ra xa. Yêu thú trong nước bình thường nhìn thấy chiếc thuyền lớn này cũng không dám công kích. Chiếc thuyền tiếp tục di chuyển, chung quanh bắt đầu xuất hiện càng nhiều đội thuyền. Giữa không trung, yêu thú phi hành cũng bắt đầu nhiều lên. Toàn bộ hải vực hiện lên cảnh tượng phồn hoa. Nhìn cảnh tượng này đệ tử Đoan Mộc gia không khỏi vui vẻ. Rốt cuộc bọn họ cũng đã tới hải vực an toàn, đã bắt đầu đặt chân tới phạm vi hải vực Đông Hải. Trong phạm vi này là địa bàn của nhân loại. Yêu thú bình thường không dám lộ diện, về phần hải tặc, tới khu vực này bọn chúng cũng không dám đi tới. Trong phòng, trên người Lục Lâm Thiên quanh quẩn lục mang. Lục mang này giống như vô số con rắn nhỏ không ngừng quay chung quanh thân thể Lục Lâm Thiên. Từ trong cơ thể chui ra rồi lại chui vào, vô cùng huyền ảo. Siêu siêu. Một lát sau, Lục Lâm Thiên thở ra một ngụm chọc khí trong cơ thể. Đôi mắt mở ra, tinh quang trong mắt chợt lóe. Khóe miệng khẽ mỉm cười. Lần lĩnh ngộ này hắn thu được không ít chỗ tốt. 5 loại thuộc tính, nếu như muốn lĩnh ngộ quả thực chính là không có giới hạn. Không biết khi lĩnh ngộ thuộc tính tới mức tận cùng thì sẽ như thế nào. Lục Lâm Thiên nhíu mày, thanh âm mang theo sự cảm khái thì thào nói. Lĩnh ngộ gần đây khiến cho Lục Lâm Thiên càng cảm nhận được sự vô biên của năng lượng thuộc tính. Tới rồi, tới thành Ma Vân rồi. Chúng ta đã trở về. Rốt cuộc đã tới thành Ma Vân. Lúc này từ bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng hoan hô vui mừng của đệ tử Đoan Mộc gia tộc. Khi Lục Lâm Thiên,
Dương Quá, Tiểu Long, Lục Tâm Đồng xuất hiện trên bong tàu. Trong hải vực vô biên lúc này có vô số chiếc thuyền lớn phía trước. Tất cả mọi người vô cùng kích động nhìn về phía trước. Trong tầm mắt mọi người phía xa là vô số kiến trúc. Cả đám kiến trúc bị mây mù bao phủ, như ẩn như hiện. Trên sương mù dày đặc kia dường như còn có chút ba động. Đại nhân, chúng ta tới thành Ma Vân rồi. Đoan Mộc Y Y đi tới bên người Lục Lâm Thiên rồi nói. Lục Lâm Thiên nhìn chăm chú vào phía trước. Trước mặt Lục Lâm Thiên hiện tại là một đám kiến trúc liên miên, sừng sững đứng trong hải vực, mây mù quanh quẩn. Ngay cả hắn lúc này cũng không thể nhìn rõ đám kiến trúc trước mặt. Chiếc thuyền tiếp tục chạy, đám kiến trúc bắt đầu hiện lên rõ ràng. Mà khi nhìn thấy đám kiến trúc này, Lục Lâm Thiên không khỏi cảm thán cùng với kinh ngạc một phen. Đám kiến trúc to lớn, khổng lồ không gì sánh được. Chỉ là thành tường bên ngoài cao chừng trăm trượng, từ dưới đáy biển đột ngột hiện lên trên mặt đất, không nhìn thấy điểm cuối, rắn chắc kiên cố, sợ rằng ngay cả yêu thú lục giai sơ kỳ cũng khó mà phá hủy. Mà trong bức tường thành kia, từ xa nhìn lại có thể thấy được không ít kiến trúc. Những kiến trúc này hoàn toàn từ đá tạo thành, vô số hòn đá lớn chồng chất lên nhau, sừng sững đứng trên hải vực vô biên, kiên cố, to lớn không gì sánh được, khiến cho người khác nhìn vào có cảm giác trầm trọng. Đại nhân, thành Ma Vân chính là thành trì lớn nhất ở Đông Hải, diện tích khổng lồ, chung quanh là tứ các tứ đảo. Thế nhưng thành Ma Vân lại không thuộc bất cứ thế lực nào, phân biệt do tứ các tứ đảo mỗi 5 năm thay phiên nắm quyền. Hiện tại là do Thiên Vân đảo quản lý thành trì. Nhìn vẻ kinh ngạc trên mặt Lục Lâm Thiên, Đoan Mộc Y Y mở miệng nói. Đây là thành Ma Vân sao? Lục Lâm Thiên nhíu mày, trải qua một đoạn đường dài rốt cuộc cũng tới thành Ma Vân. Mà đối với lai lịch của thành Ma Vân này Lục Lâm Thiên cũng đã nghe được một chút. Địa thế thành Ma Vân này cực kỳ đặc thù. Đây là một đám quần đảo lớn nhất trong Đông Hải. Quần đảo này có hình quạt, từ ba mặt quay chung quanh thành Ma Vân. Có thể nói thành Ma Vân này chính là môn hộ của tứ các tứ đảo, cho nên thành Ma Vân cũng là địa phương quan trọng nhất với tứ các tứ đảo. Ai muốn khống chế thành Ma Vân chắc chắc sẽ bị bảy sơn môn khác liên thủ vây công. Cuối cùng tứ các tứ đảo thương nghị, thành Ma Vân sẽ do tứ các tứ đảo thay phiên quản lý. Những sơn môn khác phụ trợ thì mới giải quyết được phân tranh. Mà sau khi những thế lực lớn này quyết định thì những sơn môn khác cũng không dám nhiều lời. Bởi vì thành Ma Vân có liên quan tới tứ các tứ đảo cho nên cổ vực và người trên đại lục Linh Vũ đều đem đám quần đảo chung quanh gọi là thành Ma Vân. Trên thực tế thành Ma Vân này chỉ là một đám quần đảo lớn mà thôi. Trên thành tường có một cửa thành vô cùng lớn, đủ để không ít chiếc thuyền lớn đi qua. Phía trước còn có không ít chiếc thuyền đang xếp hàng chờ đợi vào thành. Bắt đầu từ vị trí này, trong hải vực tràn ngập cảnh tượng phồn hoa náo nhiệt. Chiếc thuyền lớn Đoan Mộc gia tộc lúc này cũng không có ý giảm tốc độ, nhìn thấy thành Ma Vân, thanh niên mặc hoa phục thở dài một hơi. Tới thành Ma Vân mối bận tâm của hắn sẽ ít hơn nhiều, rốt cuộc cũng tới địa bàn của hắn. Nhanh dừng thuyền tiếp nhận kiểm tra. Chiếc thuyền không giảm tốc độ khiến cho mấy đệ tử chung quanh cửa thành lập tức ngăn cản. Từ y phục trên người có thấy được đây là đệ tử Thiên Vân Đảo. Ánh mắt các ngươi mù sao, còn không nhường đường cho ta. Thanh niên mặc hoa phục bất ngờ quát lớn, ánh mắt hung hăng nhìn mấy đệ tử Thiên Vân Đảo vừa mới chặn đường. Là thượng quan sư huynh sao, mong sư huynh thứ lỗi. Mấy đệ tử Thiên Vân Đảo nhìn thấy thanh niên mặc hoa phục lập tức biến sắc rồi nhường đường. Biểu muội, sau khi tiến vào thành Ma Vân chúng ta tuyệt đối sẽ an toàn. Thanh niên mặc hoa phục đắc ý nói với Đoan Mộc Y Y. Thế nhưng ánh mắt dường như vô ý nhìn vào trên người Quỳ Long Như Hoa. Hừ, Quỳ Long Như Hoa nghe thanh niên hoa phục nói vậy tức thì hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt lập tức nhìn vào trên người thanh niên mặc hoa phục khiến cho hắn biến sắc. Thân hình tránh xa khỏi Quỳ Long Như Hoa. Chiếc thuyền tiếp tục tiến vào trong thành Ma Vân. Hai bên có không ít kiến trúc lớn. Lúc này nhìn gần có thể thấy được toàn bộ những kiến trúc này đều từ đá ngầm tạo thành, có vẻ kiên cố không gì sánh được. Cũng có một ý vị riêng, trên đại lục tuyệt đối không có nơi nào như vậy. Biểu muội, chúng ta vẫn đi tiếp sao? Không bằng nghỉ ngơi một chút rồi quay về Lưu Tô đảo vậy. Thanh niên mặc hoa phục nhìn Đoan Mộc Y Y rồi xung xoe nói. Đại nhân, chúng ta có cần nghỉ ngơi một lát hay không? Thành Ma Vân này diện tích cực lớn. Trong chủ thành cũng có không ít nơi có thức ăn ngon. Đoan Mộc Y Y nói với Lục Lâm Thiên. Ca ca, chúng ta đi mua sắm thôi. Lục Tâm Đồng nhìn Lục Lâm Thiên rồi nói.
Lần đầu tiên tới thành Ma Vân, nghe Đoan Mộc Y Y nói không thiếu nơi có thức ăn ngon khiến cho nàng lập tức có hứng thú. Cũng được. Lục Lâm Thiên khẽ nói. Lục Tâm Đồng muốn du ngoạn, dù sao cũng đã tới thành Ma Vân, cũng đã tìm được Đoan Mộc gia tộc, chậm trễ một hai ngày tới Lưu Tô Đảo cũng không ảnh hưởng gì quá lớn. Thuyền dừng ở một hải cảng lớn, dưới sự dẫn đường của Đoan Mộc Y Y, mấy người Lục Lâm Thiên rời thuyền bước vào thành Ma Vân. Mấy tháng ở trên thuyền khiến cho Lục Lâm Thiên lúc này đứng trên mặt đất có chút không quen. Hừ! Nhìn bóng lưng Lục Lâm Thiên ở phía xa, trong mắt thanh niên mặc hoa phục hiện lên sự đố kỵ. Hàn ý trong mắt ngày càng đậm, sát ý bắt đầu tràn ra. Nhân khẩu bên trong thành Ma Vân cũng không ít, trên đường dòng người đi lại nhộn nhịp. Đây chính là thành trì lớn nhất trong Đông Hải, cho nên số lượng người tới thành Ma Vân không ít. Trên đường còn có không ít nơi bán đặc sản của hải vực khiến cho hai người Lục Tâm Đồng, Dương Quá vô cùng hưng phấn. Dưới sự dẫn đường của Đoan Mộc Y Y, mọi người lập tức đi thưởng thức mỹ thực. Mỹ thực nơi này khiến cho người không cần ăn cơm như đám người Lục Lâm Thiên cũng phải nuốt nước miếng. Thanh niên mặc hoa phục vẫn luôn theo sau mọi người, bản thân xum xoe với Đoan Mộc Y Y không ngừng, thế nhưng ánh mắt Đoan Mộc Y Y thủy chung vẫn nhìn vào trên người Lục Lâm Thiên. Sự tức giận trong mắt thanh niên mặc hoa phục ngày càng đậm. Thế nhưng hắn cũng không dám tùy tiện phát tác, bởi vì hắn biết, dùng thực lực của những người này, bằng vào thực lực của hắn không đủ làm nên chuyện gì. Nhìn đám người Lục Lâm Thiên đi dạo trong thành Ma Vân, thanh niên mặc hoa phục cũng biến mất phía sau mọi người, một lát sau lại xuất hiện. Đi dạo một hồi trong thành Ma Vân khiến cho Lục Tâm Đồng có chút mệt mỏi, diện tích của thành Ma Vân này không nhỏ chút nào. Mọi người lại lần nữa lên thuyền, con thuyền nhanh chóng đi tới Lưu Tô Đảo. Từ thành Ma Vân đi tới Lưu Tô Đảo, bằng vào tốc độ không thua yêu thú lục giai của chiếc thuyền này cũng cần nửa tháng, đường xá quả thực vô cùng xa xôi. Trong phòng Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi xuống, thủ ấn lặng lẽ biến hóa. Trên bàn tay, quang mang chớp động, không gian mơ hồ vặn vẹo. Chân khí thu liếm, Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi, không gian lần nữa khôi phục lại vẻ yên tĩnh vốn có. Cũng nên tu luyện thứ đó một chút. Lục Lâm Thiên lẩm bẩm nói. Một mực tu luyện vũ kỹ và thuộc tính khiến cho tu vi linh giả của Lục Lâm Thiên không có chút tiến bộ nào. Nói xong, trong tay Lục Lâm Thiên đột nhiên xuất hiện một khối ngọc giản. Đây chính là bí pháp tăng cường linh lực của Triệu gia. Thứ này chính là thứ tốt, Lục Lâm Thiên cũng muốn tu luyện qua một phen. Cầm ngọc giản trong suốt trong tay, trong lòng Lục Lâm Thiên có chút chờ mong. Từ tin tức trong đầu Triệu Vô Cực mà Lục Lâm Thiên biết được, bí pháp này có thể đem linh lực đề thăng không ít. Thế nhưng tin tức cũng không có nói rõ ràng. Cái này làm sao có thể mở ra đây? Lục Lâm Thiên lật ngọc giản vài vòng, hai hàng lông mày nhíu lại. Ngọc giản này so với ngọc giản vũ kỹ, linh kỹ khác dường như có chút không giống. Sau khi trích máu tươi vào cũng không thể mở ra. Do dự một lát, Lục Lâm Thiên trực tiếp đưa vào ngọc giản một tia linh lực. Linh lực rót vào trong ngọc giản, khi linh lực của Lục Lâm Thiên tiếp xúc với ngọc giản thì cảnh tượng kỳ dị lập tức xảy ra. Khối ngọc giản này không ngờ lại đem linh lực thôn vệ vào bên trong. Đối với loại tình huống này Lục Lâm Thiên cũng vô cùng kinh ngạc rồi lập tức bình tĩnh lại. Linh lực cuồn cuộn không ngừng được rót vào khối ngọc giản trên tay. Dưới linh lực cuồn cuộn không ngừng được rót vào, một chung trà sau, trên ngọc giản vốn không có phản ứng gì lúc này đột nhiên có biến hóa. Cạch cạch. Trong khối ngọc giản trong suốt này đột nhiên vang lên âm hưởng rất nhỏ. Linh lực bàng bạc của Lục Lâm Thiên như thủy triều rót vào, một đạo quang mang bàng bạc đột nhiên từ trong ngọc giản bắn ra. Đạo quang mang này vô cùng chói mắt khiến cho Lục Lâm Thiên lập tức nhắm mắt lại. Chỉ trong chốc lát, cỗ quang mang này trực tiếp chui vào trong mi tâm Lục Thiếu Du. Hiện tượng này cũng khiến cho Tiểu Long đang tu luyện giật mình tỉnh lại. Ngay cả Quỳ Long Như Hoa đang chữa thương cũng vậy. Thương thế của Quỳ Long Như Hoa trải qua một tháng chữa trị cũng đã không còn trở ngại. Thế nhưng cũng chưa hoàn toàn khôi phục, đủ để thấy nó bị thương nặng ra sao. Hai người nhìn vào đoàn quang mang quanh người Lục Lâm Thiên. Đặc biệt là Quỳ Long Như Hoa, cảm nhận linh lực quanh người Lục Lâm Thiên lúc này khiến cho nó vô cùng kinh ngạc, thế nhưng nó cũng không mở miệng ra hỏi cái gì. Lúc này trong đầu Lục Lâm Thiên, đạo bạch quang kia tiến vào mang theo một cỗ tin tức khổng lồ. Không chút trở ngại chạy ào ào vào trong đầu Lục Lâm Thiên khiến cho Lục Thiếu Du có cảm giác đau đớn. Trong đầu giống như đột nhiên bị nhồi vào thứ gì đó khiến cho Lục Thiếu Du có cảm giác đầu hắn như nứt ra. Cũng may loại cảm giác này tới rất nhanh mà đi cũng nhanh.
chỉ trong chớp mắt cảm giác đau đớn lập tức biến mất. Lão đại, huynh không sao chứ? Ba động không nhỏ khi nãy khiến cho Tiểu Long lo lắng cho Lục Lâm Thiên. Không có việc gì. Lục Lâm Thiên nói nhỏ, ý bảo Tiểu Long không cần quá lo lắng. Lục Lâm Thiên lập tức ngưng thần tĩnh khí, hai mắt nhắm lại, trong đầu lại xuất hiện cỗ tin tức khổng lồ vừa rồi. Khi xem qua hết cỗ tin tức khổng lồ trong đầu, Lục Thiếu Du mới chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc. Bí pháp cửu chuyển thiên linh, tổng cộng có 9 chuyển. Tu luyện thành một chuyển tương đương với đề thăng một trọng linh lực. Hiệu quả dưới linh tôn, ngoài linh tôn uy lực đề thăng sẽ yếu bớt. Tu luyện tới chuyển thứ 9, cửu chuyển thiên linh đại thành có thể vượt cấp đánh chết đối thủ. Uy lực tương đương vũ kỹ địa cấp trung giai, bí pháp không có bất luận tác dụng phụ gì. Chỉ là muốn tu luyện nó, độ cường hãn của thân thể so với vũ giả đồng cấp phải mạnh hơn gấp 3. Nếu muốn tu luyện tới đại thành, độ cường hãn của thân thể phải mạnh hơn vũ giả đồng cấp 9 lần. Bằng không sẽ không tu luyện bí pháp được. Nếu như cố tu luyện, nhẹ thì kinh mạch đứt từng khúc, gân cốt tan nát trở thành phế nhân. Nặng thì trực tiếp nổ tung thân thể, hồn phi phách tán. Hay cho một cửu chuyển thiên linh hà khắc. Lúc này Lục Lâm Thiên vô cùng kinh ngạc. Bí pháp cửu chuyển thiên linh này trước mắt là bí pháp hà khắc nhất mà hắn từng gặp qua. Cho dù là tất cả linh kỹ và vũ kỹ hắn từng tu luyện cũng không có hà khắc tới tình trạng này. Tu luyện giả phải có thân thể mạnh hơn vũ giả đồng cấp gấp 3. Chỉ bằng cái này cũng khiến cho vô số linh giả vô vọng nhìn vào. Lực phòng ngự của thân thể linh giả vốn so với vũ giả đồng cấp kém hơn gấp đôi. Mà hiện tại muốn tu luyện cửu chuyển thiên linh này thân thể cường hãn không ngờ lại yêu cầu hơn vũ giả gấp 3. Điều này sao có thể? Tuyệt đối là chuyện khó có thể làm được. Thân thể linh giả không bằng vũ giả, đây là điều mà ai cũng không thể thay đổi. Mà muốn tu luyện cửu chuyển thiên linh này tới đại thành vậy thì càng thêm biến thái. Độ cường hãn của thân thể so với vũ giả đồng cấp gấp 9 lần. Mạnh hơn 9 lần a. Coi như là vũ giả đồng cấp muốn mạnh hơn vũ giả đồng cấp một chút đã khó. Mạnh hơn như vậy không ai có thể làm được, có lẽ là vạn người cũng không có một, mà mạnh hơn vũ giả đồng cấp 9 lần, yêu cầu này phỏng chừng căn bản không tìm ra một ai. Độ cường hãn của thân thể như vậy căn bản vũ giả không thể làm được huống chi là linh giả. Hít! Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi. Cường giả sáng chế cửu chuyển thiên linh này không biết khi trước nghĩ thế nào lại nghĩ ra yêu cầu tu luyện biến thái như vậy. Linh giả trên đời này không ai có thể làm được, trừ phi là linh giả kia cũng vô cùng biến thái thì mới có thể đáp ứng yêu cầu tu luyện biến thái của cửu chuyển thiên linh này. Yêu cầu tu luyện hà khắc như vậy vô cùng biến thái. Linh giả bình thường cho dù nghĩ cũng không dám nghĩ tới việc tu luyện. Thế nhưng dường như bản thân mình có thể tu luyện. Lục Lâm Thiên thầm than một tiếng. Sau khi tỉ mỉ suy nghĩ một phen, Lục Lâm Thiên lập tức nghĩ tới một việc. Linh giả khác hoàn toàn vô vọng, còn hắn lại hoàn toàn có thể tu luyện. Lực phòng ngự của bản thân hắn so với vũ giả đồng cấp đâu chỉ mạnh hơn 9 lần. Mà tu vi linh giả của bản thân hắn cũng dùng cỗ thân thể này, tương đương với việc đáp ứng yêu cầu tu luyện hà khắc kia. Hiện tại hắn hoàn toàn có tư cách tu luyện bí pháp này, ai bảo bản thân hắn có bất diệt huyền thể cơ chứ? Bản thân có thể đáp ứng yêu cầu tu luyện hà khắc này khiến cho Lục Lâm Thiên cảm nhận được uy lực khủng bố của nó. Tu luyện cửu chuyển thiên linh này có thể đề thăng một trọng linh lực. Tu luyện thành hai chuyển là có thể đề thăng hai trọng tu vi linh lực. Nếu như tu luyện thành 9 chuyển, đại thành thì có thể trực tiếp vượt cấp đánh chết đối thủ. Bí pháp cửu chuyển thiên linh này dưới linh tôn hiệu quả vô cùng lớn. Ngoài linh tôn uy lực đề thăng sẽ yếu bớt, thế nhưng Lục Lâm Thiên lại quên một điều. Nếu như linh vương nhất trọng tu luyện thành công bí pháp cửu chuyển thiên linh tới đại thành thì sẽ có thể chống lại linh tôn nhất trọng. Linh vương nhất trọng đối phó với linh tôn nhất trọng, vượt cấp giao thủ như vậy tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Bí pháp thật biến thái, không hổ là do cường giả vũ đế sáng tạo ra. Lục Lâm Thiên âm thầm kinh ngạc, bí pháp cửu chuyển thiên linh này không biết là do ai sáng chế ra. Thế nhưng chắc là do vị cường giả vũ đế, chủ nhân lão tổ hai nhà Triệu Lục lưu lại. Bí pháp linh lực như vậy quả thực vô cùng đáng sợ. Sau khi kinh ngạc một phen, trong lòng Lục Lâm Thiên vô cùng mong chờ. Hắn có tư cách tu luyện bí pháp cửu chuyển thiên linh này, nếu như hắn tu luyện thành công, uy lực khi đó sẽ vô cùng kinh khủng. Bí pháp đề thăng tu vi bình thường đều có không ít tác dụng phụ. Trừ phi là tới đường cùng bằng không sẽ không có ai thi triển. Giống như là vị gia gia kia của hắn, cũng thi triển một bộ bí pháp, bởi vì tác dụng phụ của nó.
mạnh mẽ thi triển tới cấp độ cực hạn, lại ăn một chưởng của Hắc Quỷ Thiên Vương cho nên mới mất mạng. Thế nhưng bí pháp cửu chuyển thiên linh này lại không có một tác dụng phụ gì lớn, điều này vô cùng kinh khủng. Không có tác dụng phụ lớn đồng nghĩa với việc hắn có thể tùy thời thi triển. Đương nhiên, tiền đề là bản thân phải tu luyện được. Trong lúc hưng phấn, Lục Lâm Thiên lập tức nghiên cứu biện pháp tu luyện cửu chuyển thiên linh. Nửa canh giờ sau, Lục Lâm Thiên mới lần nữa mở mắt ra. Trong mắt có chút biến hóa. Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng tin tức bên trên ngọc giản, Lục Lâm Thiên cũng đã biết được một yêu cầu khác của cửu chuyển thiên linh này. Đó chính là tu vi phải đạt tới linh vương mới có thể tu luyện. Đây là yêu cầu nhập môn thấp nhất, cũng may hiện tại hắn đã tới linh vương, nếu như hắn là linh xuất thì không chừng bây giờ còn chưa thể tu luyện. Thế nhưng ngẫm lại mà nói, bí pháp biến thái như cửu chuyển thiên linh này người thực lực thấp sợ rằng căn bản không thể tu luyện. Bí pháp này không phải là linh kỹ, thế nhưng uy lực lại tương đương với linh kỹ địa cấp trung giai, thậm chí còn gần với linh kỹ địa cấp cao giai. Trừ yêu cầu đó ra, Lục Lâm Thiên cũng biết được những chỗ không hoàn mỹ của bộ bí pháp cửu chuyển thiên linh này. Ví dụ như khi thi triển bí pháp cửu chuyển thiên linh này tiêu hao cực kỳ khổng lồ. Cũng cần linh lực khổng lồ chống đỡ. Lúc sử dụng xong toàn thân không còn một chút sức lực nào. Sử dụng số chuyển càng cao, tiêu hao càng lớn. Đến lúc đó mức độ uể oải cũng càng lớn. Mà Lục Lâm Thiên cũng biết vì sao lại có yêu cầu độ cường hãn của linh giả mạnh hơn vũ giả đồng cấp. Đó là bởi vì tu vi tăng vọt, nếu như thân thể quá kém sẽ không thể chịu được cỗ năng lượng đột nhiên tăng lên kia. Thân thể không chống đỡ được vậy tự mình sẽ giết bản thân mình. Dưới cỗ năng lượng khổng lồ kia, bản thân chính là người thứ nhất bị phá hủy. Mà tu luyện tới đại thành có thể vượt cấp chống lại đối thủ, độ cường hãn của thân thể linh giả so với vũ giả đồng cấp phải hơn 9 lần. Đó cũng là yêu cầu thấp nhất, có lẽ cỗ thực lực tăng lên kia. Người thân thể yếu sẽ trực tiếp bị phá hủy thành những mảnh nhỏ, cho nên yêu cầu đối với độ cường hãn của thân thể mới biến thái như vậy. Đó là bởi vì lúc thi triển uy lực cũng mạnh tới biến thái. Hít. Ngưng thần tĩnh khí, Lục Lâm Thiên lần nữa hít sâu một hơi rồi thở ra một ngụm chọc khí. Tới thành Ma Vân rồi, hắn sắp phải đối mặt với những nguy hiểm không biết trên trong Đông Hải. Cho dù là đi tới Thánh Linh Giáo của sư phụ lưu lại. Tuy rằng hiện tại hắn là giáo chủ thứ hai của Thánh Linh Giáo, thế nhưng nếu như không có sự chuẩn bị chu toàn mà nói. Sợ rằng lần này sẽ không dễ dàng, rất có thể gặp phải phiền phức lớn. Hơn nữa hổ âm yêu tinh Nam Thúc cần ở trong Thánh Linh Giáo, hắn nhất định phải đoạt lấy. Ánh mắt Lục Lâm Thiên lóe lên bất định, lần này con đường Lục Lâm Thiên đi vô cùng chông gai, chỉ được phép thành công không được phép thất bại. Chính vì vậy hắn phải toàn lực ứng phó. Mà tất cả đều phải dựa vào thực lực, trên tu vi vũ giả con bài chưa lật rất nhiều, thực lực cũng không yếu. Thế nhưng trên phương diện linh giả, tu vi dường như có chút không đủ. Vì vậy hắn nhất định phải tăng cường thực lực linh giả cùng với số con bài chưa lật. Trong cổ vực, Lục Lâm Thiên biết đối thủ của mình cũng không ít. Hắc Sát Giáo, Hóa Vô Tông, Lan Lăng Sơn Trang đều là đối thủ của hắn. Những đối thủ khác chính là linh vũ giới thần bí, các gia tộc lánh đời. Khi trước Độc Cô Gia cũng đã dự đoán Vô Tự Thiên Thư trong tay hắn, có lẽ tất cả những gia tộc lánh đời còn lại đều biết, cũng sẽ không chút do dự đối phó với hắn. Sau khi suy nghĩ một lát, Lục Lâm Thiên cảm thấy dường như đối thủ của hắn cũng không ít, hơn nữa đều là quái vật lớn. Cho dù là Vân Dương Tông, cũng đã thi triển linh hồn siêu tác một lần. Tuy rằng trong lòng Lục Lâm Thiên hiện tại không còn khúc mắc, cũng không trách cứ Vân Dương Tông. Thế nhưng sau chuyện này Lục Lâm Thiên cũng đã rút ra một đạo lý, không có thực lực tuyệt đối, bất luận một ai cũng không đáng tin cậy. Thực lực của bản thân mới là điều quan trọng nhất. Bắt đầu tu luyện. Lục Lâm Thiên thu hồi tạp niệm, hít sâu một hơi. Hắn phải nhanh chóng tăng cường thực lực, thời gian tới Lưu Tô Đảo cũng còn dài, trước tiên phải tu luyện bí pháp cửu chuyển thiên linh này, để xem có thể tu luyện tới đâu. Ngưng thần tĩnh khí, sắc mặt Lục Lâm Thiên từ từ trở nên nghiêm túc. Sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Trong đầu, tin tức tu luyện bí pháp cửu chuyển thiên linh kỳ dị lập tức xuất hiện. Lục Lâm Thiên bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu phương pháp tu luyện. Nhớ tới những đối thủ của mình, Lục Lâm Thiên quả thực đã cảm nhận được sự quan trọng của thực lực. Đối thủ của hắn hiện tại đều là siêu cấp quái vật. Bằng vào thực lực của hắn và lực lượng của phi linh môn hiện tại, muốn làm lay động tới đám quái vật này là chuyện không có khả năng. Vì vậy hắn nhất định phải đem thực lực cùng với con bài chưa lật của mình tăng lên một cách nhanh chóng. Trong lúc thuyền lớn chạy, thời gian như cát chảy trôi đi.
mà trong thời gian này, tâm thần Lục Lâm Thiên cũng hoàn toàn chìm đắm trong việc tu luyện bí pháp cửu chuyển thiên linh. Sau khi tu luyện, Lục Lâm Thiên mới càng hiểu rõ độ khó khi tu luyện cửu chuyển thiên linh này. Điều kiện tu luyện Hà Hắc hắn đều đáp ứng được, thế nhưng lúc tu luyện, độ khó so với vũ khí địa cấp sơ giai còn khó hơn. Cũng may Lục Lâm Thiên là người không ngại khó, hơn nữa thân thể cường hãn cho nên cũng bớt được chút đường vòng. Tốc độ tu luyện cũng không chậm. Biểu muội, chúng ta sắp tới Lưu Tô đảo rồi. Những người trên thuyền muội cũng đừng dẫn tới Đoan Mộc gia tộc, bằng không có thể sẽ gặp phiền phức lớn. Trên thuyền, trong một căn phòng, thanh niên mặc hoa phục nói với Đoan Mộc Y Y. Biểu ca, muội tự có chừng mực, đám cường giả này chỉ ít cho tới bây giờ đều không thương tổn một ai trong Đoan Mộc gia tộc chúng ta. Huynh cũng không nên coi họ như kẻ thù như vậy. Đoan Mộc Y Y nhìn thanh niên mặc hoa phục rồi nói. Hận ý của biểu ca đối với mấy cường giả thần bí kia nàng cũng có thể nhìn ra một ít. Biểu muội, không thể không đề phòng người khác, những người này lai lịch bất minh. Thực lực lại mạnh mẽ. Vạn nhất có mưu đồ với Đoan Mộc gia mà nói, khi đó cho dù hối hận cũng không còn kịp nữa. Thanh niên mặc hoa phục nói. Muội biết rồi. Đoan Mộc Y Y khẽ nói rồi lập tức im lặng. Tiểu thư, tính toán thời gian sau khi chúng ta trở về cũng vừa vặn kịp lúc. Lần này thi đấu giữa Đoan Mộc gia tộc và Thải gia liên quan tới tương lai Đoan Mộc gia sau này, cũng chỉ có thể để tiểu thư xuất mã mà thôi. Lão giả vũ xuất của Đoan Mộc gia tộc ngưng trọng nói với Đoan Mộc Y Y. Ta sẽ tận lực. Đoan Mộc Y Y nhíu mày khẽ nói. Cho dù nàng tận lực sợ rằng kết quả cũng không khả quan hơn bao nhiêu. Nếu như khi trước tiểu thư gia nhập Thiên Vân Đảo, bằng vào thiên phú của tiểu thư có lẽ thành tựu hiện tại tuyệt đối sẽ hơn Thải Nhân Phượng của Thải gia kia. Lưu Tô Đảo cũng không bị người khác nhòm ngó. Trưởng lão Linh Xuất kia mở miệng nói. Tứ trưởng lão lẽ nào đã quên rồi sao? Gia tộc chúng ta có tổ huấn, người Đoan Mộc gia không được gia nhập bất kỳ thế lực nào khác. Đoan Mộc Y Y mở miệng nói. Biểu muội, thực lực của Thải Nhân Phượng kia cũng bất phàm. Cho dù là sư huynh đồng môn như ta cũng không phải là đối thủ của nàng. Nàng là chính là cường giả bài danh thứ 10 trên thiên bảng của Thiên Vân Đảo. Có người nói thực lực gần đây đã đột phá tới linh xuất cửu trọng. Biểu muội muốn chống lại nàng ta, sợ rằng quá khó khăn. Thanh niên mặc hoa phục nhìn Đoan Mộc Y Y, ánh mắt khẽ đổi, lại nói. Biểu muội, muội hẳn cũng biết tâm ý của ta. Chỉ cần chúng ta thành hôn, muội trở thành người thượng quan gia chúng ta. Bằng vào địa vị của thượng quan gia chúng ta hiện tại trên Thiên Vân Đảo, Lưu Tô Đảo tuyệt đối có thể bình yên vô sự. Đoan Mộc gia cũng không ai dám động tới. Nói xong, thanh niên mặc hoa phục dùng ánh mắt chờ mong nhìn Đoan Mộc Y Y. Biểu ca. Đợi sau khi ta và Thải Nhân Phượng kia đấu rồi nói sau đi. Lần này cũng không phải là sinh tử chiến, thuần túy dựa vào thực lực. Cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội. Đoan Mộc Y Y nói. Biểu muội, muội quá coi thường Thải Nhân Phượng kia rồi. Thanh niên mặc hoa phục nhíu mày, còn muốn tiếp tục nói gì đó. Thế nhưng Đoan Mộc Y Y đã lập tức ngắt lời hắn, nói. Biểu ca, ý ta đã quyết, huynh không cần phải nhiều lời. Thanh niên mặc hoa phục vốn muốn nói gì đó, cuối cùng do dự một lát rồi im lặng. Trong mắt hiện lên tinh quang. Thời gian nửa tháng, Lục Lâm Thiên không ngừng tu luyện bí pháp cửu chuyển thiên linh, hầu như tu luyện tới vong ngã. Phù! Khi Lục Lâm Thiên mở mắt ra, lúc này hắn có cảm giác tốc độ của chiếc thuyền lớn đã chậm lại cho nên lập tức đình chỉ tu luyện. Linh lực quanh người được thu vào trong cơ thể. Hai mắt mở ra, tinh quang trong mắt chợt lóe. Khí tức vô hình trung mạnh hơn không ít. Tới rồi sao? Lục Lâm Thiên thì thào nói. Lão đại, có phải chúng ta tới rồi không? Tiểu Long lúc này cũng ngừng tu luyện, thở ra một ngụm chọc khí rồi đứng dậy, quang mang lưu chuyển trên thân thể chậm rãi bị nó thu vào bên trong cơ thể. Có lẽ rất nhanh sẽ tới. Lục Lâm Thiên tính toán thời gian, có lẽ cũng sắp tới Lưu Tô Đảo. Nhìn qua cửa sổ, dường như thuyền đã đi vào một vùng vịnh lớn. Đại nhân, chúng ta tới Lưu Tô Đảo rồi. Ngoài phòng vang lên thanh âm của Đoan Mộc Y Y. Lục Lâm Thiên và Tiểu Long, Như Hoa, Lục Tâm Đồng, Dương Quá cùng nhau đi ra ngoài. Đoan Mộc Y Y và nha hoàn Tiểu Huyền cũng đang ở trong hành lang chờ mọi người. Dưới sự dẫn dắt của Đoan Mộc Y Y, mọi người lập tức đi lên bong tàu. Ngoài căn buồng nhỏ chính là một bến tàu vô cùng lớn, diện tích khổng lồ. Liếc mắt không nhìn thấy tận cùng. Trong vùng vịnh có không ít thuyền lui tới,
không ít người đang bận rộn. Nếu như không tận mắt nhìn thấy Lục Lâm Thiên rất khó tưởng tượng ra ở trong dị thế này lại có những bến cảng phồn hoa như vậy. Nhìn chung quanh một lượt Lục Lâm Thiên mới phát hiện ra. Đây dường như là một hòn đảo nhỏ, bốn phía bị nước bao phủ. Sau khi tới bến tàu, một đám kiến trúc liên miên không thấy tận cùng và tiếng động lớn xôn xao vang lên không dứt hiện lên trước mặt đám người Lục Lâm Thiên. Ra mắt tiểu thư, ra mắt tam trưởng lão, tứ trưởng lão, biểu thiếu gia. Trên bến tàu, hơn 10 người mặc trang phục Đoan Mộc gia tộc nhìn thấy đám người Đoan Mộc Y Y lập tức cung kính hành lễ. Lục Lâm Thiên đi theo đám người Đoan Mộc Y Y xuống thuyền. Rốt cuộc cũng tới Lưu Tô Đảo, toàn bộ bến tàu hiện tại cũng có không ít người của Đoan Mộc gia. Nhìn thấy Đoan Mộc Y Y đám người này lập tức cung kính hành lễ. Trên Lưu Tô Đảo này dù sao Đoan Mộc gia tộc cũng là gia tộc lớn nhất. Đồng thời Đoan Mộc gia tộc cũng trưởng quản toàn bộ Lưu Tô Đảo này. Biểu muội, chúng ta mau trở về thôi. Sau khi mọi người xuống tàu, thanh niên mặc hoa phục lập tức đi tới bên người Đoan Mộc Y Y rồi nói. Dường hắn rất sợ Đoan Mộc Y Y và đám người Lục Lâm Thiên lại có quan hệ cho nên hận không thể thoát khỏi mấy người Lục Lâm Thiên sớm một chút. Không biết đại nhân tới Lưu Tô Đảo là có chuyện gì? Có nơi đặt chân hay chưa? Đoan Mộc Y Y không để ý tới thanh niên hoa phục, đôi mắt xinh đẹp biến ảo không ngừng, dường như trong lòng có chút do dự. Ta đến tìm người, thực không dám giấu, chúng ta lần đầu tới Lưu Tô Đảo cho nên còn chưa có nơi đặt chân. Lục Lâm Thiên mỉm cười, nhìn Đoan Mộc Y Y nói. Nếu như Y Y cô nương không ngại thì ta muốn tới quấy rầy Đoan Mộc gia tộc mấy ngày, chờ sau khi ta tìm được người sẽ lập tức rời đi. Không biết có được không? Chư vị, không bằng ta giúp các người sắp xếp một khách điếm tốt nhất. Lại phái người giúp chư vị tìm người, được không? Thanh niên mặc hoa phục biến sắc, lập tức kiên trì nói với Lục Lâm Thiên. Mặc dù dọc đường đi hắn đều cẩn thận, không dám trêu chọc tới mấy người Lục Lâm Thiên. Thế nhưng lúc này nghe nói đám người Lục Thiếu Du muốn ở lại Đoan Mộc gia tộc khiến cho hắn lập tức đi ra ngăn cản, dường như trong lòng có chút kiêng kỵ. Đại nhân tới Hàn Xá thì quả thực là vinh hạnh cho Đoan Mộc gia tộc chúng ta. Đương nhiên tiểu nữ không có ý kiến gì. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên chủ động muốn đi Đoan Mộc gia tộc, trong mắt Đoan Mộc Y Y lập tức vui mừng. Vốn nàng lo lắng mình mở miệng yêu cầu đối phương lại không nể tình mà từ chối. Về phần thanh niên hoa phục kia, nàng cũng không để ý tới. Không biết là không nghe thấy lời hắn ta nói hay là trực tiếp không quan tâm. Nghe thanh niên mặc hoa phục nói vậy, Lục Lâm Thiên cũng không đặt vào trong lòng. Đối với thân phận người này Lục Lâm Thiên từ trong miệng Đoan Mộc Y Y cũng biết được chút ít. Người này chính là con của cô Đoan Mộc Y Y, tên là Thượng Quan Thừa Ân. Phụ thân chính là trưởng lão trên Thiên Vân Đảo, địa vị không thấp. Vậy làm phiền Y Y cô nương rồi. Lục Lâm Thiên không để ý tới Thượng Quan Thừa Vân kia. Bản thân hắn nhất định phải đi tới Đoan Mộc gia tộc nhìn qua một lần. Tuy rằng hắn đã khẳng định chính là Đoan Mộc gia tộc này. Thế nhưng cũng muốn nhìn xem một chút. Sau khi xác định xong thì có thể ăn nói với sư phụ, bản thân hắn cũng có thể rời đi. Lần này tới Đông Hải hắn cũng còn có chuyện quan trọng khác cần làm. Không phiền, nhấc tay mà thôi, dọc đường đi đa tạ đại nhân cứu giúp, tiểu nữ cũng nên tận tình địa chủ một phen. Đoan Mộc Y Y khẽ nói. Dưới sự dẫn đường của Đoan Mộc Y Y, mọi người lập tức cưỡi xe ngựa cho Đoan Mộc gia tộc chuẩn bị đi về phía Đoan Mộc gia tộc. Tổng cộng có 2 cỗ xe ngựa, Đoan Mộc Y Y cùng Lục Lâm Thiên, Tiểu Long, Lục Tâm Đồng, Như Hoa, Dương Quá ngồi chung một cái xe ngựa. Thượng Quan Thừa Ân và Tiểu Tuyển cùng 2 vị trưởng lão Đoan Mộc gia tộc ngồi trên chiếc xe ngựa còn lại. Điều này khiến cho Thượng Quan Thừa Ân cực kỳ phiền muộn, ánh mắt tràn ngập hàn ý. Bên trong xe ngựa của Đoan Mộc gia tộc cực kỳ dễ chịu. Ngồi nhiều người cũng không cảm thấy chật chội. Lục Lâm Thiên, Tiểu Long, Dương Quá ngồi bên trái. Đối diện với bọn họ chính là Đoan Mộc Y Y, Lục Tâm Đồng, Như Hoa. Như Hoa ngồi đối diện Dương Quá. Đôi mắt nhỏ kia không ngừng len lén nhìn Dương Quá, không dám nhìn thẳng. Trong xe còn có mùi thơm nhàn nhạt, bài trí vô cùng tao nhã mà không phô trương khiến cho mọi người vô cùng thoải mái. Đoan Mộc Y Y lúc này ngồi đối diện với Lục Lâm Thiên. Tuy rằng trong xe không có cảm giác chật chội, thế nhưng hai người trong lúc vô ý mỗi lần xe sóc lại va chạm vào nhau. Va chạm vào người một nam tử xa lạ khiến cho khuôn mặt Đoan Mộc Y Y đỏ bừng. Cảm thấy mặt mình nóng lên. Đoan Mộc Y Y thầm hít sâu một hơi sau đó liếc mắt nhìn Lục Lâm Thiên nhẹ giọng nói.
không biết đại nhân muốn tìm ai trên Lưu Tô đảo, có lẽ ta có thể giúp đỡ được một chút, cũng để cảm ơn dọc đường đi đại nhân cứu mạng chúng ta. Người chúng ta tìm đã có một chút đầu mối, có lẽ rất nhanh sẽ tìm được, không cần phiền y y cô nương, chỉ cần có nơi đặt chân trong vài ngày là được rồi. Lục Lâm Thiên nói, nếu như có thể di áp được đại nhân, chỉ cần đại nhân mở miệng ta sẽ không từ chối. Đoan Mộc y y nhíu mày, khẽ thở dài rồi nói. Hy vọng nguy cơ lần này của Đoan Mộc gia tộc có thể giải quyết. Hay nói cách khác, qua mấy ngày trên Lưu Tô đảo này Đoan Mộc gia tộc có muốn giúp cũng không được nữa rồi. Thi đấu còn chưa kết thúc mà dám lớn lối như vậy. Lẽ nào thải ra không sợ gió lớn thổi đầu lưỡi sao? Đoan Mộc y y đi tới đại sảnh, đám đệ tử Đoan Mộc gia tộc bên ngoài lập tức nhường đường. Khi Đoan Mộc y y đi vào trong đại sảnh, bên trong đại sảnh lúc này tổng cộng có mấy đạo thân ảnh. Bên trái có hai lão giả Lục Tuần, mặc trường bào. Khuôn mặt có chút giận dữ, đây chính là đại trưởng lão và nhị trưởng lão của Đoan Mộc gia tộc. Mà bên trái tổng cộng có 6 đạo thân ảnh, đứng trước là một nam một nữ. Nam tuổi chừng 27-28, khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt như sao, cực kỳ bất phàm. Trong đôi mắt mang theo sự kiêu ngạo vô cùng, hoàn toàn không đặt đám người Đoan Mộc gia tộc vào mắt. Thế nhưng đích thực hắn cũng có tư cách kiêu ngạo như vậy. Nhìn thấy người này trong lòng Đoan Mộc y y lập tức trùng xuống. Người này không phải là ai khác mà chính là Thải Nhân Phượng của Thải Gia. Cường giả bài danh thứ 10 trên thiên bảng của Thiên Vân Đảo, là nhân vật phong vân trong Thiên Vân Đảo. Đồn rằng người này đã là cường giả linh xuất cửu trọng, trẻ tuổi như vậy mà đã có tu vi linh xuất cửu trọng, tuyệt đối được coi là người có thiên phú mạnh mẽ vạn người không có một. Đẹp quá! Khi Đoan Mộc y y nhìn nữ tử bên người Thải Nhân Phượng không khỏi tán thán một câu. Nữ tử này tuổi chừng đôi tám, ánh mắt giống như minh châu, da thịt như ngọc. Đôi mắt khiến cho người khác nhìn vào không khỏi yêu thương. Dung nhan tuyệt mỹ, dưới bộ y phục chính là thân thể mềm mại tuyệt mỹ mà mê người. Nhìn qua cực kỳ quyến rũ khiến cho Đoan Mộc y y là nữ nhân cũng không nhịn được mà cảm thán. Mà nữ tử này sau khi Đoan Mộc y y tiến vào đại sảnh cũng nhíu mày. Trong lòng sợ hãi than một tiếng. Nhìn khuôn mặt thanh tú, thoát tục của Đoan Mộc y y khiến cho nàng có cảm giác giống như tiên tử không nhiễm bụi trần. Cao quý mà ưu nhã, không nghĩ tới bên trong Đoan Mộc gia tộc lại có nữ tử tuyệt sắc như vậy. Nữ tử này thu liễm ánh mắt lại, ngày hôm nay tới Đoan Mộc gia tộc này cũng không có liên quan tới nàng. Nàng tới đây chỉ là hiếu kỳ mà thôi, dù sao tới Lưu Tô đảo này nàng cũng không cần phải tự mình xuất thủ. Ánh mắt Đoan Mộc y y rời khỏi nữ tử mặc y phục màu cam, sau đó quét qua 4 đạo thân ảnh còn lại. Đây đều là cường giả của Thải gia, thực lực không yếu. Ra mắt Tuyết Phi sư tỷ, ra mắt Thải sư huynh. Thượng quan Thừa Ân vừa tiến vào đại sảnh, nhìn thấy hai người Thải Nhân Phượng và nữ tử tuyệt mỹ kia lập tức hành lễ. Trước mặt hai người hắn chỉ có thể hành lễ mà thôi. Cùng là đệ tử thân truyền thế nhưng địa vị cũng có cao có thấp. Bài danh trên thiên bảng càng cao, địa vị cũng theo đó mà tăng lên. Đặc biệt là Tuyết Phi sư tỷ này chính là một trong thập đại cường giả trẻ tuổi trên đại lục. Cũng chính là người thừa kế chức vị đảo chủ sau này. Địa vị so với trưởng lão, hộ pháp bình thường còn lớn hơn nhiều. Trước mặt nàng hắn càng không dám đánh mất lễ nghĩa. Tuyết Phi sư tỷ, chẳng lẽ là Đạm Đài Tuyết Phi trong thập đại cường giả, đệ nhất nhân của Thiên Vân Đảo, cũng chính là nhân vật trẻ tuổi đứng đầu trong Đông Hải kia sao? Ánh mắt Đoan Mộc y y có chút biến hóa. Hóa ra người này chính là Đạm Đài Tuyết Phi, là người có thiên phú yêu nghiệt nhất Thiên Vân Đảo. Tuy rằng nàng không ở Thiên Vân Đảo, thế nhưng mấy tin tức này cũng đã được nghe nói qua. Hóa ra là Thượng Quan Sư Đệ. Đạm Đài Tuyết Phi lạnh nhạt liếc mắt nhìn Thượng Quan Thừa Ân rồi nói. Hóa ra là y y tiểu thư, thi đấu 3 ngày sau ta sẽ không hạ thủ lưu tình đâu. Thải Nhân Phượng nhìn Đoan Mộc y y rồi nói. Ánh mắt không khỏi tham lam nhìn vào khuôn mặt tinh xảo, thoát tục của Đoan Mộc y y vài lần. Thải Nhân Phượng, hôm nay người dẫn người xông vào Đoan Mộc gia chúng ta chẳng lẽ không cảm thấy hơi quá đáng một chút hay sao? Đừng tưởng rằng ngươi là đệ tử Thiên Vân Đảo là có thể không kiêng nể gì. Đừng quên năm đó Thải gia các ngươi phải ngưỡng mộ Đoan Mộc gia tộc chúng ta. Đoan Mộc y y nhìn thẳng về phía Thải Nhân Phượng rồi chậm rãi nói. Hừ, đừng tưởng rằng Đoan Mộc gia tộc vẫn như trước đây. Đoan Mộc gia tộc hiện tại Thải gia chúng ta còn chưa đặt vào mắt. Thải Nhân Phượng lạnh lẽo nói. Vậy cứ thử xem,
thải ra các ngươi muốn động vào Đoan Mộc gia tộc chúng ta chắc chắn cũng không tốt lành chút nào. Đoan Mộc gia tộc tuyệt đối không phải là thứ mà thải ra các ngươi có thể tùy ý làm sằng làm bậy. Đoan Mộc Y Y lạnh lùng nhìn Thải Nhân Phượng, hàn ý lạnh lẽo trên người tràn ra. Đoan Mộc gia tộc quả thực vô cùng kiêu ngạo, nếu như không có thượng quan gia tộc che chở các ngươi, thải ra ta hiện tại tuyệt đối có thể đem Đoan Mộc gia tộc các ngươi san bằng. Thải Nhân Phượng nhìn chằm chằm vào Đoan Mộc Y Y rồi lạnh nhạt nói. Hàn ý trên người tỏa ra, hai người đối chọi gay gắt khiến cho toàn bộ đại sảnh ba động. Vô hình chung trên trán Đoan Mộc Y Y xuất hiện mồ hôi, thực lực của nàng còn chưa thể chống lại Thải Nhân Phượng kia. Ta quả thực muốn nhìn xem thải ra chó má các ngươi san bằng Đoan Mộc gia tộc như thế nào. Ngươi có tin hiện tại ta sẽ đem thải ra các ngươi san bằng hay không? Lúc này một thanh âm trầm thấp mang theo hàn ý vang lên trong đại sảnh. Thanh âm vừa dứt một thân ảnh màu xanh trong nháy mắt kéo theo một đám tàn ảnh đứng bên người Đoan Mộc Y Y. Một linh xuất cửu trọng nho nhỏ không ngờ lại dám lớn lối như vậy. Lẽ nào Thiên Vân Đảo đều là hạng người không biết trời cao đất rộng sao? Ánh mắt người này trầm xuống, quanh thân có một cỗ năng lượng vô hình trong nháy mắt tràn ra. Khục khục, dưới cỗ năng lượng vô hình này, Thải Nhân Phượng vừa rồi còn mới kiêu ngạo không gì sánh được đột nhiên lảo đảo lùi lại mấy bước. Thân thể ngã xuống ghế. Sắc mặt Đạm Đài Tuyết Phi đột nhiên đại biến, ánh mắt lập tức nhìn về phía thân ảnh màu xanh kia. Trong mắt kinh ngạc không gì sánh được, người này là người mà nàng tuyệt đối không ngờ tới. Người này sao lại có mặt ở Đông Hải, lại còn giúp Đoan Mộc gia tộc. Khi áp lực trên người Đoan Mộc Y Y biến mất, ánh mắt lập tức cả kinh. Không biết vì sao trong lòng nàng lúc này có cảm giác an toàn từ lâu đã biến mất. Người xa lạ bên cạnh khiến cho nàng có cảm giác giống như có phụ thân bên người như khi còn bé, cảm giác tuyệt đối an toàn không có gì sợ hãi kia giống hệt như lúc này. Nàng có cảm giác, cho dù lúc này trời có sập xuống nàng cũng không sợ. Y Y cô nương, không sao chứ? Lục Lâm Thiên cũng không để ý tới Thải Phượng Nhân kia, ánh mắt đảo qua Đạm Đài Tuyết Phi rồi mở miệng nói. Ta không sao. Đoan Mộc Y Y khẽ nói, nhìn ánh mắt thân thiết kia nàng có thể cảm giác được vị cường giả thần bí này thực sự quan tâm tới nàng. Một thải gia nho nhỏ không ngờ lại kiêu ngạo như vậy. Quả thực nhìn không ra nha, nếu như tâm tình ta không tốt thì có lẽ lát nữa ta sẽ tới thải gia các ngươi dạo chơi một lát. Ngay sau đó một thanh âm nhẹ nhàng vang lên, mấy người Lục Tâm Đồng lập tức đi tới bên người Lục Lâm Thiên. Mấy người xa lạ này tiến vào đại sảnh khiến cho bầu không khí vô hình chung có chút nặng nề. Những đệ tử Đoan Mộc gia tộc thực lực thấp lập tức cảm thấy hô hấp khó khăn. Đạm Đài Tuyết Phi không nói gì, ánh mắt nhìn qua Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Tiểu Long, còn có Như Hoa. Trong nháy mắt vẻ mặt đã ngưng trọng tới cực điểm. Các ngươi là ai? Trên Lưu Tô Đảo còn chưa tới phiên ngươi kiêu ngạo. Trên địa bàn của Thiên Vân Đảo tốt nhất ngươi nên suy nghĩ lại một chút. Bị thanh niên áo xanh trước mắt đẩy lui, Thải Nhân Phượng cũng có thể cảm giác được thực lực người này rất mạnh. Thế nhưng đây là địa bàn của Thiên Vân Đảo, bên người còn có Đạm Đài Tuyết Phi cho nên Thải Nhân Phượng cũng không sợ hãi. Ánh mắt lạnh lẽo mang theo hàn ý nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Thiên Vân Đảo thì làm sao? Thiên Vân Đảo có loại đệ tử giống như ngươi xem ra ta đã đánh ra Thiên Vân Đảo quá cao rồi. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt liếc nhìn Thải Nhân Phượng. Đạm Đài Tuyết Phi không nói gì khiến cho Lục Lâm Thiên bất ngờ. Làm càn, Thiên Vân Đảo là thứ để cho ngươi vũ nhục sao? Thượng quan Thừa Ân hét lớn một tiếng, lập tức quát lên với Lục Lâm Thiên. Thật vất vả hắn mới có cơ hội giáo huấn thanh niên áo xanh này. Có Đạm Đài Tuyết Phi bên cạnh đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua người này. Dám làm càn trước mặt lão đại ta, ngươi muốn chết. Thượng quan sư đệ, cẩn thận. Tuyết Phi tiểu thư, nàng muốn động thủ sao? Trong lúc đó, Tiểu Long quát lên một tiếng, thân thể trong nháy mắt lao thẳng về phía Thượng quan Thừa Ân. Ánh mắt Đạm Đài Tuyết Phi đại biến, đang muốn xuất thủ thì đột nhiên trước mặt nàng xuất hiện thân ảnh của Lục Tâm Đồng. Lúc này Lục Tâm Đồng chỉ đứng chắn trước người Đạm Đài Tuyết Phi, đôi mắt xinh đẹp không có chút ba động, dường như chỉ có ý định ngăn cản Đạm Đài Tuyết Phi tiến lên mà thôi. Ngay sau đó, Thượng quan Thừa Ân còn chưa phục hồi tinh thần lại. Một nắm tay nhỏ như ngọc hung hăng đánh vào bụng hắn. Tốc độ giống như thuấn di khiến hắn không kịp tránh. Cho dù muốn tránh cũng không được. Nắm tay đánh xuống, một tiếng trầm muộn lập tức vang lên. Phanh phanh. Khục khục. Tiếng trầm muộn vang lên. Trong miệng Thượng quan Thừa Ân phun ra một ngụm máu,
thân thể hung hăng đập vào mặt đất cách đó 10 thước, nặng nề đập xuống. Mặt đất phía dưới trực tiếp nứt nẻ, lưu lại dấu vết sâu. Cảnh tượng này khiến cho tất cả người của Đoan Mộc gia tộc kinh hãi. Cả đám kinh ngạc tới mức trợn mắt há hốc mồm. Thải Nhân Phượng kinh hãi. Thực lực của Thượng Quan Thừa Ân hắn cũng biết, trên thiên bảng cũng được xếp hạng không thấp. Tu vi linh xuất tam trọng không ngờ ngay cả một quyền của tiểu hài tử kia cũng không đỡ được. Các ngươi thực sự muốn chết rồi. Mắt nhìn Thượng Quan Thừa Ân bị đánh bay, Thải Nhân Phượng phẫn nộ quát lên một tiếng. Có hậu trường như Thiên Vân Đảo, hắn đương nhiên sẽ không sợ hãi. Huống chi đây lại là địa bàn của Thiên Vân Đảo. Lục Lâm Thiên nhìn qua Thải Nhân Phượng, trong mắt tràn ngập hàn ý. Thải sư đệ, im miệng, trước mặt lục trưởng môn há có thể để cho ngươi làm càn. Khi ánh mắt Lục Lâm Thiên tràn ngập hàn ý, Đạm Đài Tuyết Phi lập tức quát lên một tiếng, ánh mắt lập tức nhìn về phía Thải Nhân Phượng. Ánh mắt Thải Nhân Phượng biến đổi, có chút nghi hoặc nhìn về phía Đạm Đài Tuyết Phi. Hắn không biết vì sao Đạm Đài Tuyết Phi lại quát hắn, cho nên hắn có chút không phục nói. Tuyết Phi sư tỷ, người này vũ nhục Thiên Vân Đảo. Không đặt Thiên Vân Đảo vào trong mắt, chúng ta thân là đệ tử Thiên Vân Đảo tuyệt đối không thể buông tha cho người này. Thải sư đệ, ta lấy thân phận đại sư tỷ phạt ngươi sau khi trở về Thiên Vân Đảo diện bích một năm. Đạm Đài Tuyết Phi nói xong, ánh mắt nhìn về phía Lục Lâm Thiên rồi hạ thấp người thi lễ, nói. Hai vị sư đệ của ta không biết lễ nghĩa, mong lục trưởng môn lượng thứ. Tuyết Phi cô nương nghiêm trọng rồi, thực không ngờ ở nơi này cũng có thể gặp lại Tuyết Phi cô nương, quả thực khiến cho ta có chút ngoài ý muốn. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn vào trên người Đạm Đài Tuyết Phi. Nửa năm không gặp, khí tức trên người Đạm Đài Tuyết Phi đã tăng cường không ít, thực lực sợ rằng cũng mạnh hơn không ít, mấy tháng không gặp nhìn qua càng thêm mê người. Lục trưởng môn, Lục tiểu thư, còn có Dương Quá huynh đều tới Đông Hải, quả thực khiến ta ngoài ý muốn a. Như vậy đi, đêm nay để ta thiết yến, đồng thời đại biểu Thiên Vân Đảo tẩy trần cho chư vị. Đạm Đài Tuyết Phi nhìn Lục Lâm Thiên, Lục Tâm Đồng, Dương Quá rồi nói. Coi như là Thượng Quan Thừa Ân bị đánh xuống mặt đất, nàng cũng coi như không nhìn thấy, không có chút dị động nào. Nghe Đạm Đài Tuyết Phi và Lục Lâm Thiên đối thoại, đám người Đoan Mộc gia tộc cùng với Thải Nhân Phượng, Thượng Quan Thừa Ân còn có mấy cường giả thải ra đều cực kỳ giật mình. Hóa ra những người thần bí này không ngờ Đạm Đài Tuyết Phi của Thiên Vân Đảo lại biết, giao tình dường như còn không cạn. Từ thái độ của Đạm Đài Tuyết Phi với mấy người thần bí này có thể thấy được, địa vị của mấy người thần bí này tuyệt đối không nhỏ. Đoan Mộc Y Y lúc này cũng kinh ngạc nhìn Lục Lâm Thiên, âm thầm suy đoán thân phận của người này. Được người khác gọi là Lục trưởng môn, rốt cuộc cường giả thần bí này là trưởng môn môn phái nào khiến cho Đạm Đài Tuyết Phi của Thiên Vân Đảo phải khách khí như vậy. Trong lúc nhất thời nàng cũng không nghĩ ra, thế nhưng cũng không ngờ tới được địa vị của mấy cường giả thần bí này lại lớn như vậy. Tẩy trần thì không dám, Tuyết Phi cô nương khách khí rồi. Lục Lâm Thiên nhìn Đạm Đài Tuyết Phi rồi nói. Nếu như Tuyết Phi cô nương đã có mặt ở đây, ta cũng tiện hỏi một câu. Việc của Thải Gia và Đoan Mộc gia tộc, không biết là ý của Thiên Vân Đảo hay là Thải Gia. Đạm Đài Tuyết Phi nhìn Lục Lâm Thiên một lát rồi nói. Không biết Lục trưởng môn và Đoan Mộc gia tộc có quan hệ như thế nào. Chuyện giữa Đoan Mộc gia tộc và Thải Gia nên để hai nhà giải quyết là tốt nhất, Lục trưởng môn thấy thế nào? Nếu như ta nói, ta nhất định sẽ bảo hộ Đoan Mộc gia tộc thì sao? Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn thẳng về phía Đạm Đài Tuyết Phi, Đạm Đài Tuyết Phi đã tới Lưu Tô Đảo khiến cho lúc này Lục Lâm Thiên phải suy đoán, Thải Gia đối phó với Đoan Mộc gia tộc sợ rằng không chỉ là chủ ý của một mình Thải Gia. Tuy rằng Thải Gia này có động cơ, thế nhưng Đoan Mộc gia cũng có người trên Thiên Vân Đảo, trong chuyện này sợ rằng có ẩn tình khác. Nghe Lục Lâm Thiên nói vậy, ánh mắt Đạm Đài Tuyết Phi rõ ràng có chút ba động. Nàng thật không ngờ, Lục Lâm Thiên lại vì Đoan Mộc gia tộc mà tới. Có người này nhúng tay vào, sợ rằng chuyện giữa Đoan Mộc gia tộc và Thải Gia sẽ vướng tay vướng chân. Lục thiếu du này tuyệt đối không dễ chọc. Lục trưởng môn, nơi này không phải là cổ vực a. Đây là Đông Hải. Đạm Đài Tuyết Phi mở miệng cười, mang theo tiểu ý nhàn nhạt, ánh mắt có chút quyến rũ nhìn Lục Lâm Thiên. Ngụ ý bên trong câu nói của Đạm Đài Tuyết Phi đương nhiên Lục Lâm Thiên hiểu được, ý tứ của Đạm Đài Tuyết Phi này không thể nghi ngờ nói rằng Lưu Tô Đảo ở Đông Hải. Đây cũng là địa bàn của Thiên Vân Đảo, coi như hắn muốn quản cũng là chuyện ngoài tầm tay. Đúng vậy, nơi này là Đông Hải, bình thường đến một chút cũng không tồi nha. Lục Lâm Thiên khẽ nói,
ngụ ý bên trong vô cùng rõ ràng, hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Thiên Vân Đảo muốn lưu lại hắn sợ rằng không có khả năng. Chọc hắn giận Thiên Vân Đảo cũng phải trả một cái giá lớn. Thiên Vân Đảo cũng không áp đặt được hắn. Ý tứ trong câu nói của Lục Lâm Thiên cũng chỉ có Đạm Đài Tuyết Phi hiểu rõ. Nàng cũng tin rằng Lục Lâm Thiên này tuyệt đối không nói đùa. Đôi mắt xinh đẹp không ngừng đảo qua Lục Thiếu Du, Lục Tâm Đồng cùng Dương Quá, Tiểu Long, Như Hoa. Thực lực mấy người này cùng với thế lực phía sau tuyệt đối phải khiến cho Thiên Vân Đảo cố kỵ. Lục trưởng môn, chuyện của Đoan Mộc gia tộc và Thải gia, Thiên Vân Đảo ta cũng không nhúng tay vào. Nhưng mà Lưu Tô Đảo là địa bàn của Thiên Vân Đảo chúng ta, có một số việc Thiên Vân Đảo chỉ là người làm chứng mà thôi. Sự tình của hai nhà người ngoài không nên tham gia, đây là giới hạn của Thiên Vân Đảo chúng ta. Trong ánh mắt xinh đẹp của Đạm Đài Tuyết Phi lúc này mang theo sự nghiêm túc. Khí tức trên người vô hình tràn ra khiến cho người thực lực thấp cảm thấy lạnh lẽo. Trong đầu Lục Lâm Thiên lúc này đang không ngừng suy nghĩ. Điểm giới hạn của Thiên Vân Đảo hắn có nên động vào hay không? Đông Hải là địa bàn của Thiên Vân Đảo, nếu như hắn động vào điểm giới hạn của Thiên Vân Đảo, vì mặt mũi Thiên Vân Đảo sẽ không bỏ qua cho hắn. Cho dù là hắn có chỗ dựa vào, thế nhưng cũng là chuyện ngoài tầm tay. Mà thực lực của hắn còn chưa đạt tới đẳng cấp có thể ngạnh kháng với Thiên Vân Đảo. Lúc này Lục Lâm Thiên có chút bất đắc dĩ. Người ngoài không tiện nhúng tay vào chuyện Đoan Mộc gia tộc và Thải gia. Chung quy hắn cũng không thể nói với Đạm Đài Tuyết Phi rằng mình là đệ tử của lão tổ Đoan Mộc gia tộc. Vì vậy CS dù nói bản thân là người Đoan Mộc gia tộc cũng không có ai tin tưởng. Huống chi hắn cũng không thể bại lộ ra thân phận của sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn, việc này sư phụ cũng đã sớm nói qua. Chuyện Đoan Mộc gia tộc và Thải gia đương nhiên người ngoài sẽ không nhúng tay vào. Chỉ là Thiên Vân Đảo cũng nên tuân thủ hứa hẹn, nếu như ai dám động vào Đoan Mộc gia tộc, cho dù phải trả cái giá lớn ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho kẻ đó. Lục Lâm Thiên chắp tay mà đứng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Đạm Đài Tuyết Phi. Vậy ta trước tiên cáo lui, Lục trưởng môn, Lục tiểu thư, Dương Quá huynh đệ đã tới Đông Hải, nếu như cần gì hỗ trợ thì không nên khách khí. Có thể giúp được Tuyết Phi tuyệt đối không từ chối. Đạm Đài Tuyết Phi nhìn Lục Lâm Thiên, hai hàng lông mi nhíu lại rồi hạ thấp người thi lễ với Lục Lâm Thiên. Dáng vẻ xinh đẹp, mê người kia khiến cho những nam nhân chung quanh không khỏi liếc nhìn thêm vài lần. Đạm Đài Tuyết Phi không đánh mất lễ nghĩa, Lục Tâm Đồng và Dương Quá cũng thi lễ, nói như thế nào thì mấy người cũng có chút quen biết. Đạm Đài Tuyết Phi rời đi khiến cho người Thải gia cùng Thải Nhân Phượng cực kỳ kinh ngạc, dường như còn chưa hiểu rõ mọi chuyện. Thải sư đệ, còn chưa đi sao? Đạm Đài Tuyết Phi nhẹ nhàng quay đầu lại nói với Thải Nhân Phượng đang sững sờ. Chậm đã, Tuyết Phi cô nương đi ta không có ý kiến. Chỉ là người Thải gia dám mở miệng nói muốn san bằng Đoan Mộc gia, nếu cứ để cho bọn họ đi như vậy, mặt mũi ta để ở nơi nào? Lúc này ánh mắt Lục Lâm Thiên đột nhiên trầm xuống mang theo sự lạnh lẽo nhìn về phía năm người Thải Phượng Nhân. Lục trưởng môn, nể mặt ta. Sắc mặt Đạm Đài Tuyết Phi đại biến, nàng thật không ngờ Lục Lâm Thiên lại đột nhiên làm khó dễ, cho nên lập tức nói với Lục Lâm Thiên. Tuyết Phi cô nương, chuyện Đoan Mộc gia và Thải gia nếu như Thiên Vân Đảo không nhúng tay thì Tuyết Phi cô nương tốt nhất cũng không nên nhúng tay vào. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn về phía Đạm Đài Tuyết Phi rồi lạnh nhạt nói. Chuyện này, Đạm Đài Tuyết Phi nghẹn họng, nàng quá coi thường Lục Lâm Thiên trước mắt. Người này quả thực nói trở mặt là trở mặt ngay được. Đạm Đài Tuyết Phi cắn răng nói. Lục trưởng môn, người cũng không được nhúng tay chứ. Người Thải gia tự tiện xông vào Đoan Mộc gia ta có thể bỏ qua. Chỉ là Thải Nhân Phượng này vừa rồi đứng trước mặt ta hô tô gọi nhỏ, Tuyết Phi cô nương cũng tận mắt nhìn thấy. Nếu như ta cứ buông tha hắn như vậy, nếu như chuyện này truyền ra ngoài. Mặt mũi của ta sẽ ra sao, ta nghĩ Tuyết Phi cô nương hẳn cũng hiểu. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Ngươi muốn làm gì, ta chính là đệ tử Thiên Vân Đảo, ngươi động tới ta chính là động tới Thiên Vân Đảo. Thải Nhân Phượng nhìn Lục Lâm Thiên nói. Người thần bí này hắn cũng không nhận ra là ai, vì sao Đạm Đài Tuyết Phi lại khách khí như vậy. Thiên Vân Đảo có loại người như ngươi quả thực khiến cho ta phải nhìn Thiên Vân Đảo với ánh mắt khác. Trong mắt Lục Lâm Thiên bắn ra hàn ý, nói xong, quang mang dưới chân chợt lóe, thân thể giống như một mũi tên rời cung. Một thanh âm trầm thấp vang lên, thân thể Lục Lâm Thiên hóa thành một đạo quang ảnh không rõ, trong nháy mắt bắn về phía Thải Nhân Phượng. Lục trưởng môn, Đạm Đài Tuyết Phi biến sắc,
thân ảnh Lục Tâm Đồng lần nữa xuất hiện trước mặt Đạm Đài Tuyết Phi. Đối mặt với Đạm Đài Tuyết Phi, lúc này đương nhiên Lục Tâm Đồng cũng không để vào trong mắt. Việc này không liên quan tới Tuyết Phi tiểu thư tốt nhất không nên xuất thủ. Lục trưởng môn, mong Lục trưởng môn nể mặt Thiên Vân Đảo, hạ thủ lưu tình. Đạm Đài Tuyết Phi bất đắc dĩ, Lục Tâm Đồng ngăn cản trước mặt nàng, lại còn có Dương Quá ở một bên, nàng có muốn xuất thủ cũng vô dụng. Thải Nhân Phượng này dù sao cũng là linh xuất cửu trọng, linh hồn lực cũng không kém, sắc mặt lập tức đại biến nhìn Lục Lâm Thiên đang lao thẳng tới. Hắn biết Lục Lâm Thiên bất phàm, thế nhưng hắn là người luôn kiêu ngạo ương ngạnh, không coi ai ra gì trên Thiên Vân Đảo, cho nên lúc này không biết thân ảnh màu xanh trước mặt kinh khủng ra sao. Trên mặt Thải Nhân Phượng hiện lên nụ cười nhạt, vốn từ đầu bị đẩy lùi hắn chỉ cho rằng bản thân mình sơ ý. Lúc này Thải Nhân Phượng lập tức kết thủ ấn, linh lực vô hình nhanh chóng ngưng tụ. Một đạo quyền ấn khiến cho không gian vặn vẹo hung hăng đập về phía Lục Lâm Thiên. Linh lực bạo phát, kình phong kinh khủng ẩn chứa trong quyền ấn trực tiếp xé rách không khí. Một cỗ kình khí vô hình trực tiếp tạo thành dấu vết trong không gian. Cảm nhận quyền ấn cùng với tiếng gió thổi sắc bén trước mắt, khuôn mặt Lục Lâm Thiên không có chút biến đổi. Cánh tay vung lên, trên nắm tay, chân khí thổ hệ cấp tốc tràn ra. Một đạo trưởng ấn đột nhiên được ngưng tụ, trong nháy mắt va chạm với quyền ấn của Thải Nhân Phượng. Phanh phanh, tiếng trầm muộn vang lên, quyền ấn và trưởng ấn va chạm, kinh khí trên quyền ấn của Thải Nhân Phượng nện vào trưởng ấn Lục Lâm Thiên, thế nhưng lại giống như một hòn đá nhỏ ném xuống biển, căn bản không tạo thành một chút sóng gió nào. Mà lúc này, sắc mặt Lục Lâm Thiên vẫn vô cùng bình tĩnh như cũ, miệng khẽ quát một tiếng. Thiên Thủ Liệt Cương ấn. Tiếng quát vừa dứt, kinh khí vô hình phô thiên cái địa bạo phát. Toàn bộ đại sảnh run rẩy, một cỗ uy áp giai vị lan tràn ra. Mấy cường giả thải ra, Đoan Mộc gia tộc lúc này mới dùng ánh mắt kinh hãi nhìn Lục Lâm Thiên. Người trước mặt bọn họ không ngờ lại là cường giả Vũ Vương. Cạch cạch, trong nháy mắt tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên, kinh khí vô hình từ tay Thải Nhân Phượng bạo tạc, thân thể hắn giống như diều đứt dây dưới sự bạo tạc của kinh khí trực tiếp bị đánh bay về phía sau hơn 10 thước rồi đập vào vách tường. Toàn bộ đại sảnh rung động không ngớt, thân thể Thải Nhân Phượng đập vào đống đá vụn. Khục khục, một ngụm máu tươi từ trong miệng Thải Nhân Phượng phun ra. Xương cốt trên cánh tay phải dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ toàn bộ vỡ tan. Cơ thể bị thương nặng, một tiếng thê thảm giống như lợn bị giết từ trong miệng Thải Nhân Phượng vang lên. A! À, trong tiếng kêu thê thảm kia, mấy cường giả tu vi vũ xuất, linh xuất của Thải gia từ trong sửng sốt phục hồi tinh thần lại. Trong nháy mắt vò tới đống đá vụn, Thải Nhân Phượng kia lúc này toàn bộ thân thể đều là máu tươi. Hít! Nhìn tất cả mọi chuyện, không ít người Đoan Mộc gia tộc bên ngoài đại sảnh hít sâu một hơi. Nể mặt Thiên Vân Đảo đây chỉ là hình phạt nho nhỏ mà thôi. Lần sau nhìn thấy ta tốt nhất không nên hô to gọi nhỏ, hiện tại các ngươi có thể lăn. Lục Lâm Thiên đưa mắt đảo qua người Thải ra, bàn tay vỗ y phục mở miệng nói. Giống như là vừa rồi người xuất thủ không phải là hắn vậy. Đỡ hắn, chúng ta đi thôi. Đạm Đài Tuyết Phi nhìn Lục Lâm Thiên không nói gì. Động phải Lục Lâm Thiên này, nàng còn có thể nói gì được nữa. Sau khi thở dài một hơi, lập tức nói với mấy người Thải ra kia. Mấy cường giả của Thải ra nâng Thải Nhân Phượng xám xịt theo Đạm Đài Tuyết Phi rời đi. Trong đại sảnh, Thượng quan Thừa Ân nhìn tất cả mọi chuyện trong lòng cảm thấy lạnh lẽo mà run rẩy. Những người thần bí này không ngờ ngay cả Thiên Vân Đảo cũng không quan tâm. Thứ hắn dựa vào cuối cùng cũng không có tác dụng. Nhìn bóng lưng đám người Thải ra và Đạm Đài Tuyết Phi rời đi, Thượng quan Thừa Ân không khỏi do dự. Thế nhưng hắn cũng không lập tức rời đi, chỉ là trong mắt có chút sợ hãi. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn vào trên người Thượng quan Thừa Ân rồi lập tức rời đi. Người Thải ra rời đi. Trong đại sảnh lúc này chỉ còn lại người của Đoan Mộc gia tộc. Cả đám đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Một lát sau, trong đại sảnh của Đoan Mộc gia tộc, mấy người Lục Lâm Thiên đã được tôn sùng làm khách quý. Toàn bộ người của Đoan Mộc gia tộc đều biết đám người Đoan Mộc gia tộc này không ngờ chỉ dùng một chiêu làm cho Thải Nhân Phượng bị thương nặng. Mà tin tức này cũng nhanh chóng truyền ra toàn bộ Lưu Tô Đảo. Vị đại trưởng lão và nhị trưởng lão của Đoan Mộc gia tộc cực kỳ cung kính nói lời cảm tạ với đám người Lục Lâm Thiên và Tiểu Long. Có thể là hai người đã biết tin tức từ trong miệng tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão cho nên khiến cho mấy người đại trưởng lão, nhị trưởng lão cùng tộc nhân Đoan Mộc gia tộc đều trợn mắt líu lưỡi.
thế nhưng bọn họ cũng không dám chậm trễ một chút nào. Đầu yêu vương kinh khủng kia trong thiên long hạp này không ngờ lại đi cùng những người này. Lúc này, thượng quan thừa ân không dám nói gì. Bị tiểu long không chút khách khí đánh một quyền khiến cho hắn bị thương nặng, may mà tiểu long cũng có chút lưu thủ, bằng không hắn có 10 cái mạng cũng không đủ. Đối với việc mọi người khách sáo, Lục Lâm Thiên nể mặt sư phục thánh thủ linh tôn cho nên cũng hàn huyên một phen. Dưới sự dẫn đường của Đoan Mộc Y đám người Lục Lâm Thiên tiến vào trong một đình viện tinh xảo. Đa tạ đại nhân lần thứ hai xuất thủ tương trợ. Trong đình viện Đoan Mộc Y tới trước mặt Lục Lâm Thiên, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên vẻ cảm kích. Chỉ là cái nhấc tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Lục Lâm Thiên nói tiếp. Y cô nương, thi đấu giữa Thải Gia và Đoan Mộc Gia diễn ra vào lúc nào? 3 ngày sau, Đoan Mộc Y nói, Thải Nhân Phượng kia trong vòng 3 tháng cũng khó mà khôi phục được. Trong đám người Thải Gia cô nương có còn đối thủ nào khác không? Lục Lâm Thiên hỏi, đả thương Thải Nhân Phượng kia cũng nằm trong dự định của Lục Lâm Thiên. Hắn không nhúng tay vào việc của Thải Gia và Đoan Mộc Gia, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Thương thế của Thải Nhân Phượng hiện tại không có 3 tháng đừng mong khôi phục, hắn đã giải quyết đối thủ trực tiếp của Đoan Mộc Y. Linh suất cửu trọng, trong khi đó Đoan Mộc Y chỉ là linh suất nhị trọng, lần thi đấu này nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì Đoan Mộc Y chắc chắn sẽ thua. Dù sao thực lực cũng cách nhau quá xa. Trong Thải Gia, người trẻ tuổi cũng chỉ có Thải Nhân Phượng mà thôi, trừ hắn ra hẳn sẽ không còn cường giả linh giả nào khác. Đôi mắt xinh đẹp của Đoan Mộc Y biến ảo, suy tư một lát rồi lắc đầu. Vậy 3 ngày sau phải nhìn vào bản thân cô nương rồi. Lục Lâm Thiên nói. Hắn đoán đám người Thải Gia kia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, đến lúc đó cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Tỷ tỷ. Ngoài đình viện lúc này có một thanh âm vang lên, một thiếu niên chống nạng kích động đi vào trong đình viện. Đây là một thiếu niên 12-13 tuổi, thân hình gầy gò, dưới hai hàng lô mi đen là đôi mắt to, trong trẻo mang theo sự nhanh nhẹn cùng với vẻ kiên nghị mà người thường khó có thể phát hiện ra. Hồng Chí, sao đệ lại tới đây? Nhìn thấy thiếu niên này, Đoan Mộc Y tức thì hỏi. Tỷ tỷ, rốt cuộc tí cũng trở về. Tỷ có tìm được lão tổ hay không? Thiếu niên kia có chút chờ mong hỏi. Không có, tỷ tỷ còn chưa tới đại lục linh vũ đã lập tức trở lại. Đoan Mộc Y vuốt đầu thiếu niên, yêu thương nói. Vì sao không ngồi xe lăn? Đệ như vậy sẽ khiến chân đau đó. Tỷ tỷ, đệ không đau. Nam tử hán đại trượng phu, đệ không cần xe lăn. Đệ muốn tự mình bước đi. Thiếu niên nói xong, lập tức nhìn về phía đám người Lục Lâm Thiên, Lục Tâm Đồng, Tiểu Long, Dương Quá Hỏ. Các ngươi chính là cường giả vừa giúp Đoan Mộc gia tộc chúng ta giáo huấn Thải Gia sao? Hồng Chí, những đại nhân này vừa mới giúp Đoan Mộc gia tộc chúng ta. Đoan Mộc Y nói với thiếu niên. Cảm ơn các người đã giúp Đoan Mộc gia chúng ta, cảm ơn. Thiếu niên này nhìn đám người Lục Lâm Thiên rồi lập tức quỳ gối trên mặt đất hành lễ. Mau đứng lên đi. Dương Quá bước lên phía trước, thiếu niên vừa mới quỳ gối xuống đất lập tức có một cỗ lực lượng vô hình nâng lên. Thân ảnh Dương Quá chợt lóe lên rồi nâng thiếu niên lên. Lục Lâm Thiên không ngừng đánh giá thiếu niên này. Từ trong miệng Đoan Mộc Y hắn cũng đã biết được Đoan Mộc Y còn có một đệ đệ gọi là Đoan Mộc Hồng Chí. 2 năm trước hai chân bị phế. Vốn là một vũ giả thiên phú không tồi. Thế nhưng lúc này nhìn vào thiếu niên trước mắt, nhìn ánh mắt kiên nghị kia khiến cho Lục Lâm Thiên xúc động. Lục Lâm Thiên không nói gì, đi tới bên người thiếu niên rồi ngồi xuống, lập tức kiểm tra đùi thiếu niên. Sau khi kiểm tra toàn thân thiếu niên một lát rồi Lục Lâm Thiên mới đứng lên. Lục Lâm Thiên nhìn Đoan Mộc Y, ánh mắt lại rơi vào trên người thiếu niên rồi nói. Người muốn chữa tốt hai chân, có muốn tu luyện tiếp hay không? Muốn. Thiếu niên nhìn Lục Lâm Thiên, không có chút do dự nào lên tiếng, trong ánh mắt kiên nghị kia bắn ra tinh quang, giống như đã thấy được hy vọng. Sao lại muốn? Lục Lâm Thiên hỏi. Ta muốn trở thành cường giả, bảo hộ tỷ tỷ, bảo hộ tộc nhân Đoan Mộc gia. Không muốn để thân nhân của ta và tộc nhân bị người khác khi dễ. Thiếu niên dùng ánh mắt kinh nghị nhìn Lục Lâm Thiên rồi nói. Ngươi muốn khôi phục thì sẽ rất đau, rất thống khổ. Lục Lâm Thiên nói. Phanh. Thiếu niên trong nháy mắt giãy khỏi tay Dương Quá, quỳ gối xuống trước mặt Lục Lâm Thiên rồi nói. Cầu xin đại nhân thành toàn cho ta. Chút đau nhức đó không tính là cái gì,
cắn răng là sẽ qua. Tốt, có chí khí, vài ngày nữa ta sẽ giúp ngươi chữa hai chân, đan điền cũng có thể khôi phục. Lục Lâm Thiên nâng Đoan Mộc Hồng Chí dậy, vừa rồi kiểm tra khiến cho Lục Lâm Thiên có chút kinh ngạc. Thể trạng của Đoan Mộc Hồng Chí này cực kỳ bất phàm, có nói là vạn người không có một cũng không quá phận. Vũ giả tam hệ, mà quan trọng nhất là tuổi tác còn nhỏ lại kiên nghị như vậy. Đây là thứ mà người cùng tuổi không thể so sánh, có thể bởi vì gặp phải biến cố hai chân bị phế mà ma luyện ra. Thế nhưng chuyện này tuyệt đối có liên quan tới nhân phẩm. Nếu như đem thương thế của thiếu niên này chữa tốt, đây chính là một khối ngọc thôi. Giao cho hai vị sư phụ bồi dưỡng, thành tựu sau này không thể hạn lượng. Đại nhân, thương thế của đệ đệ thực sự có thể chữa tốt hay sao? Đoan Mộc Y Y dùng ánh mắt chờ mong nhìn Lục Lâm Thiên. Có 8 phần cơ hội. Lục Lâm Thiên nói. Đa tạ đại nhân. Đoan Mộc Y Y vui quá mà khóc, lại tiếp tục hành lễ. Trong mắt có chút ướt át, đệ đệ có thể khôi phục lại như trước kia, đây vẫn luôn là chuyện nàng khát khao. Hai tỷ đệ cảm kích một lúc rồi mới rời đi. Nhìn thân ảnh hai tỷ đệ, Lục Lâm Thiên thở dài một hơi. Nhị đệ, thiếu niên này bị người khác ám toán đúng không? Không biết là ai mà lại hạ thủ độc như vậy. Ánh mắt Dương Quá trầm xuống, trong mắt có một cỗ hàn ý. Trung Quy sẽ biết là ai làm. Trong mắt Lục Lâm Thiên có một đạo hàn ý bắn ra. Vừa rồi kiểm tra thương thế Đoan Mộc Hồng Chí này rõ ràng đã bị người khác ám toán. 2 năm trước gia chủ Đoan Mộc gia ốm chết, bản thân cũng là cường giả vũ xuất, sao có thể ốm chết được. Mà hai chân Đoan Mộc Hồng Chí bị phế cũng là từ 2 năm trước. Chuyện này tuy rằng có thể nói là trùng hợp, thế nhưng Lục Lâm Thiên đã cảm nhận được sự bất thường bên trong. Việc này sợ rằng có ẩn tình khác, xem ra hắn phải tra qua một phen mới được. À, trên Lưu Tô Đảo, tại một đình viện lớn lúc này có một linh suất của Thải Gia đang kiểm tra thương thế trên người Thải Nhân Phượng. Vừa mới chạm vào tay phải của Thải Nhân Phượng khiến cho hắn lập tức kêu lớn một tiếng. Gia chủ, toàn bộ cánh tay của Thải Nhân Phượng đã bị phế, muốn khôi phục sợ rằng không dễ. Linh suất của Thải Gia nói. Đoan Mộc Gia đáng chết. Trong đại sảnh, một lão giả chừng 50 tuổi nhìn về phía Đạm Đài Tuyết Phi trên chủ vị rồi nói. Tuyết Phi tiểu thư, Đoan Mộc Gia này quá cản rõ, tiểu thư nhất định phải làm chủ cho Thải Gia chúng ta. Tuyết Phi sư tỷ, những người đó rốt cuộc có địa vị gì? Ta nhất định sẽ không bỏ qua cho những người đó. Thải Nhân Phượng lúc này đã sớm ăn không ít đan dược mới có khí lực nói. Trên mặt tràn ngập sự phẫn nộ cùng tức giận. Thải sư đệ, ngươi không muốn buông tha cho những người đó sao? Bọn họ đã buông tha ngươi chính là chuyện tốt rồi. Ngươi có biết bọn họ là ai không? Đạm Đài Tuyết Phi liếc mắt nhìn người Thải Gia và Thải Nhân Phượng rồi nói. 5 người kia có một đầu yêu thú thất giai trung kỳ, tiểu đồng kia thực lực vô cùng quỷ dị. Còn một Dương Quá bài danh thứ 4 trong thập đại cường giả của thiên địa các tổ chức. Còn có nữ tử kia chính là Lục Tâm Đồng. Cường giả bài danh thứ 3. Cái gì, không ngờ lại là bọn họ. Người Thải Gia cùng Thải Nhân Phượng đại biến. Đạm Đài Tuyết Phi nhìn Thải Nhân Phượng, hai hàng lông mi nhíu lại rồi nói. Về phần người đả thương ngươi, chính là trưởng môn Lục Lâm Thiên của Phi Linh Môn trong cổ vực, cũng chính là cường giả đứng đầu trong thập đại cường giả. Vũ giả ngũ hệ, Linh Vũ Song Tu, là con rể của Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông, trong Phi Linh Môn cũng có Vũ Tôn tồn tại. Ngươi còn muốn gì tìm hắn báo thù sao? Con mắt Thải Nhân Phượng như muốn rớt ra. Thi đấu chọn ra thập đại cường giả diễn ra lúc hắn đang bế quan cho nên không tham gia. Thế nhưng Lục Lâm Thiên này hắn đã nghe nói tới. Lúc này biết được người đả thương mình chính là cường giả đứng đầu thập đại cường giả Lục Lâm Thiên, từ trong đáy lòng Thải Nhân Phượng cảm thấy lạnh lẽo. Nếu sớm biết là người này hắn làm sao dám trêu chọc. Tuyết Phi tiểu thư, vậy nên làm thế nào cho phải? Đoan Mộc gia tộc không ngờ lại có cường giả như vậy tương trợ. Hiện tại thương thế của Thải Nhân Phượng quá nặng, căn bản không thể dự thi. Ánh mắt gia chủ Thải Gia run lên, trong mắt cũng mang theo vài phần sợ hãi, nhất thời nói với Đạm Đài Tuyết Phi. Ánh mắt Đạm Đài Tuyết Phi trầm xuống, Lục Lâm Thiên đánh Thải Nhân Phượng bị thương nặng sợ rằng đã có chủ ý từ trước. Trên Lưu Tô Đảo, bầu trời bắt đầu đen lại, mặt nước dưới ánh sáng chiếu rọi khiến cho người ta có cảm giác rực rỡ. Cả hòn đảo dưới ánh trời chiều như được nhuộm một màu đỏ. Gần hoàng hôn, vầng trăng lặng lẽ xuất hiện, chung quanh nó còn có mấy ngôi sao phát ra ánh sáng yếu ớt.
Cả Lưu Tô đảo được bao phủ bởi một màu vàng vắng vẻ, trên kiến trúc liên miên là ánh vàng rực rỡ. Những đội thuyền ở gần hải vực cũng bắt đầu dừng lại trên bến tàu. Trong đình viện, sau khi bố trí một đạo cấm chế, Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi xuống. Trước người xuất hiện Hỏa Long đỉnh, trước mặt hắn còn có không ít dược liệu. Mà những dược liệu này chính là tài liệu luyện chế Thông Kinh Tục Cốt Đan. Thông Kinh Tục Cốt Đan, đan dược lục phẩm cao giai, tác dụng cũng như tên, có tác dụng thông kinh tục cốt. Loại đan dược này trên người Lục Lâm Thiên cũng không có, cho dù là trên người có thu hoạch đông đảo cũng không có đan dược loại này. Mà lúc này thứ đan dược Lục Lâm Thiên định luyện chế cũng chính thông kinh tục cốt đan. Hai chân của Đoan Mộc Hồng Chí sau khi ăn vào thông kinh tục cốt đan này cơ hội khôi phục có chín thành. Phối phương của loại đan dược này Lục Lâm Thiên tìm được từ trên ngọc giản Nam Thúc giao cho hắn khi trước. Sự tình của Đoan Mộc gia đương nhiên Lục Lâm Thiên phải xen vào. Chuyện của sư phụ chính là chuyện của hắn. Thương thế của Đoan Mộc Hồng Chí hắn có thể luyện chế thông kinh tục cốt đan này giải quyết. Đan dược lục phẩm cao giai, hiện tại hắn muốn luyện chế có lẽ cũng không khó. Ngưng thần tĩnh khí, Lục Lâm Thiên không ngừng bấm tay, linh lực tuôn ra rót vào trong Hỏa Long đỉnh. Trong Hỏa Long đỉnh lập tức có một cỗ hỏa diễm ầm ầm xuất hiện. Hỏa diễm xuất hiện, nhiệt độ trong phòng lập tức tăng cao. Thế nhưng đối với Lục Lâm Thiên mà nói đương nhiên không có chút trở ngại nào. Tu vi cho tới hiện tại, nhiệt độ nóng lạnh căn bản không thể làm ảnh hưởng tới Lục Thiếu Du. Nhìn Hỏa Long đỉnh, linh lực tăng lên, hỏa diễm trong Hỏa Long đỉnh lần nữa bành trướng, lập tức hóa thành hỏa diễm hừng hực. Hỏa diễm tràn ngập, gào thét trong Hỏa Long đỉnh, không ngừng tỏa ra nhiệt độ kinh khủng. Thế nhưng mặc kệ nhiệt độ biến động ra sao, Hỏa Long đỉnh vẫn không có chút biến hóa nào. Nhiệt độ bên trong cao như thế nào thế nhưng bên ngoài vẫn mang theo chút lạnh lẽo. Lục Lâm Thiên vẫn dùng Hỏa Long đỉnh cho tới bây giờ đủ thấy nó bất phàm. Không phải là một dược đỉnh bình thường. Lục Lâm Thiên mỉm cười. Thứ trong tay Nam Thúc đều là bất phàm. Một dược đỉnh tốt, thậm chí còn có thể đề thăng không ít xác suất thành công khi luyện đan. Một dược đỉnh tốt với linh giả mà nói cực kỳ quan trọng. Hỏa diễm bốc lên, nhiệt độ trong Hỏa Long đỉnh dần đạt tới trình độ Lục Lâm Thiên yêu cầu. Đối với việc luyện chế đan dược, Lục Lâm Thiên cũng không dám qua loa. Tuy rằng hắn đã luyện chế không ít, luyện đan, luyện chế khôi lỗi, binh khí, những thứ này nếu nói tinh thông Lục Thiếu Du cũng không dám nhận. Bởi vì mỗi một phương diện đều cần thời gian nghiên cứu, mà Lục Thiếu Du không thể đem toàn bộ thời gian của mình dùng trên một việc. Nhiệt độ trong Hỏa Long đỉnh đạt tới mức độ cần thiết, tay áo Lục Lâm Thiên vung lên nhanh chóng đem mấy loại dược liệu ném vào Hỏa Long đỉnh. Dược liệu vừa mới tiến vào Hỏa Long đỉnh dưới nhiệt độ cao lập tức héo rũ. Dược liệu héo rũ, từng đoàn dịch thể từ trong dược liệu chảy ra. Khi đám dược liệu này triệt để hóa thành cho tàn thì linh dịch trong dược liệu đã bị hỏa diễm bao bọc. Những dược liệu này bị luyện hóa, tay áo Lục Lâm Thiên vung lên. Tiếp tục đem những loại dược liệu còn lại ném vào trong Hỏa Long đỉnh. Dược liệu được luyện hóa, Lục Lâm Thiên càng không dám sơ ý. Luyện hóa đám dược liệu này cũng cần linh hồn lực, càng là đan dược cao giai yêu cầu khống chế linh hồn lực càng thêm tinh chuẩn. Tròn một đêm Lục Lâm Thiên đều luyện hóa dược liệu. Sáng sớm hôm sau, trên Lưu Tô đảo lần nữa khôi phục vẻ náo nhiệt và phồn hoa. Chỉ là lúc này trong tử quán, trà lâu cùng với phố lớn ngõ nhỏ trên Lưu Tô đảo đều đang nói tới chuyện ngày hôm qua xảy ra trong Đoan Mộc gia. Thải Nhân Phượng của Thải gia, đệ tử thân truyền top 10 thiên bảng, tu vi linh xuất cửu trọng, hôm qua ở trong Đoan Mộc gia trong vòng một chiêu đã bị thương nặng. Đạm Đài Tuyết Phi, cường giả trẻ tuổi đệ nhất của Thiên Vân đảo có mặt ở đây cũng không dám nói gì. Điều này khiến cho mọi người bắt đầu hiếu kỳ với cường giả tới Đoan Mộc gia. Mà Thải Nhân Phượng bị thương nặng, có lẽ trong vòng 3 ngày đừng mong khôi phục. Điều này khiến cho người trên Lưu Tô đảo đối với thi đấu giữa hai gia tộc Thải gia và Đoan Mộc gia đều không ngừng suy đoán. Lẽ nào Thải gia sẽ vẫn tranh đoạt quyền sở hữu Lưu Tô đảo? Thế nhưng Thải Nhân Phượng bị thương nặng, trong Thải gia dường như cũng không còn cường giả linh xuất nào khác. Buổi sáng, trong phòng, khi một cọng dược liệu cuối cùng bị Lục Lâm Thiên luyện hóa. Giờ phút này thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên đột nhiên biến hóa. Một cỗ linh hồn lực lượng đều tiến vào trong Hỏa Long đỉnh. Hỏa diễm trong Hỏa Long đỉnh không có ngăn cản linh hồn lực, đoàn linh dịch bị luyện hóa trong Hỏa Long đỉnh lập tức bị linh hồn lực của Lục Thiếu Du bao vây. Thủ ấn Lục Lâm Thiên lần nữa biến hóa, hỏa diễm trong Hỏa Long đỉnh lần nữa biến hóa rồi đột nhiên điên cuồng, nhiệt độ kinh khủng bộc phát ra. Mà dưới cỗ nhiệt độ kinh khủng kia, đoàn linh dịch cũng sôi trào.
linh dịch sôi trào, số tạp chất bên trong linh dịch cũng bị tinh luyện ra. Càng lúc càng trở nên tinh thuần, vô hình chung bên trong đã có một cỗ năng lượng ba động. Ngưng tụ thành đan. Cứ như vậy kéo dài một canh giờ sau, Lục Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, số linh dịch trong hỏa long đỉnh đột nhiên như bị dẫn dắt ngưng tụ cùng một chỗ. Cuối cùng dưới hỏa diễm nóng bỏng điên cuồng xoay tròn tạo thành một đoàn linh dịch bằng nắm tay. Linh hỏa lần nữa nóng bỏng thêm vài phần. Đoàn linh dịch bằng nắm tay này dưới nhiệt độ cao của hỏa diễm bắt đầu thu nhỏ lại, càng lúc càng trở nên ngưng thực. Năng lượng tràn ra bên ngoài càng ngày càng mạnh, có thể mơ hồ thấy được hình thức ban đầu của một khỏa đan dược đang chậm rãi thành hình. Thời gian tiếp tục trôi qua 10 canh giờ. Trong phòng, một cỗ dược hương cùng năng lượng ba động đột nhiên từ bên trong hỏa long đỉnh tuôn ra. Trong hỏa long đỉnh, trong linh hỏa cuồn cuộn kia lúc này có một viên đan dược màu vàng đang tỏa ra dược hương cùng với năng lượng ba động. Khỏa đan dược màu vàng này xoay tròn, dường như còn có bí văn lưu truyền. Thành công! Khóe miệng Lục Lâm Thiên nhếch lên, đan dược lục phẩm cao giai thông kinh tục cốt đan rốt cuộc hắn cũng luyện thành. Bằng tu vi linh vương tam trọng hiện tại của hắn, lúc này luyện chế đan dược lục phẩm cao giai nếu như thất bại sợ rằng hắn cũng không nên sống nữa. Thu! Cánh tay Lục Lâm Thiên vung lên, khỏa thông kinh tục cốt đan trong hảo long đỉnh mang theo một đám dược hương từ bên trong bay về Upsilon Tê ra. Cuối cùng rơi vào trong tay Lục Lâm Thiên. Nhìn khỏa đan dược này, Lục Lâm Thiên không khỏi mỉm cười. Phẩm chất cũng không tồi. Thu hồi thông kinh tục cốt đan, Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn về phía cửa sổ. Đây hình như đã là hoàng hôn ngày thứ ba, ngày mai chính là ngày Thải Gia và Đoan Mộc Gia thi đấu, không biết Thải Gia sẽ xuất ra chiêu bài gì. Một lát sau, cảnh vật bên ngoài cửa sổ đã bắt đầu không rõ, từng đám mây dày đặc bao phủ bầu trời chỉ chừa chút khe hở cho mặt trời, ánh sáng le lói phát ra. Màn đêm buông xuống, trong một đình viện của Đoan Mộc Gia, một thân ảnh lặng lẽ không tạo ra một chút tiếng động nào xuất hiện. Sau mấy lần lắc mình lập tức biến mất không thấy, không có một ai có thể thấy rõ thân ảnh người này. Không ngờ còn có không ít trận pháp nhỏ. Xuyên qua trong đình viện, thân ảnh như quỷ mị này ồ lên có chút kinh ngạc. Trong căn phòng, Thượng quan Thừa Ân đang chậm rãi chữa thương, quanh thân có một vòng quang cháo trong suốt, vô hình. Không khó nhìn ra khí tức trên người hắn lúc này cực kỳ uể oải, tuy rằng Tiểu Long đã hạ thủ lưu tình, thế nhưng ra tay cũng không nhẹ. Bỗng nhiên trong phòng vô hình có chút ba động, một thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện. Là ai? Thượng quan Thừa Ân đang chữa thương đột nhiên mở mắt, cảnh giác nhìn về phía trước. Thế nhưng lúc này hắn đã chậm một bước, một đạo thân ảnh lặng lẽ xuất hiện phái sau hắn, một đạo chảo ấn trực tiếp chụp vào trên thiên linh cái, cảm giác đau đớn bắt đầu lan tràn. Loại đau đớn này tới từ linh hồn, Thượng quan Thừa Ân ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không thể nào kêu lên. Một lát sau đau đớn tới mức dại ra, khi thân ảnh phía sau rời đi được một lát Thượng quan Thừa Ân mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, trong mắt hiện lên sự kinh khủng. Linh hồn cũng bị tổn thương không nhẹ. Hắn cũng không phải là kẻ yếu, sau khi lấy lại tinh thần lập tức đoán ra dường như có người dùng thủ đoạn tìm tòi trong linh hồn hắn. Người biết loại thủ đoạn này cũng không nhiều, thế nhưng hắn lại không biết là ai. Sử dụng linh hồn siêu tác với hắn không biết có ý gì, nếu như bí mật của hắn về Đoan Mộc gia tộc bị người đó biết được thì phải làm sao bây giờ? Nghĩ tới đó, Thượng quan Thừa Ân không thể bình tĩnh điều tức được nữa vội vã rời khỏi căn phòng. Đoan Mộc gia tộc này hắn đã không thể ở lại được nữa. Khi Lục Lâm Thiên đặt chân vào phòng mình, trong mắt hiện lên hàn ý. Từ trong đầu Thượng quan Thừa Ân vừa rồi Lục Lâm Thiên cũng đã biết được gia chủ Đoan Mộc gia tộc chính là bị Thượng quan Thừa Ân này hạ độc mà chết. Bị cháu ngoại hạ độc, gia chủ Đoan Mộc gia tộc đời trước sao có thể đề phòng đây? Mà hai năm trước, Đoan Mộc Hồng Chí vừa mới tròn 10 tuổi hai chân bị phế, đan điền cũng bị thương nặng cho nên mới trở thành phế nhân. Đây cũng là chuyện do gia chủ Thải Mai Lĩnh của Thải gia gây nên. Mà tất cả chuyện này đều là Thượng quan gia tộc và Thải gia âm thầm hợp mưu, đồng thời cũng có Thiên Vân đảo nhúng tay vào trong đó. Mục đích rất đơn giản, chính là bởi vì huyết hồn ấn của Đoan Mộc gia tộc, không ngờ lại có thể dùng thủ đoạn vô sỉ, thâm độc như vậy. Từ trong bút ký của Đoan Mộc Khung Thiên, Đoan Mộc Y có thể luyện thành huyết hồn ấn. Loại thủ đoạn thần kỳ này sau khi bị Thượng quan gia tộc biết được lập tức dẫn tới tai họa cho Đoan Mộc gia. Vì địa vị trên Thiên Vân đảo cho nên chuyện Đoan Mộc gia có thủ đoạn khống chế yêu thú cũng bị phụ thân Thượng quan Thừa Ân nói cho Thiên Vân đảo biết.
Thủ đoạn như vậy Thiên Vân Đảo cũng tuyệt đối cảm thấy hứng thú cho nên luôn âm thầm xúi dục thượng quan gia tộc hành động. Thượng quan gia tộc sau khi dùng mọi cách không thu được kết quả lập tức liên hợp với Thải gia, sắp xếp hạ độc gia chủ đời trước của Đoan Mộc gia. Sau đó lại hủy đi Đoan Mộc Hồng Chi, cuối cùng đem Đoan Mộc Y Y gả cho Thượng quan Thừa Ân để lấy được thủ đoạn khống chế yêu thú thần bí kia. Hoài Bích có tội a. Trong lòng Lục Lâm Thiên không khỏi cảm thán một phen, đây là Mang Ngọc có tội. Sư phụ từng nói qua chuyện Tử Lôi Huyền Đỉnh không được bại lộ có lẽ cũng là bởi vì như vậy. Không có đủ thực lực thứ tốt rơi vào trên tay mình cuối cùng cũng chỉ khiến cho người khác mơ ước mà thôi. Thượng quan gia, Thải gia. Lục Lâm Thiên lẩm bẩm nói, hàn ý trong mắt ngày càng đậm. Trong bóng đêm, tại một đình viện khác Thượng quan Thừa Ân vội vã tiến vào trong đình viện. Thừa Ân, thương thế của con thế nào rồi? Một lát sau, trong đình viện có hai đạo thân ảnh ngồi xuống. Ngoài Thượng quan Thừa Ân ra còn có một lão giả chừng 50 tuổi, ánh mắt sắc bén mang theo vẻ âm hàn, khuôn mặt có vài phần tương tự với Thượng quan Thừa Ân. Tu vi không ngờ đã đạt tới Vũ Vương tam trọng. Cha, sự tình sợ rằng có chút phiền phức. Nhìn thấy lão giả này Thượng quan Thừa Ân lập tức vội vàng nói. Lão giả này không phải là ai khác mà chính là phụ thân Thượng quan Thừa Ân Thượng quan Nguyệt Minh. Làm sao vậy, chẳng lẽ xuất hiện biến cố gì khác? Thượng quan Nguyệt Minh nói, vừa mới không lâu trước còn bị người ta thi triển linh hồn siêu tác. Có lẽ sự sắp xếp của chúng ta đều bị bại lộ rồi. Thượng quan Thừa Ân lo lắng nói, linh hồn siêu tác, là ai làm? Thượng quan Nguyệt Minh lập tức hỏi, linh hồn siêu tác, loại thủ đoạn này đối với linh hồn lực sẽ tạo thành thương tổn vô cùng lớn. Mà người bị thi triển linh hồn siêu tác, tất cả bí mật trong đầu đều bị bại lộ. Con cũng không biết, ngay cả bóng lưng người nọ cũng không nhìn thấy. Thế nhưng con đoán chính là mấy cường giả thần bí mới tới Đoan Mộc gia tộc mà con thông báo cho người. Thượng quan Thừa Ân nói, ta vừa nhận được tin của con lập tức tới Lưu Tô Đảo. Buổi chiều ta cũng đã đi tới Thải gia gặp Đạm Đài Tuyết Phi kia. Lai lịch mấy cường giả thần bí này bất phàm, bọn họ chính là người của Lục Lâm Thiên, cường giả bài danh thứ nhất trong thập đại cường giả. Còn có Lục Tâm Đồng bài danh thứ ba, Dương Quá bài danh thứ tư. Có thể nói là mỗi một người đều có thực lực mạnh hơn Đạm Đài Tuyết Phi. Đặc biệt là Lục Lâm Thiên kia lại là trưởng môn Phi Linh Môn, trong môn thậm chí còn có Vũ Tôn và Linh Tôn, coi như là Thiên Vân Đảo cũng phải cố kỵ hắn. Thượng quan Nguyệt Minh nói. Cái gì, không ngờ là bọn họ. Thượng quan Thừa Ân kinh hãi nói. Hắn không ngờ những người này lại là nhân vật phong vân như vậy. Tuy rằng hắn còn chưa gặp mặt thế nhưng danh tự của những người này cả Đông Hải đều biết tới. Cha, hiện tại chúng ta nên làm gì bây giờ? Những người này ở trong Đoan Mộc gia, Thải Nhân Phượng lại bị thương nặng. Thi đấu ngày mai, Thải gia nhất định sẽ thua. Kế hoạch của chúng ta cũng sẽ thất bại. Thượng quan Thừa Ân lo lắng nói với Thượng quan Nguyệt Minh. Nếu như Đoan Mộc gia tộc thắng lợi thì hắn không còn cơ hội thu biểu muội vào trong tay. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn mộng tưởng có thể ôm vào lòng thân thể mềm mại như tiên tử kia. Mắt thấy cơ hội sắp tan biến khiến cho trong lòng hắn khó có thể tiếp thu. Thải Nhân Phượng bị thương nặng không thể dự thi, chúng ta đã có sắp xếp khác. Đoan Mộc gia muốn thắng lợi là chuyện không có khả năng. Ngày mai con chờ xem, biểu muội con tuyệt đối sẽ không trốn thoát khỏi tay thượng quan gia chúng ta. Thứ của con thì sẽ là của con, lấy được thủ đoạn khống chế yêu thú kia. Địa vị của con trên Thiên Vân Đảo cũng sẽ tăng mạnh. Thực lực của Thượng quan gia cũng đại trướng. Thượng quan Nguyệt Minh lạnh lùng nói. Cha, vạn nhất xảy ra biến cố thì sao? Thượng quan Thừa Ân có chút lo lắng nói. Yên tâm đi, sau khi nhận được tin tức của con, ta đã thông báo cho đảo chủ. Lần này Diêu trưởng lão cũng đi theo ta. Nếu như có biến cố gì xảy ra Diêu trưởng lão sẽ không bàng quan đứng nhìn. Dù sao đây cũng là địa bàn của Thiên Vân Đảo. Lục Lâm Thiên cũng không tạo ra được sóng gió gì lớn. Lưu Tô Đảo còn chưa tới phiên hắn kiêu ngạo. Thượng quan Nguyệt Minh lạnh nhạt nói. Sáng sớm hôm sau, sắc trời vừa sáng, trên Lưu Tô Đảo dường như náo nhiệt hơn bình thường rất nhiều. Trên đường cái có vô số thân ảnh đông nghịt đang đi về phía sân rộng trên Lưu Tô Đảo. Hôm nay là ngày thi đấu của Thải Gia và Đoan Mộc Gia, mặc dù người trên Lưu Tô Đảo cơ bản đều biết tới tin Thải Nhân Phượng bị thương nặng. Sợ rằng khó có thể tham gia thi đấu, thế nhưng cũng không làm giảm sự nhiệt tình của mọi người. Ngược lại trong lòng mọi người càng thêm chờ mong, Thải gia kia không biết sẽ sắp xếp ra sao. Khi đoàn người nhộn nhịp,
ồn ào đi tới sân rộng của Lưu Tô Đảo, trong phòng Lục Lâm Thiên cũng dừng điều tức. Phù, thở ra một ngụm chọc khí, tinh quang trong mắt Lục Lâm Thiên chợt lóe rồi thu liễm. Ngày hôm nay không biết thải gia kia sẽ dùng thủ đoạn gì. Khi Lục Lâm Thiên rời hỏi phòng, Tiểu Long, Lục Tâm Đồng, Dương Quá, còn có Như Hoa đã sớm chờ ở bên ngoài. Đoan Mộc Y Y còn đặc biệt chờ ở bên ngoài đình viện từ sáng sớm, mời mọi người đi tới sân rộng của Lưu Tô Đảo. Ngoài Đoan Mộc ra, khi đám người Lục Lâm Thiên xuất hiện có không ít đệ tử Đoan Mộc ra cung kính hành lễ. Những cường giả thần bí này đã giúp Đoan Mộc ra đẩy lùi thải ra, trong lòng đệ tử Đoan Mộc ra hiện tại đám người Lục Lâm Thiên chính là ân nhân. Cho nên cả đám đều tôn kính phát ra từ nội tâm. Ngồi trên xe ngựa của Đoan Mộc ra, mọi người lập tức đi tới sân rộng của Lưu Tô Đảo. Trên hai cỗ xe ngựa, cỗ thứ nhất có Lục Lâm Thiên, Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Tiểu Long, Như Hoa, còn có Đoan Mộc Y Y và Đoan Mộc Hồng Chí. Bên trong xe ngựa lúc này có vẻ chật chội cho nên Lục Lâm Thiên và Đoan Mộc Y Y ngồi sát vào bên nhau. Trên cỗ xe ngựa thứ hai lúc này có mấy trưởng lão cùng với cường giả trong Đoan Mộc gia. Ngoài hai chiếc xe ngựa còn có mấy trăm thiết kỵ, đều là tinh nhuệ của Đoan Mộc gia. Trên xe ngựa, ánh mắt Đoan Mộc Y Y cực kỳ nghiêm trọng. Không khó nhìn ra trong lòng nàng đang khẩn trương. Ngày hôm nay đối với Đoan Mộc gia tộc mà nói tuyệt đối là đại sự. Quan hệ tới sự tồn vong của Đoan Mộc gia trên Lưu Tô Đảo. Trách nhiệm của nàng quá lớn cho nên không tránh khỏi lo lắng. Đoan Mộc Y Y khẩn trương, Lục Lâm Thiên có thể nhìn thấy được. Có thể nàng còn chưa biết, tất cả chuyện ngày hôm nay Đoan Mộc gia tộc phải đối mặt là do Thượng Quan gia, Thải gia cùng với Thiên Vân Đảo tạo ra. Coi như là hôm nay nàng thắng lợi, kết quả cũng không kém là bao. Trong lòng Lục Lâm Thiên có chút xao động, nếu như giờ phút này có sư phụ thánh thủ linh tôn tọa trấn trong Đoan Mộc gia, Thải gia và Thượng Quan gia nho nhỏ này làm sao dám tới vuốt râu hùm. Coi như là Thiên Vân Đảo cũng tuyệt đối không dám động tới Đoan Mộc gia. Thực lực có thể đảm bảo tất cả. Sư phụ thánh thủ linh tôn nếu như có mặt ở đây, sợ rằng những vũ tôn và linh tôn bình thường cũng phải tới nịnh bợ. Y Y cô nương không cần quá khẩn trương. Thả lỏng là được rồi. Nhìn Đoan Mộc Y Y, Lục Lâm Thiên khẽ nói. Trên đôi vai nữ tử nhu nhược này gánh nặng rất nhiều. Vâng, đại nhân. Đoan Mộc Y Y ngẩng đầu. Đôi mắt xinh đẹp nhìn Lục Lâm Thiên rồi nở nụ cười nhợt nhạt. Nụ cười vô cùng động lòng người, sợ rằng nếu là nam tử bình thường nhìn thấy, nụ cười này đủ để cho nam tử đó hồn bay phách lạc. Không cần gọi ta là đại nhân, ta họ Lục, gọi là Lục Đại Ca đi. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Đoan Mộc Y Y do dự một hồi rồi nói. Cung kính không bằng tuân lệnh, ra mắt Lục Đại Ca. Lục Lâm Thiên mỉm cười, nếu dựa theo bối phận. Hắn là đệ tử của sư phụ, bối phận trong Đoan Mộc gia tộc cũng coi như có cấp bậc lão tổ. Đại nhân, ta có thể gọi người là Lục Đại Ca không? Đoan Mộc Hồng Chí nhìn Lục Lâm Thiên có chút chờ mong hỏi. Đương nhiên là được. Lục Lâm Thiên mỉm cười. Tốt quá, sau này ta có một Lục Đại Ca lợi hại a. Đoan Mộc Hồng Chí nở nụ cười thỏa mãn, trong lòng hắn. Mấy ngày này từ trong miệng người trong tộc biết được Lục Đại Ca thần bí này một chiêu đánh bị thương thải nhân phượng, chuyện này đã khắc trong đầu hắn. Đây mới là cường giả, sau này hắn cũng nhất định phải đạt tới bước này, đương nhiên đầu tiên hắn phải trị liệu được hai chân và đan điền mới được. Xe ngựa một đường chạy đi, Đoan Mộc Hồng Chí hiếu kỳ trò chuyện cùng Tiểu Long. Đoan Mộc Hồng Chí nho nhỏ đương nhiên còn không biết, Tiểu Long thoạt nhìn như thiếu niên kia chính là linh thú thất giai. Trên xe. Xe ngựa sóc này, Đoan Mộc Y Y và Lục Lâm Thiên thỉnh thoảng va chạm với nhau. Lần này hai người không ngồi đối diện nhau mà là ngồi song song. Hương thơm nhàn nhạt kia truyền vào trong mũi Lục Lâm Thiên thơm ngát. Hai người ngồi cùng nhau, vốn là chuyện không có gì. Thế nhưng bất chi bất giác xuất hiện loại cảm giác khác thường. Đặc biệt là Đoan Mộc Y Y, đây là lần đầu tiên nàng ở gần một nam tử như vậy. Khí tức nam nhân khiến cho trong lòng nàng xao động. Không biết từ khi nào không ngờ khuôn mặt đã đỏ ửng. Một cỗ cảm giác khác thường lan tràn trong lòng nàng. Khóe mắt thi thoảng len lén nhìn về phía nam tử bên cạnh, càng nhìn càng len lén nhìn thêm vài lần. Dưới loại cảm giác khác thường này khiến cho toàn thân Đoan Mộc Y Y tê dại, bất chi bất giác đã đi tới sân rộng của Lưu Tô Đảo. Lần này thi đấu giữa Thải Gia và Đoan Mộc Gia diễn ra ở trên sân rộng Lưu Tô Đảo. Nơi này cực kỳ khổng lồ, đủ để đáp ứng mấy vạn người có mặt. Bốn phía có không ít kiến trúc rậm rạp,
bên trên có không ít người đã sớm có mặt. Trên xe ngựa, lúc mọi người đi xuống, Lục Lâm Thiên nhíu mày. Trước mắt hắn lúc này xuất hiện một cái sân rộng, bóng người đông nghịt, sợ rằng có tới mấy vạn người. Đoan Mộc gia tộc tới, đó là Y Y tiểu thư. Nhìn thấy Đoan Mộc Y Y, không ít người trên Lưu Tô đảo lập tức lớn tiếng hoan hô. Đoan Mộc gia trưởng quản Lưu Tô đảo, tiến cống thu vào hàng năm rất thấp, hơn nữa Đoan Mộc gia chưa bao giờ ỷ thế hiếp người, danh vọng trên Lưu Tô đảo không thấp. Từ tiếng hoan hô của mọi người đối với Đoan Mộc Y Y có thể nhìn thấy được một hai. Chậm rãi đi vào trong sân rộng, lúc này ở giữa là một nơi trống trải, nơi này có một khối đá ngầm lớn điêu khắc thành đồ án, cực kỳ hùng vĩ khiến cho người ta có cảm giác thần bí. Phía trước sân rộng lúc này có một loạt ghế ngồi, trước ghế có không ít đệ tử Đoan Mộc gia cùng với Thải gia sắc mặt nghiêm nghị, khí chất bất phàm đang đứng thẳng. Từ cỗ khí tức trên người bọn họ rõ ràng có thể nhận thấy không tầm thường, đây đều là đệ tử tinh anh của Đoan Mộc gia tộc và Thải gia. Khi ánh mắt quét về phía ghế, ánh mắt Lục Lâm Thiên đã phía hiện trên chiếc ghế bên phải, nơi có một đệ tử Thải gia đứng thẳng đã có 10 đạo thân ảnh ngồi đó. Người thứ nhất chính là một lão giả thất tuần, thân mặc trường bào, ánh mắt híp lại, khí tức quanh thân thu liếm, thế nhưng trong lúc vô hình khiến cho người ta có cảm giác áp lực. Siêu Dũng. Lục Lâm Thiên nhíu mày, từ trong linh hồn ký ức của Thượng Quan Thừa Ân, Lục Lâm Thiên đã biết được người này là Vũ Vương Thất Trọng, trưởng lão của Thiên Vân Đảo, mà khi trước trong thành Cự Giang Lục Thiếu Du cũng đã gặp qua, chỉ là hắn không biết tên mà thôi. Đạm Đài Tuyết Phi, Thượng Quan Nguyệt Minh, Thượng Quan Thừa Ân, Thải Mai Lĩnh, Thải Nhân Phượng. Lục Lâm Thiên nhíu mày, những người đang ngồi kia ngoại trừ Đạm Đài Tuyết Phi ra còn có Thải gia chủ Thải Mai Lĩnh, một lão giả ngũ tuần, tu vi vũ xuất ngũ trọng. Ở giữa là một lão giả hơn 50 tuổi, ánh mắt như sao, mang theo vẻ âm hàn, khuôn mặt có vài phần tương tự với Thượng Quan Thừa Ân, có lẽ chính là dượng của Đoan Mộc Y Y Thượng Quan Nguyệt Minh. Tối hôm qua Thượng Quan Thừa Ân sau khi rời khỏi Đoan Mộc gia đã tới chỗ cha hắn. Bên cạnh mấy người này còn có mấy trưởng lão của Thải gia. Nhìn những người này Lục Lâm Thiên không có chút biến đổi nào. Thế nhưng hàn ý trong lòng lan tràn ra. Từ trong linh hồn Thượng Quan Thừa Ân Lục Lâm Thiên đã biết được Thượng Quan Nguyệt Minh và Diêu Dũng kia sau khi nhận được tin tức của Thượng Quan Thừa Ân sẽ lập tức tới đây. Chính là bởi vì muốn hắn không thể làm ảnh hưởng tới kế hoạch của bọn họ. Hiện tại xem ra, hắn đã làm ảnh hưởng tới kế hoạch đối phó Đoan Mộc gia của bọn họ. Trong lúc Lục Lâm Thiên đánh giá mọi người thì đám người Thải gia cùng Thượng Quan Nguyệt Minh đều nhìn về phía Lục Lâm Thiên, trong mắt không có bao nhiêu thiện ý. Y Y, con chuẩn bị thế nào rồi? Nhìn thấy người Đoan Mộc gia tới, ánh mắt âm hàn của Thượng Quan Nguyệt Minh lập tức chuyển thành quan tâm, đứng dậy đi tới trước mặt Đoan Mộc Y Y rồi nói. Dượng, vì sao người cũng tới đây? Đoan Mộc Y Y hạ thấp người thi lễ rồi nói. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão phía sau nàng cũng ôm quyền hành lễ. Tối hôm qua ta và Diêu trưởng lão mới tới. Chúng ta tới đây làm trọng tài đảm bảo công bằng cho thi đấu giữa Thải gia và Đoan Mộc gia. Chỉ cần hôm nay con có thể thắng được Dượng tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào Đoan Mộc gia, con có thể yên tâm. Thượng Quan Nguyệt Minh dùng giọng chắc chắn nói. Diễn thật giỏi a. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng, tất cả chuyện này đều do Thượng Quan Nguyệt Minh âm thầm khống chế, thế nhưng không ngờ lại có biểu hiện tốt như vậy, thảo nào trong Đoan Mộc gia còn không có ai phát hiện ra. Đa tạ Dượng. Đoan Mộc Y Y khẽ nói. Lúc này Lục Lâm Thiên cảm giác được có một ánh mắt nhìn về phía mình, Lục Lâm Thiên đột nhiên quay đầu lại. Lục Thiếu Du lập tức nhìn thấy ánh mắt Thải Mai Lĩnh mang theo vẻ âm hàn đang nhìn về phía hắn. Thải Mai Lĩnh nhìn thấy Lục Thiếu Du phát hiện ra lập tức cúi đầu. Thải gia. Lục Lâm Thiên nhàn nhạt thầm nghĩ. Đoan Mộc Hồng Chí là bị Thải Mai Lĩnh này hạ độc thủ, thù này hắn phải báo. Đoan Mộc Y Y và Thượng Quan Nguyệt Minh nói vài câu, sau đó người của Đoan Mộc gia tộc lập tức ngồi về phía bên trái. Đoan Mộc Y Y ngồi ở vị trí thứ nhất gần với Diêu Dũng, ngay sau đó là Lục Lâm Thiên, Lục Tâm Đồng, Tiểu Long, Dương Quá, Như Hoa. Kế tiếp mới là Đoan Mộc Hồng Chí và Đại trưởng lão, nhị trưởng lão của Đoan Mộc gia. Người Đoan Mộc gia và Thải gia đã tới đông đủ, tiếng náo nhiệt ầm ĩ chung quanh lúc này cũng yên tĩnh. Thi đấu luyện đan rốt cuộc cũng sắp bắt đầu. Ông, Đoan Mộc gia vừa mới ngồi vào chỗ của mình, một tiếng chuông thanh thúy đột nhiên vang vọng trên sân rộng. Sau đó Thải Mai Lĩnh lập tức đứng dậy. Thải Mai Lĩnh nhìn chung quanh, ánh mắt đảo qua đám người Lục Lâm Thiên một lần rồi lớn tiếng nói. Chư vị,
hôm nay chính là ngày thi đấu giữa Đoan Mộc Gia và Thải Gia. Người thắng sau này chính là gia tộc đứng đầu Lưu Tô Đảo, mong chư vị chứng kiến. Thanh âm của Thải Mai Lĩnh mang theo chân khí đủ để rót vào tai mọi người. Nghe Thải Mai Lĩnh nói vậy, tiếng vọng lại chung quanh cũng không quá lớn. Dường như danh vọng của Thải Gia trên Lưu Tô Đảo còn xa không bằng Đoan Mộc Gia. Khi Thải Mai Lĩnh ngồi xuống, trưởng lão Thiên Vân Đảo Diêu Dũng chậm rãi đứng dậy, ánh mắt đảo qua bốn phía sân rộng, tức thì toàn bộ sân rộng lặng ngắt như tờ. Ngày hôm nay Đoan Mộc Gia và Thải Gia thi đấu, có Thiên Vân Đảo làm chứng. Hy vọng trong lúc thi đấu không xuất hiện tình huống quấy rối. Hiện tại, thi đấu chính thức bắt đầu. Thanh âm lạnh nhạt của Diêu Dũng như tiếng sấm vang vọng trên sân rộng. Khí tức ẩn chứa trong thanh âm khiến cho tất cả mọi người có cảm giác ù tai. Một ít người thực lực hơi yếu, thân thể không tự chủ được mà run rẩy. Cường giả trên Lưu Tô Đảo âm thầm kinh hãi, thực lực người này quá mức mạnh mẽ, trong thanh âm mang theo bá khí nhàn nhạt. Đại biểu Thải Gia Đạm Đài Tuyết Phi xin Đoan Mộc Gia chỉ giáo. Ngay khi Diêu Dũng nói xong, một thân ảnh xinh đẹp từ trên ghế đứng lên rồi nhẹ nhàng đáp xuống sân rộng. Đây không phải là ai khác mà chính là Đạm Đài Tuyết Phi của Thiên Vân Đảo. Chuyện gì xảy ra? Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, người vừa mới đáp xuống sân rộng chính là Đạm Đài Tuyết Phi. Vẻ quyến rũ lại mang theo khí chất cao quý, không phải nàng ta thì còn có thể là ai? Đạm Đài Tuyết Phi xuất hiện, bầu không khí bốn phía lập tức náo nhiệt. Không ít nam đều dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn vào thân ảnh yểu điệu vô song kia. Nữ tử như vậy sợ rằng bất luận nam nhân nào cũng không cầm được lòng. Ai vậy, thật xinh đẹp. Đẹp quá, nếu có thể ôm nữ nhân này ngủ một đêm, ta sống ít đi 10 năm, không, 20 năm cũng đáng. Ngươi muốn tìm chết sao? Ngươi có biết nàng là ai không? Nàng chính là Đạm Đài Tuyết Phi của Thiên Vân Đảo, cường giả bài danh thứ 6 trong thập đại cường giả trẻ tuổi. Là người kế nhiệm Thiên Vân Đảo chủ, nếu cái miệng ngươi không sạch sẽ một chút, bị người của Thiên Vân Đảo biết được chỉ sợ chết ngàn lần cũng không đủ. Trong lúc nghị luận, mọi người biết được thân phận của Đạm Đài Tuyết Phi, những người không an phận sắc mặt đại biến. Miệng không dám thốt ra lời nào, Đạm Đài Tuyết Phi của Thiên Vân Đảo này bọn họ không thể trêu vào được. Đạm Đài Tuyết Phi lên đài khiến cho sắc mặt Đoan Mộc Y đại biến. Thực lực của Đạm Đài Tuyết Phi đương nhiên nàng cũng biết. Ngay cả Thải Nhân Phượng nàng cũng không thể chống lại. Mười Thải Nhân Phượng này cũng không phải là đối thủ của Đạm Đài Tuyết Phi, nàng làm sao có thể chống lại được. Sắc mặt mấy trưởng lão của Đoan Mộc Gia cũng đại biến. Đám người này thật không ngờ Thải Gia sẽ mời Đạm Đài Tuyết Phi này lên đài. Xem ra Đoan Mộc Y ngay cả một tia cơ hội cũng không có nữa. Ca ca. Lục Lâm Thiên nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Khi trước trong thành Cự Giang, nàng và Đạm Đài Tuyết Phi này đã từng giao thủ qua. Đạm Đài Tuyết Phi lên đài, Đoan Mộc Y đương nhiên sẽ không phải là đối thủ. Lục Lâm Thiên cũng dùng ánh mắt nghiêm trọng nhìn về phía trung tâm sân rộng. Tuyết Phi cô nương, theo ta được biết cô nương và Thải Gia không có chút quan hệ nào, bây giờ cô nương đại biểu Thiên Vân Đảo hay Thải Gai vậy? Lục Lâm Thiên nhìn Đạm Đài Tuyết Phi rồi nói. Lục trưởng môn, ngươi không biết rồi. Hôm qua ta đã nhận Thải Gia chủ là nghĩa huynh, coi như là nửa người Thải Gia, Nhân Phượng sư đệ bị Lục trưởng môn đả thương, không thể dự thi, cho nên ta cũng chỉ có thể nhận việc này. Việc này không có quan hệ với Thiên Vân Đảo. Đạm Đài Tuyết Phi nhìn Lục Lâm Thiên nói, ngụ ý rất đơn giản, Lục Lâm Thiên ngươi có thể cố ý đả thương Thải Nhân Phượng làm hắn không dự thi, ngay cả thủ đoạn này cũng dùng thì ta cũng có thể thay Thải Gia tham gia thi đấu, cũng là chuyện bình thường. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, hắn đã sớm nghĩ tới Thải Gia sẽ có sắp xếp khác. Không ngờ lại để Đạm Đài Tuyết Phi dự thi, nhận Thải Mai Lĩnh làm nghĩa huynh. Bằng vào thân phận của Đạm Đài Tuyết Phi đã là cất nhắc Thải Mai Lĩnh rồi. Cái này tuy rằng gượng ép, thế nhưng cũng phù hợp quy củ. Không biết ai trong Đoan Mộc Gia tới chỉ giáo. Đạm Đài Tuyết Phi nhìn biểu tình trên mặt Lục Lâm Thiên lập tức mỉm cười cười. Dường như trong lòng cực kỳ vui vẻ. Thế nhưng trên mặt lại không có biểu hiện gì. Đoan Mộc Y chậm rãi đứng dậy, cho dù biết rõ không địch lại, thế nhưng lúc này nàng cũng phải lên dài. Người Đoan Mộc Gia không có người không chiến mà bại. Y cô nương không phải là đối thủ của nàng ta. Lục Lâm Thiên truyền âm vào trong tai Đoan Mộc Y. Đoan Mộc Y lập tức nhìn về phía Lục Lâm Thiên rồi cười khổ. Không phải đối thủ cũng không có biện pháp nào khác, nàng phải lên đài. Y cô nương, để ta tới.
đắc tội. Lục Lâm Thiên truyền âm nói xong, chân khí quanh người bùng ra. Bàn chân điểm nhẹ mặt đất một cái, quang mang chợt lóe. Dưới vô số ánh mắt nhìn quanh, Lục Lâm Thiên lập tức nhảy lên giữa không trung rồi nhẹ nhàng rơi xuống sân rộng. Nhìn nữ tử xinh đẹp quyến rũ trước mắt, Lục Thiếu Du khẽ mỉm cười. Lục Lâm Thiên lên đài khiến cho người của Thải Gia và Đoan Mộc Gia cực kỳ kinh ngạc. Đám người Diêu Dũng, Thượng Quang Nguyệt Minh, Thải Mai Lĩnh, Thải Nhân Phượng vẻ mặt có chút khác thường. Lục trưởng môn, lẽ nào ngươi cũng là người của Đoan Mộc Gia sao? Nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt Đạm Đài Tuyết Vi có chút biến hóa. Không sai, Đoan Mộc Y Y chính là hôn thê của ta. Nàng nói ta có được tính là nửa tộc nhân Đoan Mộc Gia hay không? Ta đại biểu cho Đoan Mộc Gia tham gia thi đấu, hẳn cũng không có vấn đề gì chứ. Nhìn Đạm Đài Tuyết Vi có chút kinh ngạc, Lục Lâm Thiên nhàn nhạt cười nói. Thầm nghĩ trong lòng, binh đến tướng ngăn, người có cái gì thì ta cũng có thể chơi với ngươi. Người đại biểu Thải Gia tham gia thi đấu, ta cũng có thể đại biểu Đoan Mộc Gia tham gia thi đấu. Đối mặt với Đạm Đài Tuyết Vi này cũng chỉ có hắn mới có thể chống lại. Cái gì? Thanh âm của Lục Lâm Thiên vừa dứt, toàn trường lập tức ồ lên. Y Y tiểu thư từ lúc nào đã có hôn phu vậy? Nghe nói mấy ngày hôm trước Y Y tiểu thư mới về Lưu Tô Đảo, hóa ra là đi tìm hôn phu. Khó trách Thải Nhân Phượng bị một cường giả thần bí trong Đoan Mộc Gia đả thương, hóa ra là hôn phu của Y Y tiểu thư. Y Y tiểu thư có hôn phu, xem ra ta không có cơ hội rồi. Ngươi vốn đã không có cơ hội rồi, Y Y tiểu thư há là người ngươi có thể nhúng chàm sao? Sao không dùng nứa bản quyền tỉa Upsilon xem bộ dáng của mình đi? Toàn trường ồ lên, điều này hoàn toàn vượt quá dự đoán của mọi người. Ngay cả người của Đoan Mộc Gia cũng trợn mắt líu lưỡi. Mấy trưởng lão cũng nhìn về phía Đoan Mộc Y Y, việc này họ cũng không biết, chẳng lẽ tiểu thư tự định chung thân? Ánh mắt Đoan Mộc Y Y run lên, toàn thân run rẩy. Nhìn thân ảnh nam tử cao ngất, vô hình trung tỏa ra một cỗ khí phách kia, không biết trong lòng nàng suy nghĩ gì. Thế nhưng khuôn mặt đỏ ửng càng thêm mê người. Chẳng lẽ là sự thực? Mấy trưởng lão Đoan Mộc Gia nhìn thấy khuôn mặt Đoan Mộc Y Y đỏ ửng lại càng thêm nghi hoặc. Bộ dáng này chính là e thẹn trong truyền thuyết A. Đám người Thải Gia sắc mặt biến ảo bất định. Hiện tại bọn họ đã biết thân phận của Lục Lâm Thiên. Đoan Mộc Y Y nếu như có quan hệ kia với Lục Lâm Thiên, chuyện của Đoan Mộc Gia sẽ càng vướng tay vướng chân. Y Y, việc này là thật hay giả? Thượng quan Nguyệt Minh nhìn chằm chằm vào Đoan Mộc Y Y, sắc mặt đại biến. Đoan Mộc Y Y nhìn mấy vị trưởng lão Đoan Mộc Gia, lại nhìn nam tử áo xanh trong sân. Thi đấu ngày hôm nay chính là luyện chế đan dược, Lục đại ca chính là vũ giả A. Do dự một lát, Đoan Mộc Y Y khẽ mở miệng nói. Dượng, việc này là thật. Đoan Mộc Y Y chính miệng thừa nhận không còn có ai khác hoài nghi nữa. Coi như là Thiên Vân Đảo và Thải Gia hoài nghi cũng không có cách nào chứng nhận. Lục trưởng môn, quả thực ngươi khiến cho ta bất ngờ A. Không ra Lục trưởng môn lại là người lưu tình khắp nơi như vậy. Đạm Đài Tuyết Vi nhìn Lục Lâm Thiên, khẽ thở dài nói. Tuyết Vi cô nương cũng khiến cho ta cảm thấy ngoài ý muốn A. Lục Lâm Thiên nói. Ý tứ trong lời nói của hai người sợ rằng cũng chỉ có hai người mới có thể nghe ra. Mà lúc này hai người bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí trong sân rộng có chút căng cứng, cho dù là ai cũng có thể cảm nhận được khí tức dương cung bạt kiếm giữa hai người. Người chung quanh đối với Đạm Đài Tuyết Phi không có chút xa lạ nào, tuy rằng chưa gặp qua Đạm Đài Tuyết Phi thế nhưng tuyệt đối có nghe qua. Đặc biệt là trên địa bàn Thiên Vân Đảo, đệ tử đệ nhất trên Thiên Vân Đảo, một trong thập đại cường giả trẻ tuổi. Toàn bộ Đông Hải chính là cường giả trẻ tuổi đệ nhất. Tên tuổi như vậy khiến cho mọi người không khỏi kính ngưỡng. Mà đối với Lục Lâm Thiên, người biết đến hắn rất ít. Thế nhưng là vị hôn phu của Đoan Mộc Y Y, bằng vào thân phận này cũng khiến cho mọi người cực kỳ chờ mong. Mấy ngày trước chính là người này dùng một chiêu đả thương Thải Nhân Phượng, tuyệt đối là cường giả. Hiện nay hai người này đại biểu cho Thải Gia và Đoan Mộc Gia thi đấu khiến cho mọi người vô cùng chờ mong. Giữa sân, Thượng quan Minh Nguyệt sau khi nghe thấy Đoan Mộc Y nói xong tuy rằng có chút không cam lòng, thế nhưng cũng chỉ có thể hung hăng liếc mắt nhìn Lục Lâm Thiên, sau đó tức giận ngồi xuống ghế. Trưởng lão Diêu Dũng của Thiên Vân Đảo nhìn về phía Lục Lâm Thiên và Đạm Đài Tuyết Phi vô cùng ngưng trọng. Lần thi đấu thứ hai giữa hai người Lục Thiếu Du và Đạm Đài Tuyết Phi không thể nghi ngờ chính là một hồi thi đấu đỉnh phong. Trên sân rộng,
Đạm Đài Tuyết Vi nhíu mày nhìn Lục Lâm Thiên trước mặt. Cảm nhận khí tức trên người Lục Lâm Thiên so với thời gian ở thành Cự Giang khi trước dường như còn mạnh hơn rất nhiều. Đối mặt với người này, trong lòng nàng ngoại trừ chờ mong ra còn có chút lo lắng. Có thể nàng cũng không ngờ tới, trên Lưu Tô đảo này có thể gặp lại Lục Thiếu Du. Lục trưởng môn, luận thực lực ta không bằng ngươi. Thế nhưng thi đấu ngày hôm nay chính là luyện đan. Ngươi không nhất định có thể thắng ta. Nếu như ngươi thua, vậy thì cũng chỉ có thể mang Đoan Mộc ra đi cổ vực mà thôi. Thanh âm của Đạm Đài Tuyết Vi vang lên, thanh âm thanh thúy, dễ nghe lại mang theo chút quyến rũ khiến cho mọi người không khỏi say mê. Loại thanh âm này khiến cho Lục Lâm Thiên đề phòng. Huyễn công của Đạm Đài Tuyết Vi này vô cùng lợi hại, khi trước thiếu chút nữa hắn cũng bị vào trong. Thật không, đi cổ vực cũng tốt, chí ít Đoan Mộc gia cũng sẽ không bị người khác tính toán. Tuyết Vi cô nương nghĩ sao? Lục Lâm Thiên cười rồi lạnh nhạt nói. Trong nháy mắt khí tức quanh thân biến đổi. Linh lực bàng bạc trong cơ thể giống như một đầu cự thú thức tỉnh sau giấc ngủ đông. Linh lực chậm rãi vận chuyển, chân khí thu liễm. Linh lực trong cơ thể khởi động. Một cỗ khí tức cường hãn trong người Lục Lâm Thiên lặng lẽ tuôn ra, bắn thẳng tận trời rồi bao phủ toàn bộ sân rộng. Linh Vương, đây là... Khí tức Lục Lâm Thiên thả ra, Đoan Mộc Y Y lập tức nhíu mày. Đây là khí tức của Linh Vương, Lục Đại Ca này rõ ràng là Linh Vương A. Đột nhiên Đoan Mộc Y Y nhớ tới Linh Vũ Song Tu trong truyền thuyết, chỉ có Linh Vũ Song Tu mới có thể giải thích được chuyện này. Đồn rằng không lâu khi trước trong thành Cự Giang từng xuất hiện một người Linh Vũ Song Tu. Lục trưởng môn, Lục Lâm Thiên, trưởng môn Phi Linh Môn. Trong nháy mắt khuôn mặt xinh đẹp của Đoan Mộc Y Y biến sắc. Không ngờ tới phút này nàng mới biết thân phận của cường giả thần bí này. Nhìn Lục Tâm Đồng và Dương Quá, nàng cũng không khó đoán ra thân phận của hai người này. Tuy rằng nàng chưa từng đi tới thành Cự Giang, thế nhưng việc lớn như vậy trong thành Cự Giang, toàn bộ Đoan Mộc gia tộc cũng cực kỳ quan tâm. Trong Đoan Mộc gia, mấy trưởng lão Đoan Mộc gia cực kỳ kinh hãi. Bọn họ cũng đang nghi hoặc giống như Đoan Mộc Y Y, Lục Lâm Thiên chỉ là Vũ Vương làm sao có thể luyện đan. Lúc này bỗng nhiên mới biết được người này còn là Linh Vương, cả đám nhìn nhau, nghĩ tới Linh Vũ song tu, cả đám hít sâu một hơi. Lục trưởng môn, bắt đầu đi. Nghe Lục Lâm Thiên nói, Đạm Đài Tuyết Vi nhíu mày, thanh âm quyến rũ vang lên. Để ta thử xem trên phương diện luyện đan Lục trưởng môn có bao nhiêu tạo nghệ. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu. Liếc nhìn Đạm Đài Tuyết Vi, khóe miệng nhếch lên, mỉm cười nói. Cô nương sẽ lập tức biết ngay thôi. Thi đấu luyện đan không có quy chế nào khác. Ai luyện chế được đan dược phẩm giai cao hơn sẽ thắng, không biết Lục trưởng môn có ý kiến gì không? Đạm Đài Tuyết Vi nói. Rất tốt. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Mời Lục trưởng môn. Đạm Đài Tuyết Vi nhìn Lục Lâm Thiên, trên khuôn mặt quyến rũ, tuyệt mỹ mang theo vẻ lạnh lùng. Đạm Đài Tuyết Vi nhìn nam tử áo xanh trước mặt không dám có chút sơ ý nào. Lúc này thi đấu luyện chế đan dược, trên phương diện luyện đan nàng tự tin mình có chút tạo nghệ. Lẽ nào ngay cả trên phương diện luyện đan nàng cũng thua nam tử áo xanh này hay sao? Mời Tuyết Vi cô nương. Lục Lâm Thiên mỉm cười, trong tiếng cười cũng ẩn chứa sự không khoan nhượng. Lục Lâm Thiên nói xong, cỗ khí thế gay gắt trong ánh mắt quyến rũ của Đạm Đài Tuyết Vi biến mất. Linh lực tràn ra. Khí tức bắt đầu lan tràn, bầu không khí trong sân đột nhiên căng cứng, một cỗ khí tức sắc bén khiến cho trái tim mọi người lạnh lẽo tràn ngập không trung. Theo linh lực trong người Đạm Đài Tuyết Phi tràn ra, trong nháy mắt lấy nàng làm trung tâm bỗng nhiên bạo phát. Linh lực khuếch tán, không gian mờ hồ run rẩy khiến cho tâm thần mọi người rung động. Tiếp theo linh lực tràn ngập sân rộng. Khí tức trên người Đạm Đài Tuyết Phi thả ra, linh lực mạnh mẽ giống như một cơn lốc bao phủ sân rộng. Uy áp từ trong đó tràn ra khiến cho vô số người chắc quanh ngây dại, linh lực bàng bạc như vậy khiến cho mọi người lạnh lẽo không ngớt. Linh Vương tam trọng. Lục Lâm Thiên nhíu mày, khi trước trên bình nham đảo Đạm Đài Tuyết Vi chỉ có tu vi Linh Vương nhị trọng, lúc này đã là Linh Vương tam trọng, thiên phú không tồi. Bản thân hắn trong tiên cảnh dùng tuyết phách linh dịch cũng chỉ có thể đột phá tới Linh Vương tam trọng mà thôi. Thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên lặng lẽ kết xuất. Quanh thân trong lúc vô hình linh lực ầm ầm tuôn ra. Linh lực của Lục Lâm Thiên mạnh mẽ va chạm với linh lực của Đạm Đài Tuyết Phi, dưới hai cỗ lực lượng mạnh mẽ va chạm, toàn bộ sân rộng giống như là địa chấn, không ngừng xuất hiện từng cái khe. Thậm chí toàn bộ sân rộng đều run rẩy. Trời, thật mạnh mẽ. Hai người âm thầm giao phong,
đối chọt gay gắt tạo thành động tĩnh lớn như vậy khiến cho tất cả mọi người kinh hãi. Không ít người có ánh mắt bất phàm lập tức hít sâu một hơi. Ong ong! Ngay khi sân rộng nứt nẻ, hai người cùng lúc đánh ra thủ ấn. Một đạo quang mang bắn ra trước người. Trước mặt hai người lập tức xuất hiện hai dược đỉnh. Trước người Lục Lâm Thiên vẫn là Hỏa Long đỉnh, trên chiếc đỉnh này tràn ngập màu đỏ, mang theo khí tức linh dược nồng nặc. Chung quanh còn có đồ án chằng chịt và một đồ án Hỏa Long xoay quanh, một cỗ khí tức cổ xưa lan tràn ra. Dược đỉnh trước người Đạm Đài Tuyết Phi cũng bất phàm, cả vật thể màu đỏ mang theo tiếng sấm ị ùng, bên trên có không ít đồ án hình thú dữ tợn. Một cỗ khí tức sắc bén lan tràn ra chung quanh, vừa nhìn cũng biết không phải là phàm vật. Đôi mắt xinh đẹp nhìn Lục Lâm Thiên trước mắt rồi Đạm Đài Tuyết Phi thu hồi ánh mắt sau đó khoanh chân ngồi xuống. Ngón tay không ngừng bấm, dường như đã sớm có sự chuẩn bị, một đống dược liệu lập tức xuất hiện trước mặt nàng. Một đạo linh lực nhất thời chui vào trong dược đỉnh. Trong dược đỉnh lập tức có một ngọn hỏa diễm xuất hiện, nhiệt độ trong sân rộng kéo lên. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn dược liệu trước người Đạm Đài Tuyết Phi. Vài dạng dược liệu này đều là tài liệu luyện chế đan dược thất phẩm sơ giai. Nếu như hắn đoán không sai thì Đạm Đài Tuyết Phi này hẳn đang muốn luyện chế đan dược thất phẩm sơ giai. Hôm qua tuy rằng hắn đã luyện chế thành công đan dược lục phẩm cao giai thông kinh tục cốt đan, thế nhưng lúc này Lục Lâm Thiên cũng không nhịn được mà nhíu mày. Luyện chế đan dược lục phẩm cao giai và thất phẩm sơ giai hoàn toàn là hai việc khác nhau. Giống như là vũ xuất cửu trọng và linh vương nhất trọng vậy. Ở giữa có một đạo hồng cầu lớn, mà đan dược lục phẩm cao giai phẩm chất có cao có thấp. Đan dược thất phẩm sơ giai cũng có cao có thấp. Nếu như đan dược lục phẩm sơ giai yếu nhất so với đan dược thất phẩm sơ giai gần trung giai thì đạo hồng cầu giữa hai loại đan dược càng lớn. Luyện chế đan dược, coi như hắn có tu vi linh vương tam trong như hiện tại cũng không dám bảo đảm có thể luyện chế ra đan dược thất phẩm. Tu vi tới trình tự linh vương không nhất định có thể đại biểu cho việc có thể luyện chế đan dược thất phẩm. Chỉ là tu vi không tới linh vương, tuyệt đối không thể luyện chế ra đan dược thất phẩm. Trong đầu suy nghĩ về các đan phương, Lục Lâm Thiên kết thủ ấn, trước người xuất hiện không ít linh dược, đều là linh dược giá trị bất phàm. Hít! Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi, đan dược thất phẩm sơ giai mà thôi, không cần phải sợ. Khoanh chân ngồi xuống, tay áo Lục Lâm Thiên vung lên, một đạo linh lực trong tay nhanh chóng tiến vào trong Hỏa Long đỉnh, hỏa diễm hừng hực mang theo sự nóng bỏng cấp tốc lan tràn ra. Siêu! Chung quanh Đạm Đài Tuyết Phi run lên. Trong tay có từng đạo quang mang vô hình bao phủ dược liệu trước người rồi ném vào trong dược đỉnh, động tác vô cùng lưu loát. Lục Lâm Thiên thở ra một hơi, thực lực của hắn không cần sợ Đạm Đài Tuyết Phi này. Thế nhưng luyện chế đan dược quả thực giống như lời Đạm Đài Tuyết Phi nói, quả thực là không nhất định. Từ trong ánh mắt tự tin của Đạm Đài Tuyết Phi, Lục Lâm Thiên có thể hiểu được nàng ta có vài phần nắm chắc. Nếu như hắn muốn thắng mà nói, sợ rằng cũng chỉ có năm thành. Có thể còn chưa được năm thành. Trên phương diện luyện đan dù sao hắn cũng không có bao nhiêu thời gian nghiên cứu. Có lẽ nếu như Nam Thúc biết được, không giáo huấn hắn mới là lạ. Ngưng thần tĩnh khí, đôi mắt Lục Lâm Thiên híp lại, tay áo mạnh mẽ vung lên. Dược liệu trước người lập tức được phân ra, sau đó mấy cọng dược liệu lần lượt tiến vào Hỏa Long đỉnh. Những dược liệu này vừa tiến vào Hỏa Long đỉnh lập tức héo rũ dưới hỏa diễm nóng bỏng, linh dịch bắt đầu được tinh luyện ra. Hai người tinh luyện dược liệu đều vô cùng nghiêm túc, bàn tay liên tiếp huy vũ, từng cọng dược liệu liên tiếp tiến vào trong dược đỉnh. Đám người xem chung quanh lúc này cũng lặng ngắt như tờ, không dám quấy rối, cả đám đều khẩn trương nhìn vào động tác của hai người. Linh giả, ở bất luận nơi nào cũng đều được tôn kính, có địa vị tuyệt đối. Huống chi là linh giả có thực lực rất mạnh như hai người. Nhìn hai người luyện chế đan dược, tất cả mọi người chỉ nhìn động tác phức tạp của hai người là biết được. Mà cảnh này còn khiến cho đám linh giả thực lực thấp ao ước không ngớt. Bọn họ muốn đạt tới bước này còn không biết phải đi tới bao lâu. Có thể cả đời cũng không đạt tới. Cấp bậc như linh vương, tuyệt đại bộ phận linh giả chỉ có thể ngưỡng vọng mà thôi. Đoan Mộc Y Y vẫn luôn chăm chú nhìn vào giữa sân. Nhìn động tác của hai người, cảm nhận khí tức chung quanh nàng cũng cảm thấy không bằng. Nhìn giữa sân, ánh mắt không tự chủ mà nhìn vào khuôn mặt kiên nghị kia. Theo hai người tinh luyện dược liệu, thời gian chậm rãi trôi qua. Hiện tại hai người đều muốn luyện chế đan dược thất phẩm cho nên tuyệt đối trong thời gian ngắn không thể luyện chế ra được. Thời gian chậm rãi trôi qua, ban đêm, dưới bóng đêm bao phủ, toàn bộ Lưu Tô đảo được bao phủ dưới ánh trăng. Trên sân rộng,
trong hai dược đỉnh tràn ngập hảo diễm nóng bỏng rọi sáng sân rộng. Hai người lúc này vẫn đang tiếp tục tinh luyện dược liệu, không chú ý tới mọi việc chung quanh. Một đêm trôi qua, sáng sớm ngày hôm sau, tròn một ngày một đêm hai người đều đem dược liệu trước người luyện hóa gần hết. Khi hai người đem dược liệu trước mặt luyện hóa hết, hầu như cùng một lúc hai người nhìn về phía đối phương, trong mắt có một cỗ tinh quang bắn ra. Trong lòng Lục Lâm Thiên có chút kinh ngạc, Đạm Đài Tuyết Phi này quả nhiên có chút bất phàm. Bởi vì liên quan tới linh hồn lực cho nên tốc độ tinh luyện dược liệu của hắn không chậm, hắn không ngờ Đạm Đài Tuyết Phi này cũng có tốc độ nhanh như vậy, thảo nào lại tự tin như thế. Thu hồi sự kinh ngạc, Lục Lâm Thiên đem linh hồn lực rót vào trong Hỏa Long đỉnh, bước đầu tiên tinh luyện dược liệu rốt cuộc đã thành công, chỉ là đây mới là bước đầu tiên mà thôi. Hít sâu một hơi, điều chỉnh hô hấp một chút, thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên lập tức được kết, sau đó đem tâm thần chìm đắm vào trong công đoạn thứ hai. Tuy rằng đem dược liệu luyện hóa hết, thế nhưng còn cần đem tạp chất trong dược liệu loại bỏ sạch sẽ mới được. Trên sân rộng, sắc mặt Đạm Đài Tuyết Phi lúc này vô cùng ngưng trọng khống chế hỏa diễm tinh luyện linh dịch. Khắp sân rộng vẫn vô cùng yên tĩnh, vô số ánh mắt đều nhìn vào hai thân ảnh đang bận rộn trên sân rộng kia. Mọi người hiện tại đều đang chờ đợi kết quả cuối cùng, xem cuối cùng đan dược ai luyện chế ra tốt hơn. Đến lúc đó mới là thời gian họ chờ mong nhất, mà người thắng cũng có được quyền nắm Lưu Tô Đảo trong tay. Mọi người cùng im lặng chờ đợi, tuy rằng khô khan, thế nhưng vì chứng kiến đan dược do hai vị cường giả trẻ tuổi luyện chế ra, trong lòng mọi người đều cảm thấy đáng giá. Trên ghế, Diêu Dũng, Thải Mai Lĩnh, Đoan Mộc Y Y, đại trưởng lão, nhị trưởng lão của Đoan Mộc gia lúc này vô cùng khẩn trương. Tiểu Long, Lục Tâm Đồng, Dương Quá đều nhắm mắt dưỡng thần, thi thoảng mới mở hai mắt ra nhìn một chút. Linh Vũ song tu, trong nhân loại không ngờ lại có Linh Vũ song tu. Trên khuôn mặt không quá đẹp của Như Hoa lúc này tràn ngập vẻ nghi hoặc, ánh mắt nhìn về phía trước. Trên sân rộng, dưới vô số ánh mắt chờ mong, thời gian lặng lẽ trôi qua. Trong vòng 3 ngày, Lục Lâm Thiên và Đạm Đài Tuyết Phi đều nhét đan dược vào trong miệng mình. Siêu siêu. Giờ phút này trong dược đỉnh của hai người trên sân rộng không biết từ khi nào bắt đầu có năng lượng ba động. Trong năng lượng ba động có thể nhìn thấy rõ ràng trên dược đỉnh của hai người, không gian mơ hồ vặn vẹo, gợn sóng không ngừng tràn ra, có vẻ cực kỳ huyền ảo. Trong Hỏa Long đỉnh lúc này có một đoàn linh dịch mấy màu, trong những linh dịch này tràn ngập năng lượng tinh thuần khiến cho người khác chấn động. Đây chính là thành quả 3 ngày nay của Lục Lâm Thiên. Những linh dịch này đều đã luyện hóa tới cực hạn, tất cả tạp chất đều bị loại bỏ, những thứ còn lại đều là linh dịch tinh thuần. Hiện nay bước kế tiếp hắn cần làm chính là đem những linh dịch này dung hợp hoàn mỹ cùng một chỗ tạo thành hình thức ban đầu của đan dược, cuối cùng thành đan. Mà muốn làm được như vậy còn cần một quá trình không ngắn. Luyện chế đan dược thất phẩm thời gian so với đan dược lục phẩm cao giai còn lớn hơn nhiều. Dung hợp đan dược, đây là bước vô cùng quan trọng trong việc luyện chế đan dược. Lúc này Lục Lâm Thiên càng không dám sơ ý. Bước dung hợp này là bước dễ xảy ra sai lầm nhất. Nếu như không chú ý tất cả sẽ chỉ là con số không. Không chỉ dược liệu chân quý bị tổn thất, tổn hao không ít thời gian, hơn nữa linh hồn lực và linh lực cũng bị tổn hao không nhỏ, vô cùng kinh khủng. Mà lúc này hắn đang đấu với Đạm Đài Tuyết Phi cho nên càng không thể buông lỏng. Hít. Lục Lâm Thiên lần nữa hít sâu một hơi, Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn Đạm Đài Tuyết Phi phía xa. Trong dược đỉnh của Đạm Đài Tuyết Phi hiện tại mơ hồ có năng lượng ba động nồng đậm tản ra, cỗ ba động năng lượng này khiến cho không gian chung quanh dược đỉnh vặn vẹo, gợn sóng khuếch tán ra chung quanh. Tụ đan. Ngay khi Lục Lâm Thiên nhìn kỹ, Đạm Đài Tuyết Phi bỗng nhiên quát lên một tiếng, thủ ấn biến đổi không ngừng. Một cỗ linh lực bàng bạc cùng với một cỗ linh hồn lực mạnh mẽ bỗng nhiên bắn vào trong dược đỉnh trước người, hỏa diễm lập tức cuồng bạo. Tụ cho ta. Lục Lâm Thiên thấy thế không dám chậm trễ, thủ ấn cấp tốc biến hóa, miệng khẽ quát một tiếng, không gian quanh người run lên, một cỗ linh lực bàng bạc cùng với linh hồn lực mạnh mẽ đồng thời bắn ra rồi tiến vào trong Hỏa Long đỉnh, đem linh dịch tinh thuần bên trong bao phủ. Giờ khắc này trong lòng Lục Lâm Thiên cực kỳ ngưng trọng. Dung hợp linh dịch, bước này chính là bước khó nhất trong các bước luyện chế đan dược, yêu cầu sự khống chế với linh hồn lực vô cùng tinh chuẩn tới mức hà khắc. Chỉ cần có một chút biến cố nhỏ sẽ lập tức kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Bởi vậy một bước này không được phép có một chút sai lầm nào. Lúc này tinh thần của Lục Lâm Thiên cũng tập trung tới cực điểm.
linh hồn lực như biển bao phủ mỗi một góc trong Hỏa Long đỉnh, bao bọc linh dịch. Mỗi một biến động cho dù là nhỏ nhất bên trong chỉ trong nháy mắt Lục Lâm Thiên cũng có thể biến được. Dung hợp các loại linh dịch tinh thuần lại với nhau không phải là chuyện dễ dàng. Năng lượng bên trong linh dịch đều có tính bài xích, nếu như muốn hoàn toàn dung hợp phải nhờ vào linh hồn lực cường hãn cùng với linh hỏa luyện chế. Lục Lâm Thiên ngưng trọng, lúc dung hợp này không thể phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Một ít chuyện ngoài ý muốn nhỏ, tuy rằng vướng tay vướng chân thế nhưng đều bị Lục Lâm Thiên hóa nguy thành an, các loại linh dịch bắt đầu có dấu hiệu dung hợp. Lúc này trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Đạm Đài Tuyết Phi hiện lên sự ngưng trọng, không dám có chút sơ ý nào. Trong đôi mắt quyến rũ, mê hoặc không gì sánh được kia không còn một chút mê hoặc nào nữa. Ánh mắt cực kỳ trong suốt giống như nữ thấy khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. Thời gian lần nữa trôi qua, cứ như vậy trong chớp mắt thời gian trôi qua 2 ngày. Lúc này trong dược đỉnh của hai người bắt đầu có dược hương tràn ra. Khắp sân rộng tràn ngập hương thơm, loại dược hương này khiến cho mọi người hít vào một cái cũng cảm thấy tâm thần sảng khoái, toàn thân mát mẻ, thoải mái vô cùng. Hỏa diễm trong dược đỉnh hai người cuồn cuộn, bằng mắt thường cũng có thể thấy được, trong dược đỉnh mơ hồ có một khỏa đan dược nhỏ như nắm tay trẻ con xoay tròn. Siêu! Một cỗ năng lượng tràn ra, cùng với sóng gợn trong không gian gấp khúc khiến cho người ta khiếp sợ. Siêu siêu! Lúc này toàn bộ sân rộng đột nhiên run lên, năng lượng bàng bạc trong thiên địa lập tức phá không mà hội tụ tới. Vô số ánh mắt vội vàng nhìn vào. Chỉ thấy trên bầu trời lúc này đột nhiên có năng lượng thiên địa bàng bạc liên tục hội tụ tới. Năng lượng trong thiên địa thậm chí còn đem theo mây đen dày đặc, mơ hồ truyền ra tiếng sấm ỉ ùng. Thành đan. Trong chớp mắt, tinh quang trong mắt Đạm Đài Tuyết Phi bắn ra, từng đạo thủ ấn phức tạp được kết. Linh lực quanh người bạo phát, linh hồn lực bàng bạc giống như vô tận bắn ra. Y phục trên người bay phất phới, mái tóc rũ ra, khí thế mạnh mẽ tràn ra. Khí thế thật mạnh mẽ. Cảm nhận cỗ khí thế trên người Đạm Đài Tuyết Phi lúc này, trong lòng Lục Lâm Thiên âm thầm run lên, vô hình trung áp lực trên người tăng lên nhiều. Năng lượng thiên địa trên sân rộng ba động, một cỗ năng lượng bàng bạc đột nhiên từ trên bầu trời bạo phát. Cùng với cỗ năng lượng bạo phát, mây đen trên phía chân trời trong nháy mắt ngưng tụ, một cỗ năng lượng trong thiên địa tiến vào trong đan dược do Đạm Đài Tuyết Phi luyện chế. Năng lượng thiên địa hội tụ, đây là hiện tượng khi đan dược thất phẩm thành đan. Chung quanh truyền đến tiếng kinh hô, đây là hiện tượng đan dược thất phẩm thành đan, chỉ có đan dược thất phẩm mới có thể đưa tới hiện tượng như vậy. Giờ phút này năng lượng đậm đặc trong thiên địa rót vào trong dược đỉnh của Đạm Đài Tuyết Phi, một viên đan dược tròn xoe ở bên trong không ngừng xoay tròn. Đan dược màu đỏ, bên trên mơ hồ còn có con mắt khiến cho người ta có cảm giác kỳ dị. Thành đan. Cùng lúc đó, một tiếng quát nhẹ từ miệng Lục Lâm Thiên vang lên. Sắc mặt hắn trầm xuống. Linh lực quanh thân mang theo linh hồn lực bàng bạc bạo phát. Oanh! Trên sân rộng lần thứ hai mơ hồ có tiếng sấm vang vọng. Đột nhiên một đạo năng lượng ba động xuất hiện, tất cả mọi người lại nhìn thấy mây đen trong bầu trời kéo tới. Lại là hiện tượng đan dược thất phẩm thành đan. Đều là đan dược thất phẩm, hai người này quả thực kẻ tám lạng người nửa cân a. Điều này cũng không nhất định, phải xem đan dược ai luyện chế có phẩm chất cao hơn. Cùng là đan dược thất phẩm sơ giai, thế nhưng cách xa nhau cũng có thể rất lớn. Lại có đan dược thất phẩm thành đan khiến cho vô số tiếng kích động vang lên trong sân rộng. Siêu siêu! Năng lượng trong thiên địa rót vào trong Hỏa Long đỉnh của Lục Lâm Thiên, bên trong có một viên đan dược đang bị năng lượng bàng bạc trong thiên địa bao vây tạo thành động tĩnh lớn giống như Đạm Đài Tuyết Phi. Không trung trên sân rộng rung động, từng đạo gợn sóng trong không gian khuếch tán. Cảnh tượng như vậy cực kỳ khó gặp. Cường giả bình thường muốn luyện chế đan dược sẽ không luyện trước mặt công chúng. Vì vậy đối với đám người có mặt trên sân rộng mà nói đây chính là cảnh tượng cả đời khó gặp. Bởi vậy nên biển người đông nghịt quanh sân rộng lúc này cũng bị cảnh tượng trong thiên địa làm cho nhiệt huyết sôi trào. Tiếng đinh tai nhức óc vang lên. Ầm ầm. Năng lượng phô thiên cái địa từ trên không trung rót vào hai chiếc dược đỉnh phía dưới. Tức thì khiến cho trên bầu trời quanh quẩn tiếng trầm thấp giống như sấm nổ. Không tốt. Lúc này sắc mặt Lục Lâm Thiên đột nhiên đại biến, trong đám năng lượng thiên địa hỗn loạn này đan dược hắn luyện chế dường như yếu hơn Đạm Đài Tuyết Phi một chút. Hấp thu năng lượng thiên địa yếu hơn một chút tương đương với việc phẩm chất của đan dược hắn luyện thành yếu hơn Đạm Đài Tuyết Phi. Lần này lão đại gặp phiền phức rồi. Tiểu Long nhướng mày, trong đôi mắt to không ngừng biến ảo.
nó cũng cảm nhận được biến hóa. Lục Tâm Đồng, Đoan Mộc Y Y cũng có thể cảm giác được biến hóa bên trong. Đám người Diêu Dũng Thiên Vân Đảo, Thượng Quan Nguyệt Minh, Thải Mai Lĩnh khẽ mỉm cười, từ hiện tượng thành đan của hai người bọn họ mơ hồ có thể phán đoán ra ai cao ai thấp. Mánh khóe bên trong bọn họ đương nhiên cũng nhìn ra được một chút. Cả Đạm Đài Tuyết Phi dường như cũng cảm giác được biến hóa này, tâm thần cảm giác năng lượng biến hóa chung quanh dược đỉnh của Lục Lâm Thiên, ánh mắt khẽ đổi. Thế nhưng nàng cũng không dám thả lỏng một chút nào, thủ ấn không ngừng biến hóa rồi được kết. Năng lượng trong thiên địa không ngừng tiến vào trong đan dược. Giờ phút này hầu như ánh mắt của Đạm Đài Tuyết Phi dán vào trên khỏa đan dược màu đỏ trong dược đỉnh. Thủ ấn không ngừng biến hóa, linh hồn lực bàng bạc như biển cuồn cuộn không ngừng tiến vào trong dược đỉnh. Năng lượng thiên địa cũng phô thiên cái địa mà rót vào bên trong. Năng lượng thiên địa cuồng bạo tới mức vô cùng kinh khủng. Một lát sau, một đạo thủ ấn cuối cùng được Đạm Đài Tuyết Phi kết xuất, một cỗ linh hồn lực bạo phát bắn vào trong dược đỉnh. Oanh! Đồng thời trong dược đỉnh một cỗ quang mang màu đỏ đột nhiên xuất hiện. Một cỗ năng lượng ba động kinh khủng lập tức tràn ra. Dưới cỗ năng lượng ba động đáng sợ này, quang mang màu đỏ từ trong dược đỉnh bắn ra về phía chân trời. Dưới đạo quang mang này những đám mây đen trên bầu trời không ngờ rung chuyển rồi lập tức khuếch tán.